Hào môn tranh đấu một, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc. chương 1001, đã thấy nhiều trên phim thần tượng. Tưởng văn phong mặc áo sơ mi tay ngắn màu trắng, quần đen, hai tay nhàn nhã cắm túi quần, đắc ý rào rạt, trêu chọc cười nhìn đường khả hinh. Cậu làm gì lại đi chặn đường người khác? Đường khả hinh ngẩng đầu, không vui chừng mắt tưởng văn phong, nhăn chặt mày, không vui muốn đẩy anh ra nói, bỏ đi, đừng cản đường tôi, tôi đang có việc gấp cô nói cho hết lời liền vội vàng bước lên phía trước muốn nhìn màn hình lớn tưởng văn phong lại trầm mặc mỉm cười bước lên một bước dùng chiều cao của chính mình ngăn trước mặt bí đao lùn ai cậu đường khả hình tức giận chừng anh liếc mắt một cái lại bởi vì quá mức vội vàng không có thời gian để ý đến anh liền bước sang bên cạnh nghiêng mặt nhìn màn hình lớn tưởng văn phong lại đùa cô bước theo nhịn không được cười rộ lên uy đường khả hình bị bước đến đỏ mặt tía tai ngẩng đầu cắn răng chỉ thẳng vào tưởng văn phong tức giận nói cậu đừng chọc tôi tức giận a à. tôi đang rất vội đừng ép tôi đợi lát nữa xong việc tôi xử cậu tưởng văn phong lại khó có được bộc lộ mỉm cười mang theo vài phần chơi đùa biểu tình đùa nàng nói cô thử đoán xem cô đứng hạng mấy đoán chúng tôi thưởng cô một viên đường ai muốn kẹo que của cậu tinh bột mì bán đầy ngoài kia chỉ có năm nhân dân tệ một bao cô không nói hai lời đẩy tưởng văn phong ra tức khắc kích động ngẩng đầu, nhìn về phía mà hình tinh thể cực lớn kia, thình lình dòng chữ to màu đỏ được im đậm nổi bật lên, no. Một đường khả hình, no, một, thứ, nhất, đường khả hình trong mắt muốn rơi ra, nuốt một ngụm nước bọt, chân chối nhìn màn hình lớn, nói không nên lời. Audio điện tử võ tấn bền Tưởng văn phong nhịn không được lại chặn ở trước mặt cô, có chút đồng tình nhìn về phía cô, nhíu mày cười nói, cho nên anh nói, chắn trước mặt em là để tốt cho em. Nhìn đi, thấy chưa? Đường khả hình thở gấp, đẩy tưởng văn phong ra, ngẩng đầu nhìn kia màn hình lớn, ba chữ lớn đường khả hình, vẫn giống như trước kia chiếm giữ vị trí thứ nhất, xoa mắt mấy lần xác định mình không nằm mơ, cô tức giận đến nỗi. Tức đến nỗi, lồng ngực phập phồng, thở dốc, rồi lại thở dốc, cuối cùng tức giận đến mặt trắng bệch quay đầu, hít mắt nhìn về phía tưởng văn phong, nghiến răng nghiến lợi nói, đều là tại cậu. Tưởng văn phong ngẩn ra, lại bật cười hỏi, đâu có chuyện gì liên quan tới tôi. Lần nào gặp phải cậu cũng không có chuyện gì tốt, tức chết tôi, cậu đúng là thần xui xẻo đến để ám tôi. Lần trước, đẩy tôi rơi xuống nước, tôi còn chưa tính toán với cậu đâu. Hôm qua còn lấy cục đá nện tôi, não cậu làm bằng gì vậy? Bằng tinh bột mì sao? Đường khả hình tức giận đến cả đỏ cả mặt, trừng mắt nhìn tưởng văn phong. Tưởng văn phong trầm mặc đứng bên cạnh, nghe lời này, thực sự buồn cười còn cười, cười cái đầu cậu A. À. Cô vừa mắng anh xong, khóe mắt không tự chủ nhìn lên màn hình tinh thể lỏng lớn, một tử linh cư nhiên đứng số 5 trong bảng xếp hạng. Trong mắt cô rơi lăn lóc dưới đất, không vui nói cô ta cư nhiên đứng số 5. Số 5. Cô thích cô ta, tưởng văn phong cũng xoay người, nhìn về phía màn hình lớn, mỉm cười hỏi. Tôi yêu cô ta đến chết, đường khả hình thức giận đến nỗi cái gì cũng không muốn nói, tiểu thanh cũng vội vàng mang túi sách đỏ của cô đến, cô cũng không muốn nhiều lời, túm lấy túi sách bước đi không thèm quay đầu lại. Đi đâu đó, tưởng văn phong nhìn cô tức giận rời đi, cũng cười đuổi theo hỏi. Đi chết, cậu có muốn đi theo không? Đường khả hinh đi ra đường lớn, thở hắt một cái, cảm thấy mình thật xui xẻo, về đến nhà, gặp phải toàn chuyện không đâu, cả thế giới đều biết, tuyển thủ đứng đầu tham gia thi đấu, dám khảo chấm và giữ kín điểm số, rồi mới đem điểm ra so sánh, tất cả các tuyển thủ tham gia thi đấu đều rất lợi hại, thế mà lại để một tử linh chiếm mất vị trí thứ năm, đó là con số mà cô thích nhất. Người phụ nữ này sao lại đi giành mất? Lúc cô nghiến răng nghiến lợi, mặt tàn bạo đi xuống cầu thang, lại gặp phải một tử linh mặc bộ váy ngắn bó sát người màu đen, tóc buộc đuôi ngựa, giày cao gót cao cấp, đeo kính dâm, mặt mỉm cười đang đi đến con xe Ferrari của mình, cô ngẩn ra, vẻ mặt tức giận chừng mắt nhìn. Lúc một tử linh xoay người, đã nhìn thấy đường khả Hinh đang đứng ở trên bậc thang, không khách khí nhìn mình, cô ta nhịn không được có chút đắc ý cười rộ lên nói đường tiểu thư thế nào có phải không vui vì chuyện bảng xếp hạng hay không làm sao bây giờ đây rượu đỏ nhật bản thượng hạng của chúng tôi mang đi thi đấu đương nhiên ở một đẳng cấp khác so với hàng của địa phương rồi đường khả hình im lặng không lên tiếng thu hồi biểu tình phẫn nộ vừa rồi mặt bình tĩnh nhìn về phía mục tử linh mục tử linh đầu tiên là liếc mắt nhìn cô một cái ngắm sau mới mỉm cười tháo kính dâm để lộ ra đôi mắt tuyệt đẹp hút hồn người, thập phần đắc ý đi lên cầu thang. Đường khả hình cảm giác được mùi nước hoa nồng đậm lúc Mộc Tử Linh đi lướt qua mình, hai tròng mắt của cô chợt lóe, đột nhiên cười, xoay người nhìn về phía bóng lưng khiêu gợi của Mộc Tử Linh, nói chắc cô chưa từng nghe qua một câu nói. Có người nói, không thể nhận tiếng vỗ tay quá sớm, bởi vì sợ giật mình tỉnh giấc. Tôi lúc nào cũng sẽ không quá mức đắc ý kiêu ngạo. Khiêm tốn một chút mới có thể giữ lại chút thể diện. Tôi khuyên cô một câu, trái đất rất tròn, mặt trời có thể chiếu sáng mọi góc khuất. Mục tử linh thu hồi sắc mặt, trầm mặc chạm rừng trên cầu thang, hai tròng mắt lóe ra nhìn về phía trước, lồng ngực hô hấp kịch liệt vì giận dữ. Đường khả hình hơi ngửa mặt, kìm lòng không được cười đắc ý, tức khắc xoay người, đi xuống cầu thang. Tưởng văn phong mỉm cười thoải mái đi xuống cầu thang, nhìn đường khả hình sắp ngồi vào xe mình, anh không nói hai lời liền trực tiếp nắm chặt tay cô, kéo cô ra, phịch một tiếng đóng cửa xe. Ai, cậu làm gì thế? Đường khả hình tay thoáng cái bị cầm chặt, khó hiểu đứng thẳng người, tức giận nhìn anh. Đi theo anh, tôi dẫn cô đến một nơi. Tưởng văn phong không nhiều lời kéo đường khả hình đi đến đoạn đường phồn vinh phía trước. Tôi không muốn, bản tiểu thư tâm tình đang cực xấu, không có việc gì đừng tới phiền tôi. Tôi còn muốn trở lại đọc sách đây. Cô một bên loạn choạng đi về phía trước, một bên cường liệt xoay tay, tức giận nói cậu buông tôi ra. Đi thôi, cô phải đến chỗ đó. Tưởng Văn Phong nói cho hết lời, lại kéo đường khả hình nhanh chóng xuyên qua hai hàng nhà cao tầng, dọc theo siêu thị lớn, lại đi dạo đến chỗ cây tương tư lớn, lúc này đã gần đến thu, hoa tương tư nhẹ nhàng dụng phủ kín đường đi. Cậu buông tôi ra, đường khả hình không thấy rõ đường trước mặt, không ngừng xoay tay, kêu to, buông tay. Tưởng Văn Phong đã kéo đường khả hình đi tới một quán nhỏ, lập tức cầm một cái bánh ngọt vừng nhét vào miệng cô, ngăn chặn âm thanh từ đó phát ra. a à, đường khả hình lập tức cắn bánh ngọt kia, cảm giác trẻ đậu đỏ ngọt lịm từ trong ruột bánh tràn ra, khiến cho tâm tình trở nên tốt hơn, cô không hiểu mở to mắt, mình cư nhiên đứng ở một con đường trải đầy đồ ăn, hai bên đường treo đầy, đặc sản ăn vặt của địa phương, trên lầu lại là các món ăn kiểu Nhật, Hàn, Thái Lan được xếp trong phòng ăn xa hoa. Cô thậm chí còn nhìn thấy món vi cá thập phần nổi danh ở Hồng Kông thập, cánh gà thủy tinh, còn có quán ăn đặc sản Đài Loan, bà chủ đang đứng sau một gian hàng toàn món ăn thập phần tinh xảo. Mở vung nồi để hơi nóng cuồn cuộn bay lên, mùi canh thịt thơm ngon kia thật sự làm người ta nuốt nước miếng, lại có cả canh bong bóng cá, thịt viên. Trời à, đường khả hình không thể tưởng tượng được đi tới trước một quán ăn tứ xuyên, nhìn một bàn thức ăn đỏ rực kia, bên trong tất cả đều là các loại mùi hương, có chân giò hôn khói, tinh bột mì, bên cạnh còn để bát tổ yến, vừng loại thượng đẳng, thật sự là làm cho người ta chịu không nổi. nhìn sang bên cạnh có hai người ăn vặt đá ăn đến xương vù môi nhưng đứa nhỏ bên cạnh ăn canh vẫn thực ham say. cô thực sự kìm lòng không được nuốt một ngụm nước bọt, vui vẻ cười kêu lên: mẹ ơi, sao ở đây có một nơi kỳ diệu như vậy mà tôi không biết a? À, quá nhiều đồ ăn ngon luôn. có quán. sau khi mở bếp than, bà chủ liền lấy ra một phần to sashimi từ trong hầm lạnh, tay cầm dao nhanh nhẹn cắt sashimi ra từng phần, bày trên gian hàng cô nhịn không được mang găng tay trong suốt, cầm một phần, trực tiếp chấm vào mù tạc ăn, ở bên cạnh một người tuổi còn trẻ, mặc áo ti shirt màu trắng, quần jean màu lam, đoán chừng là con trai của bà chủ, đứng trước gian hàng thức ăn, đem kia cá mực tươi vẫn còn đang bỏ cắt thành từng miếng, cá mực kia vẫn còn đang vươn uốn éo mấy cái vòi. Tưởng văn phong cảm thấy thèm ăn, liền trực tiếp mỉm cười đi qua, lấy ví tiền, sau khi trả bà chủ 100 khối, liền trực tiếp mang găng tay trong suốt, cầm lên cá mực sống, nhìn nó ngọ nguậy không ngừng anh lại cười tức khắc đem nó nhúng vào mù tạc và tương rồi cứ như vậy ngẩng đầu lên bỏ vào trong miệng từ từ nhai đường khả hình không thể tưởng tượng mở to mắt đi tới trước mặt anh nhìn anh thực sự ăn cái thứ vẫn còn đang ngọ nguậy kia cô không khỏi ra đầu có chút tê dại nhưng vẫn là nuốt nước bọt có chút tò mò hỏi ăn ngon không ai không tệ cô cũng ăn đi tưởng văn phong trực tiếp bắt một con mực tươi chấm tương định nhét vào miệng cô Tôi không muốn, thật là ác độc, đường khả hình cố ý chừng mắt nhìn anh nói. Không muốn thì thôi, tưởng văn phong mỉm cười lại đem cá mực sống bỏ vào trong miệng của mình nhai, mới nói cá mực protein cao, nhiều dinh dưỡng. Đường khả hình cười như không cười chừng mắt nhìn người này, như vậy không sợ chết, không buồn nôn khi nhai cá mực kia, trên mặt một điểm biểu tình cũng không có, cô A à một tiếng cười, lại kìm lòng không được nhìn sashimi cùng rất nhiều món ngon làm người ta tiết nước bọt trên bàn, cô có điểm phấn khởi hỏi cậu. Tại sao lại dẫn tôi đến đây? Biết tôi tâm tình không tốt sao? Tưởng Văn Phong nghe lời này, vừa nhai mực sợi, vừa nhìn đường khả hình cười rộ lên nói, có vẻ cô xem nhiều phim thần tượng quá rồi, cứ hễ cô không vui là tôi lại phải đùa cô vui sao? Trường 1002, bị bắt được. Đường khả hình vừa nghe lời này, liền hung ác lườm anh, tức giận nói cậu thực sự rất khó ưa a à. Tưởng Văn Phong nhìn dáng vẻ này của cô, Nhịn không được cười rộ lên, nói cô không phải muốn nếm thử đồ ăn bên ngoài khách sạn sao? sợ khứu giác có thói quen, cho nên mang cô tới đây đi dạo một chút, nếm thử hương vị, tìm lại vị giác nguyên thủy nhất lúc đói bụng của cô. Đường Khả Hinh nghe lời này, lập tức thu hồi sắc mặt, ngẩng đầu nhìn về phía Tưởng Văn Phong. Tưởng Văn Phong lại không nói gì thêm, mà xoay người nhìn phía trước có một xe ăn cố kỹ, vừa dừng trước một gốc cây đại thụ cao to trong thời khắc tiết trời sang thu lá vàng nhẹ nhàng rơi, anh nhìn thấy nước súp nóng trên xe đẩy, thịt xay đang không ngừng xoay tròn tỏa ra hương vị thập phần nồng đậm, bên cạnh đặt từng chén đậu phộng giã nhuyễn, hành thái, còn có tương vô cùng đặc biệt, anh lại mỉm cười đi về phía trước, nhìn thấy trong xe đồ ăn có một gian hải sản, những con hải sâm nhỏ màu đen được sắp xếp một cách ngay ngắn. Bên cạnh để một chén tương đen vô cùng đặc biệt, có cặp vợ chồng người nước ngoài đang ở nơi đó nếm món sò biển tươi ngon, vừa ăn vừa mỉm cười gật đầu, anh tức khắc xoay người, nhìn về phía đường khả hình, khẽ nhếch môi cười vẫy tay nói, qua đây. Đường khả hình đứng bên này, nhìn thấy tưởng văn phong đang đứng bên cạnh xe ăn vẫy tay gọi mình, đôi mắt dịu dàng của cô chợt lóe liền vui vẻ nở nụ cười tò mò đi qua. Tưởng văn phong cầm lên một khối hải sâm đen mềm to bằng ngón tay, chấm tương đen, sau đó mỉm cười đưa đến bên miệng đường khả hình, nói ăn đi. Đường khả hình cũng không khách sao, cảm thấy thực sự đói bụng, liền vui vẻ cúi đầu ăn khối hải sâm kia lập tức cảm nhận được hương vị rất đặc thù của hải sâm kia mềm mềm giòn giòn so với hồi nhỏ cha thường nấu cho mình dù sao vẫn có một loại mùi vị nguyên thủy nói không nên lời loại tương liêu ninh kia kết hợp với vị mặn đặc thù của hải sâm vậy mà phát huy một cảm giác vô cùng thỏa mãn kiên định làm cho người ta cảm giác cuộc sống vô cùng phong phú cô thực sự khiếp sợ vươn tay khẽ che miệng rất ngạc nhiên cười rộ lên xúc động nói thật hạnh phúc quá Ông chủ thật thà phúc hậu bên trong xe ăn, nghe những lời này của Đường Khả Hinh, kìm lòng không được cười rộ lên. Tưởng Văn Phong cũng cười nhận lấy sò biển tươi ngon mà ông chủ trực tiếp tách ra, dùng dao nhỏ nâng lên một khối thịt sò trắng trong đó lên, lại chấm một chút tương rồi ăn, lập tức cảm thấy loại tương này thực sự ngon miệng. "Ông chủ, tương này làm thế nào vậy? Sao lúc kết hợp với hải sản lại ăn ngon đến như vậy?" Đường Khả Hinh kinh ngạc đứng bên ngoài xe ăn, nhìn về phía ông chủ hỏi. Ông chủ vừa trực tiếp xào nấu tương, vừa sảng khoái trực tiếp nói với cô, đầu tiên chuẩn bị măng tây tươi, lại chuẩn bị tương vừng, nước tương, đường, muối, bột ngọt, tỏi, dầu vừng, giấm, quan trọng nhất là loại mù tạc nồng đậm kia, thêm vào xào nấu lên. Rất có khoa học a. À. Ăn thật ngon, đường khả hinh nói xong, liền kìm lòng không được lại học theo tưởng văn phong tay cầm một khối hải sâm lên, chấm một chút tương, bỏ vào trong miệng, lại hưởng thụ vị mặn đặc thù đến từ biển cả kia, cô thập phần thập phần hưởng thụ lắc đầu xúc động, thật ngon miệng. Tưởng Văn Phong lại cười cầm lên một phần hải sâm, chấm một chút mật ong vàng, đưa đến bên miệng đường Khả Hinh, nói ăn đi. Đường Khả Hinh cũng không khách khí cúi đầu, đem hải sâm có dính mật ong kia bỏ vào trong miệng, lập tức cảm nhận được một loại cảm giác giòn giòn ngọt ngọt vô cùng mãnh liệt khác, khiến cho cảm xúc của cô không hiểu sao bỗng giặt rào, ánh mắt cô sáng ngời, vừa dùng tay khẽ che miệng, vừa quái dị xúc động nhìn tưởng Văn Phong, thực sự vui vẻ cười rộ lên nói, wow, quá tuyệt vời. Tưởng Văn Phong cũng đã đi về phía trước, đi tới trước một quán ăn vặt hồ nam nào đó, nhìn đậu hủ thối màu đen kia, đang trong dầu cuồn cuồn sôi trào, hương vị thực sự không tầm thường, tựa hồ có thể cảm nhận được mùi vị trong sống ngoài chín của nó. Anh lập tức lại lấy tiền ra, sau đó cầm lên một cây tam trúc, chọc một khối đậu hủ thối, chấm tương ớt đặc thù, lại xoay người, gọi, này, qua đây. Đường Khả Hinh lúc này, vừa vặn đứng trước một gian hàng kiểu Hàn, muốn một đĩa thịt bò tái nhỏ ngâm lòng đỏ trứng đang ăn đến mức tràn đầy ý vị, còn trực tiếp mua một chai rượu trắng, nghe thấy tưởng Văn Phong gọi mình, cô tức khắc nhìn thấy đậu hủ thối, liền vừa cầm chai rượu trắng đã mua, vừa chạy tới, cũng không khách khí cúi đầu, ăn khối đậu hủ thối kia, vừa mới cho vào miệng, khối đậu hủ thối giòn giòn thơm thơm với mùi vị riêng biệt kia, thật là ăn ngon chết mất, cô thật vui vẻ nhai khối đậu hủ kia. Nói, tôi có thể nào béo chết không đây? gầy như vậy tưởng văn phong nói xong cũng đã vươn tay cầm một con tôm hùm được bày một đống trên bàn thép vặn ra phần bột phủ kín con tôm xé ra một chút thịt tôm đưa đến bên miệng cô đường khả hinh cũng không khách khí ăn lập tức cảm nhận được mùi vị cay nồng của hành tỏi bốc thẳng lên đầu thực sự làm cho người ta chịu không nổi cô vừa thở ra hơi cay vừa vô cùng sảng khoái cười nói rất ngon tưởng văn phong cũng cười tiếp tục đi về phía trước đường khả hinh cũng theo anh đi về phía trước thỉnh thoảng nhìn thấy một gian hàng đặc sản quảng đông nào đó đặt một mâm con nhộng sống bà chủ quán trực tiếp cầm một con sống bỏ vào miệng cô nhìn thấy lập tức cảm thấy lông dựng lên da đều lạnh toát kem đài loan đã được chiên lên xong đang được rác lên rau thơm có cặp vợ chồng người mỹ đang đứng bên cạnh ăn ăn thật say sưa ngon lành gian hàng tứ xuyên phía bên kia có vô số những người trẻ tuổi đang cầm thịt thỏ nước rác đậu phộng ăn đến mức vui vẻ và đầy hưng phấn ở đây thật là một nơi tốt Tôi đã rất lâu không xúc động và ham muốn đối với thức ăn như vậy, từ khi. Đường Khả Hinh lập tức đứng giữa con phố nhỏ nào đó, nhìn thấy ông chủ một xe thức ăn, tuổi chừng 70, xe thức ăn của ông rất vắng vẻ, bởi vì toàn bộ đều bài trí chai thủy tinh trưng cất rượu, bên trong có rượu hoa hồng, rượu táo, rượu xoài, còn có rượu quả đào. Cô lập tức nhìn thấy thịt quả đào xanh đậm bên trong chai kia, trong lòng không hiểu sao bỗng xúc động, trên mặt bộc lộ một chút ý cười dịu dàng, đột nhiên nhớ đến một người. Tưởng Văn Phong cảm giác phía sau không có tiếng động, liền kỳ quái xoay người, lại nhìn thấy Đường Khả Hinh đang đứng giữa con đường, nhìn về phía xe rượu trái cây đằng trước, hai tròng mắt bộc lộ ánh nhìn dịu dàng, anh cứ như vậy lẳng lặng nhìn, hai mắt thoáng qua một chút hờ hững. Này, Đường Khả Hinh đột nhiên cười nhìn về phía Tưởng Văn Phong, ngạc nhiên vui mừng nói, có ai nói rằng, cậu kỳ thực không giống anh trai cậu. Trái lại rất giống Trang Hạo Nhiên, không phải nói đùa chứ? Các người 500 năm trước là người một nhà sao?" Mặt Tưởng Văn Phong bộc lộ vẻ khó hiểu, nhìn Đường Khả Hinh, nhếch miệng cười nói, "Nếu quả thật là người một nhà, tôi cầu xin cô phải nhắc nhở anh ấy, đừng giữ khư khư lấy tôi. Rốt cuộc lúc nào mới chịu buông tha cho tôi?" "A, à, cậu nói vậy là có ý gì?" Đường Khả hình khó hiểu đi về phía Tưởng Văn Phong, nghi ngờ hỏi. Tưởng Văn Phong không nói chuyện, trực tiếp cầm lên một phần bánh ngọt bạch ngọc làm từ trứng gà, hạt sen bột gạo nếp nhét vào trong miệng cô, mới nói cô đi hỏi anh ấy đi. Ưm, ừ, Đường Khả Hinh lập tức mở to mắt, nhìn về phía Tưởng Văn Phong, khó hiểu nhai khối bánh bạch ngọc kia, vừa nhai vừa kêu lên, có ý gì vậy? Tưởng Văn Phong vẫn không để ý tới, chỉ cười đi về phía trước. Đường Khả Hinh liền cũng vội vã đi theo. Trên đường phố, dòng người chen chúc qua lại, hai người không ngừng ở trên con đường nhỏ tấp nập người, ăn đến mức quên tất cả không chút nào chú ý đến phóng viên giới giải trí thiên hạ vô địch. Bọn họ đang cải trang thành du khách, cũng đang ăn hàng, vừa ăn con tôm hùm cay đến mức khiến tai đỏ bừng, vừa chụp trộm được hình ảnh thân mật của tưởng văn phong cùng đường khả hinh, lại cắn một miếng đậu hủ, phấn khởi nói thật tốt quá, không nghĩ đến tới nơi này cũng có thu hoạch. Đường khả hinh kia hiện tại đang là trọng tâm của câu chuyện, lão tử buổi trưa là có thể giao bản thảo rồi. Thực tế, Khương Vĩ cùng Đỗ Uy đến trước, đã làm kiểm tra với hàng loạt những gian hàng ăn này, nhưng mà bọn họ cùng với cặp song sinh cũng chỉ phụ trách an toàn của cô. Mà thật ra, phóng viên báo giải trí kia thực sự quá lợi hại, máy ảnh cỡ nhỏ, lại giấu trong mắt một con tôm hùm. Tòa nhà Hoàn Á, phòng họp số 1, các nhân viên cấp cao hoàn cầu nhau nhau đi vào phòng họp, chỉ vào một buổi tối, vẫn chưa tới 24 tiếng đồng hồ, Trang Hạo Nhiên liền cử ra một đội ngũ tinh anh nhất, thu mua 37 khách sạn cấp 5 sao trong nước, chuyện này, Vô cùng khiếp sợ cùng cảm động, thời khắc lần đầu tiên ở trong nước, lĩnh hội được cá tính mạnh mẽ vang dội, quyết đoán nhanh chóng của anh, gần đây tin đồn vô số công ty gia đình cũng bắt đầu ở trong nước đầu cơ phá giá bán tòa nhà văn phòng, đem tiền vốn từng bước đưa ra nước ngoài. Chờ đợi thời cơ lại nhanh chóng thu hồi vốn, Trang Hạo Nhiên lại đưa ra cách làm này, khiến cho tất cả các nhân viên cấp cao đều nhao nhao bàn tán. Phòng nghỉ VIP trong phòng họp Trang Hạo Nhiên nhanh chóng nhận lấy Âu phục màu lam mà Tiêu Đồng đưa cho mình, lặng lẽ mặc vào, vừa tự mình chỉnh sửa cổ áo Âu phục, vừa ngưng mặt hỏi tình hình ban giám đốc bên kia thế nào. Tiêu Đồng vừa đứng phía sau, chỉnh sửa Âu phục cho anh, vừa nói, vẫn chưa đưa ra ý kiến bất đồng nào. Trang Hạo Nhiên hai tròng mắt lóe ra, ngưng mặt suy nghĩ, liền sắp đến giờ học, không nói gì thêm, mà cầm lên văn kiện Tiêu Đồng chuẩn bị cho mình, cất bước đi ra khỏi phòng nghỉ, lại quẹo trái nhanh chóng đi về phía phòng họp, nhìn thấy nhân viên an ninh mặc đồng phục màu đen, đã bắt đầu sẵn sàng nghiêm chỉnh đứng ngoài sảnh phòng họp. Anh liền nhanh chóng cất bước đi về phía trước, được hai thư ký tôn kính đẩy cửa chính phòng họp ra, mỉm cười đi vào phòng họp, nói tổng giám đốc tưởng bị bệnh nhẹ. Qua buổi trưa, mới tới tham gia cuộc họp lần thứ hai, lần thứ nhất do tôi chủ trì. Ba thư ký nhanh chóng thu hồi máy tính, lập tức đẩy máy tính sách tay ra, ho một tiếng, mới chuẩn bị họp. Trang Hạo Nhiên vừa mở ra văn kiện đi về phía ghế tổng giám đốc, hai tròng mắt lóe ra, nhìn về phía ba thư ký kia, mặt không hiểu sao bộc lộ nét trầm mặc, cười như không cười. Mấy người Tô Lạc Hoành cùng Lâm Sở Nhai đều ngồi phía dưới chuẩn bị họp, lại cảm giác được Trang Hạo Nhiên không nhúc nhích thân ảnh, liền kỳ quái ngẩng đầu, nhìn anh. Tiêu Đồng đứng phía sau, cũng lập tức có chút kỳ quái ngẩng đầu, nhìn Trang Hạo Nhiên. Mọi người cùng nhau trầm mặc nhìn anh. Trang Hạo Nhiên tiếp tục đứng phía dưới bục vị trí tổng giám đốc, tay cầm văn kiện, chăm chú nhìn ba vị thư ký kia. Ba thư ký ngồi tại chỗ, đột nhiên có chút khẩn trương muốn đổ mồ hôi hột, nhưng lại không dám lên tiếng, chị An An không hiểu sao ngước mắt, liếc nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên hai tròng mắt cũng lóe ra một chút tiêu ý, vô hạn mị lực, thần thần bí bí nhìn cô. An An tức khắc vẻ mặt đau khổ, cúi đầu, cảm giác như kẻ trộm bị bắt gặp. Trang Hạo Nhiên liền nhịn cười, chậm rãi xoay người, cất bước đi lên, ở trước mắt bao người, cầm văn kiện trong tay đi tới trước mặt ba thư ký, mặt bộc lộ vẻ bình thản, vươn tay nhẹ lật một phần văn kiện trước mặt An An ra, liền nhìn vào máy vi tính chưa kịp đóng lại kia, đang mở ra một tin tức giải trí nào đó, mặt trên rõ ràng là ảnh chụp tưởng văn phong thân mật rát tay đường khả hình đi về phía trước. Hai mí mắt anh hơi dịch chuyển, nhưng vẫn hết sức bình tĩnh ngón tay chạm vào hình ảnh kia, đem trang báo từng chút một kéo xuống, liền trực tiếp nhìn thấy tưởng văn phong kéo đường khả hình đi về phía con đường ăn uống phía sau tổng bộ hoàn cầu. Toàn là hình ảnh hai người thân mật đút cho nhau ăn hải sâm, ăn đậu hủ thối, ăn tôm hùm, ăn bánh ngọt. Hai mắt anh chợt lóe. Chương 1003, cùng tính toán một lượt. Trung tâm hội nghị tiến hành. Trang Hạo Nhiên mặc bộ Âu phục màu xanh ngồi ở vị trí tổng giám đốc, vừa xem tài liệu về khách sạn dưới nước, bên cạnh đó vừa nghe các kỹ sư xây dựng của khách sạn dưới nước lấy yếu tố 3D để tạo hiệu ứng hình ảnh thơ mộng cho phòng trên cao. Toàn bộ người trong phòng hội nghị ngẩng cao đầu, nhìn về phía chính giữa màn hình lớn ở xung quanh phòng hội nghị, đang truyền tin tức từ trung tâm phòng trên cao của khách sạn dưới, xuất hiện các thiên thể mờ nhạt, rất nhiều ánh sao lấp lánh, thật sự khúc xạ thành ảo giác. Tất cả mọi người mỉm cười một cách khẳng định. Đúng như lúc đầu đề cập, chàng Hạo Nhiên nhìn chính giữa màn hình lớn kia là ngôi sao hàng đầu tỏa sáng, khái niệm và nội dung đều rất đầy đủ nhưng anh lại nở nụ cười khó hiểu. Trần Tuấn Nam, thẩm quân dụ và nhiều người dừng việc ngẩng đầu, nhìn người đàn ông trước mặt. Quả nhiên, cặp mắt của Trang Hạo Nhiên chậm rãi lóe lên, mới nhìn hiệu ứng đổ họa 3D ở giữa màn hình lớn, gương mặt chăm chú nghiêm túc nói, hiệu ứng 3D này có phần hơn đúng không? Mọi người nghe xong những lời này sau đó cùng xem màn hình lớn ở khách sạn, từ ngoài cửa vào đến trong phòng nhiều chỗ đều có hiệu ứng 3D, Hiện nay đây là công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới, nhằm giới thiệu toàn cầu mà không sợ tốn chi phí lớn, mọi người vẫn còn chìm đắm trong vui sướng, không đủ tỉnh táo và phân tích, đặc biệt là tưởng văn phong và nhà thiết kế 3D trình lược, một người đàn ông khoảng 30 tuổi, anh là kỹ sư chủ trì chương trình dự thảo khách sạn dưới nước lần này, trực tiếp đưa ra quan điểm của bản thân, hiệu ứng 3D trong thiết kế khách sạn dưới nước này, đó là chủ đề nổi bật nhất của chúng ta, toàn bộ thế giới đều vô cùng mong chờ. Tổng giám đốc Trang có phải anh suy nghĩ quá nhiều, cho rằng hiệu ứng 3D này là. Trang Hạo Nhiên nghe những lời này, chăm chú nhìn anh một hồi lâu, mới mỉm cười ngẩng đầu, nhìn về phía mọi người, giọng nói mạnh mẽ mà cẩn thận, mọi người đều biết, chi phí xây dựng khách sạn dưới nước của chúng ta là 100 tỷ đồng, vậy chủ đề là cái gì? Là dưới nước, là đáy biển, mà hiệu ứng 3D quá nhiều sẽ có sự cạnh tranh lớn. Đây là điều quan trọng nhất. Mọi người nghe xong Tất cả đều trầm mặc suy nghĩ, một số thành viên hội đồng quản trị cảm thấy có lý nên gật đầu. Đôi mắt của Trang Hạo Nhiên sắc bén nhìn mọi người, sau đó nhấc bút, nhanh chóng viết lên tài liệu, dứt khoát nói: "Hạng mục khách sạn dưới nước lần này đã tiến hành được một thời gian dài, đúng là mọi người đã nộp cho tôi kế hoạch dự án, bản thiết kế, tất cả đều xoay quanh hiệu ứng 3D, đối với phát hiện mới này các người có hơi phụ thuộc. Chúng ta nên hiểu 3D là phần mềm, khách sạn dưới nước là phần cứng." Nó chỉ đóng vai trò của một cửa hàng hỗ trợ. Chúng ta tốn 100 tỷ, kiên quyết xây dựng một khách sạn tại đáy biển là muốn thể hiện yêu thế giới nước. Muốn thể hiện đáy biển xuất sắc nhất thế giới. Cho đến nay tôi không thấy bất kỳ một bản thiết kế nào đối với chủ đề khách sạn dưới nước lần này có tìm kiếm hay phát hiện gì mới. Toàn bộ đều là 3D hư ảo. Trải qua một thời gian nữa, nó cũng trở nên mờ nhạt, thì lúc đó các người còn dựa vào cái gì? Lời nói có phần nặng nề. Tất cả những người trong phòng hội nghị đều không dám lên tiếng, trình lượng đứng ở một bên cũng không nói tiếng nào. Trang hạo nhiên cho mọi người chút thời gian, sắc mặt nặng nề nhìn những người xung quanh, xem có ý tưởng mới nào xuất hiện hay không. Nhưng bọn họ đều im lặng, khuôn mặt anh khẩn trương, không hiểu sao bỗng dưng cười, mang theo cảm thán nói, một tập đoàn, một doanh nghiệp, rất cần tinh thần lính hội. Nhưng quan trọng nhất vẫn là cá thể, tập đoàn dựa vào sự sáng suốt của mọi người để giữ vững hình ảnh rực rỡ, không phải để cho các người làm theo ý mình lại càng không để cho các người dựa vào một cách mù quáng hình thức điện ảnh hollywood hình ảnh chuyển động ngày càng giả dối có thể làm cảm động lòng người ngày càng ít vì sao trong quá khứ một bức ảnh kiệt tác có thể được khen ngợi lâu như thế anh nói xong sau đó im lặng nhìn xung quanh tất cả mọi người không lên tiếng ngay cả tiêu đồng tô lạc hoành lâm sở nhai cùng với đám người đều trầm mặc Trang Hạo Nhiên nhìn tất cả mọi người vẫn không lên tiếng, đôi mắt anh chợt lóe, dứt khoát nói, "Đó là bởi vì sự độc đáo của nó. Tôi muốn khách sạn dưới nước của tôi phải là khách sạn độc nhất vô nhị trên thế giới, cho dù thời gian có qua đi nhưng không thể thay thế được." Nói thực tế, hiệu ứng 3D rất tuyệt vời, nhưng tôi thực sự không đặt nhiều niềm tin vào các sản phẩm điện tử phần mềm của internet. Bởi vì nó lỗi thời quá nhanh, tốc độ luôn đổi mới, làm cho con người cảm thấy bối rối các người tin tưởng quá nhiều phản ánh vượt xa hoàn toàn thời gian gần đây các người đối với việc nghiên cứu và thăm dò khách sạn dưới nước không đủ tinh vi không đủ sâu sắc không đủ nhiều nói thẳng ra đây là một hành vi lười biếng các kỹ sư trẻ tuổi của bộ phận nghiên cứu phát triển tất cả đều im lặng trình lượng bắt đầu cảm thấy lo lắng vẻ mặt trang hạo nhiên nghiêm túc nhìn về phía các kỹ sư của bộ phận nghiên cứu lướt qua từng người một cuối cùng nhíu mày hỏi sao không thấy văn phong Lời này vừa nói ra, tất cả người trong phòng hội nghị không hiểu nhìn về vị trí trống không của tưởng văn phong, mọi người đều xì si xào bàn tán, suy nghĩ xem người này rốt cuộc đi đâu rồi không biết. Ách, trình lượng gần đây có quan hệ với tưởng văn phong rất tốt, rất nhanh ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói có khả năng anh ta đi ra ngoài có chút việc. Trang Hạo Nhiên cau mày, gương mặt không hài lòng nhìn anh, nghiêm túc không vui nói đi ra ngoài. Có việc gì quan trọng hơn so với họp, có cái gì quan trọng hơn so với khách sạn 100 tỷ dưới nước. Anh ta và anh dẫn dắt nhóm người này, đưa tôi bản thiết kế, kế hoạch dự án, toàn bộ đều làm rối tinh dối mù. Toàn cầu có rất nhiều kiến trúc sư thiên tài mà kiêu ngạo như vậy, nhưng là toàn cầu của chúng ta không cần thiên tri kiêu tử. Những gì chúng ta cần là tài năng, mỗi nhân viên phải bỏ xuống cái từ cao của bản thân, phải khiêm tốn khi đối mặt với công việc, đó mới chính là người có trí tuệ, linh cảm và kế hoạch. Lạc Hoành Vâng Tô Lạc Hoành lập tức ngẩng đầu đứng lên, nhìn Trang Hạo Nhiên, căng thẳng đáp lại. Trang Hạo Nhiên cúi đầu trầm mặc, lật xem một tài liệu khác, mới nghiêm túc nói, cậu làm người phụ trách chính của tổ thiết kế Software Developer. Cậu nhất định phải chịu trách nhiệm tới cùng, đặc biệt là những ý kiến về cuộc họp ngày hôm nay, vậy mà cậu vẫn cho phép anh ta đi ra ngoài. Do cậu nghĩ không muốn ở lại hay là anh ta không muốn ở lại? Lâm sở nhai trừng mắt, nhất thời trong ngực có cảm giác buồn phiền, không khỏi quay mặt nhìn tiêu đồng phía bên kia khẩn trương dùng ánh mắt hỏi làm thế nào quay trở lại tiêu đồng ngồi bên cạnh an an nheo mắt nhìn chằm chằm người đàn ông này để tin đồn đến phòng hội nghị đúng là muốn chết an an ngồi một bên thở phào gương mặt xấu hổ không dám lên tiếng ách tô lạc hoành đứng ở bên kia vô cùng khẩn trương cười nói tôi xin lỗi đây là sơ suất của tôi các cuộc họp trước đây tôi đều có thói quen không thông báo anh ta đã đến rất đúng giờ nghe nói hôm nay đến toàn cầu là có việc, bởi vì anh ta đưa ra ý kiến muốn đến Nhật Bản một chuyến. Mà anh không chấp thuận, cho nên Trang Hạo Nhiên lập tức ngẩng đầu nhìn Tô Lạc Hoành, nghiêm mặt nói: "Tôi biết nguồn cảm hứng của các nhà thiết kế thiên tài cũng cần có nhu cầu nghỉ ngơi, tôi còn biết từ trước đến nay anh ta có tính cách tự trọng, nếu không phải vì suy nghĩ của anh ta về dự án này, ngược lại tôi sẽ để anh ta tự do bay lượn. Có điều tôi cảm thấy anh ta nhàn nhã quá rồi đấy." ngay cả hội nghị cũng không thèm tới tham gia hay thực sự coi đây là một điều hiển nhiên. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép, Tô Lạc Hoành lúng túng, đứng ở một bên, không dám lên tiếng. Trang hạo nhiên nheo mắt, nghiêm túc nhìn anh ta, đoán chừng do thái tử ra quản lý kém. Cho nên anh mới không dám đưa ra quan điểm của mình, mặc cho người ta muốn làm gì thì làm phải không. Ở bên này, Thẩm Quân Dụ và Trần Tuấn Nam khẽ chớp mắt, không thể lý giải được tổng giám đốc Trang hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Tuyệt đối không có chuyện như vậy, Tô Lạc Hoành rất căng thẳng ngẩng đầu, chuyện này là do tôi sơ suất, thật xin lỗi. Lần sau nhất định sẽ chú ý. Đời người nhất định là có ngày mai nên mới tràn ngập chờ đợi để sống như vậy. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng cúi đầu xem qua danh sách các kỹ sư, tiếp tục nói, nếu không có ngày mai thì ngay cả ân hận cũng không cần làm gì. Bắt đầu từ hôm nay Phó Tổng Tô và tất cả các kỹ sư ở tổ thiết kế, bởi vì tác phong chậm chế, không đến giám sát và nhắc nhở đúng lúc, nên trừ 10% tiền hoa hồng cuối năm của các người. Nội trong vòng một tháng, phải đưa cho tôi một bản thiết kế có mẫu giống như vậy. Nếu không có sáng kiến mới, các người chuẩn bị sẵn sàng để rời khỏi cái dự án này. Tất cả mọi người đều giật mình, nhưng không một ai dám lên tiếng. Hội nghị hôm nay đến đây kết thúc, Trang Hạo Nhiên trực tiếp đóng lại tài liệu, nhàn nhạt nói mọi người vất vả rồi trong nháy mắt đám người căng thẳng đứng lên nhìn về phía anh khẽ gật đầu trang hạo nhiên cũng nhẹ gật đầu cười cười mới lạnh nhạt xoay người xoải bước đi xuống cầu thang tiêu đồng khẩn trương nhanh chóng theo sát đi lên ngắm anh một cái mới yên lặng nói lão đại tổng giám đốc tưởng đến đây trang hạo nhiên khẽ chắc mắt được giữa trưa tưởng thiên lỗi mặc âu phục màu đen phối hợp với áo sơ mi cùng màu cổ áo mở rộng, đi xuống với Đông Anh, cùng bước vào đại khách sạn châu Á. Vừa đi vừa nghe Đông Anh bắt đầu nói chuyện về hội nghị ngày hôm nay có liên quan đến tưởng văn phong, đôi mắt của anh chợt lóe, gương mặt nhàn nhạt đáp lại, biết rõ. Đông Anh liếc nhìn người đàn ông trước mặt, mới dịu dàng nói, tổng giám đốc trang hiếm khi thấy anh giữa trưa mới trở về, liền muốn mời anh cùng dùng cơm, ngay tại văn phòng của anh ấy. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép, tưởng thiên lỗi dừng lại một lúc, có chút nghi ngờ, nhưng vẫn gật đầu, đồng thời đi vào thang máy. Thang máy nhanh chóng đi lên tầng 100 của tòa cao ốc, cuối cùng dừng lại ở tầng tổng giám đốc. Tưởng Thiên lỗi trước tiên đi ra khỏi thang máy, mọi người ở bộ phận hành chính đang chuẩn bị đến nhà ăn dùng cơm, nhìn thấy tổng giám đốc đến đây, lập tức muốn đứng lên chào, anh trực tiếp xương tay tất cả đi ăn cơm chưa đi, vất vả rồi. Vâng, mọi người ở bộ phận hành chính im lặng gật đầu, đi xuống dưới tầng Lúc này tiêu đồng vừa vặn đứng ở ngoài cửa phòng tổng giám đốc, nhìn tưởng thiên lỗi đi đến, lập tức tôn trọng cúi đầu. Tưởng thiên lỗi đứng trước cửa văn phòng mình, hơi nghi ngờ nhíu mày nhìn cô một cái, dừng lại một hồi, có phần khó hiểu tự mình đẩy cửa đi vào văn phòng, nhìn thấy trang hạo nhiên mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài là âu phục cùng màu, rất tiêu sái và phóng khoáng ngồi ở trước cửa sổ sát đất thưởng thức thức ăn được mang lên, tay áo sơ mi của anh sắn lên, một tay bưng bát, một tay cầm đũa, thong thả ăn thức ăn trên bàn, không có một chút biểu tình, nhưng lại ăn rất chăm chú. Anh nhíu mày, mang theo vài phần nghi ngờ gỡ nút áo Âu phục, cởi ra đưa cho Đông Anh, mới nhàn nhạt hỏi, "Sao hôm nay lại ăn cơm ở văn phòng của tôi vậy?" Phong cảnh nơi này của anh thật đẹp, Trang Hạo Nhiên bưng bát cơm bên cạnh, cầm đũa, ăn vài miếng, mới ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt cười. Tưởng Thiên Lỗi nhíu mày, suy nghĩ rằng anh ta có phải để ý đến chuyện ngày hôm qua hay không, nhưng là bản thân mình thấy vẫn có chút xấu hổ nên sắn tay áo sơ mi, đi qua bên cạnh, muốn giải thích chuyện tối hôm qua, lại nhìn thấy một bàn đồ ăn trước mặt, tất cả đều là tôm hùm, đậu hũ, bánh gà tô trắng, hải sâm. 56 cái đĩa, tất cả mọi thứ được bày biện khéo léo, chính giữa bàn là món thịt bò Hàn Quốc trộn với lòng đỏ trứng, cá mực sợi tươi ngon, nhộng rán mật ong, cá sống, sò biển tươi mới. Anh hơi giật mình, những thứ này dùng để ăn cơm chưa à? Không thể hiểu được. Tưởng thiên lỗi nhìn bàn ăn khéo léo trước mặt, bên cạnh đống tôm hùm đặt một cái laptop, hình ảnh vừa lúc là tưởng văn phong đang đút cho đường khả hình ăn miếng cá sống, rất thân thiết và ngọt ngào. Anh có chút giật mình, chớp mắt nhìn về phía trang hạo nhiên. Biết rõ người này là đem ngày hôm qua cùng với hôm nay tính toán một lượt đây mà. chương 1004, nghiên cứu tập tính. Bầu không khí trong phòng làm việc, có chút khẩn trương. Tưởng Thiên Lỗi trầm mặc đứng ở trước mặt bàn chứa 56 món ăn ấy, gương mặt có chút lúng túng, muốn nói gì đó, lại không biết nên nói cái gì cho phải, liếc mắt nhìn Trang Hạo Nhiên một cái, anh vẫn đẹp trai, tiêu sái như có một mình ngồi trên băng ghế, nâng bát ăn cơm, tay gắp một miếng khoai tây chua cay, ăn đến ngon lành, khiến cho một bàn đầy mỹ thực như thế cũng trở thành phông nền cho anh. Tiếng gõ cửa vang lên. Đông Anh mang cà phê cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa đi tới, liếc mắt nhìn một cái, Thấy bầu không khí bên trong phòng có gì không đúng lắm, liền vội vội vàng vàng buông ly cà phê, đặt ở trước mặt Tưởng Thiên Lỗi, rồi liền xoay người đi ra ngoài, nhẹ khép cửa lại. Tưởng Thiên Lỗi nghe thấy tiếng đóng cửa, lúc này mới trầm mặc ngồi ở đối diện Hạo Nhiên, ngẩng đầu nhìn bộ dáng kia của anh, hiểu được cảm nhận của anh, đành phải mở miệng nói, Văn Phong và Khả Hinh tuổi cũng sắp xỉ nhau, cho nên hai người trẻ tuổi thỉnh thoảng cùng đi ra ngoài ăn một chút gì đó, đây cũng là chuyện rất bình thường cậu cũng bỏ qua đi, huống chi, mọi người đều đang nói, văn phong mặc dù em họ tôi, thế nhưng tính cách của nó lại giống hết cậu. Trang hạo nhiên nghe thấy lời này, nhịn không được cười rộ lên, nhìn tưởng thiên lỗi, cậu ta muốn giống anh trai cũng không sao cả. Nhưng mấu chốt là, ai mới là anh trai của cậu ta? Tưởng thiên lỗi nghe xong, đôi mắt rảo hoạt đảo vòng, bất đắc dĩ mà trầm mặc nhìn về phía trang hạo nhiên. Trang hạo nhiên mỉm cười nâng bát ăn cơm, nhìn về phía tưởng thiên lỗi, lời nói có chút thấm thía, ba người chúng ta, có muốn thử đào góc tường trận thi đấu lớn hay không? Không chừng có thể đem góc tường của khách sạn Á Châu đào lên đấy. Trang Hạo Nhiên, tưởng thiên lỗi gọi anh. Để cho tôi nói hết lời đã. Trang Hạo Nhiên trực tiếp buông bát đũa xuống, nâng ly nước ấm bên cạnh uống một ngụm, cầm khăn lau chút nơi khóe miệng, mới làm bộ ném đi, sau đó đổi một tư thế thoải mái khác, thập phần đẹp trai tươi cười nói, theo lý mà nói, văn phong là em họ của anh, mặc dù cậu ta rất có tài hoa có thời gian liền vân du bốn biển tôi không nên ngăn cản mới đúng nhưng cậu ta không có hoàn thành tốt chức trách của mình liền mang theo bà xã của tôi đi dạo phố ép cô ấy ăn cái này ăn cái nọ anh bảo tôi làm sao mà chịu nổi đây tôi hôm nay ở trước hội nghị đã trừng phạt cậu ta một trận nhưng tôi cũng biết quản được người khác cũng không quản được miệng của cậu ta cậu ta ham ăn điểm này giống tôi nhưng tôi kiêng ăn cậu ta lại không kén ăn Điểm này lại rất giống anh. Tưởng Thiên Lỗi vừa nghe thấy lời này, liền không kiềm chế được, khuôn mặt trực tiếp lạnh đi nói, cái gì mà gọi là cậu ta không kén ăn, thì giống tôi. Tôi luôn luôn kiêng ăn có được hay không? Trước mặt cậu bày bao nhiêu thứ như vậy, tôi tuyệt đối không ăn. Trang Hạo Nhiên hai mắt chợt lóe, cũng trực tiếp ngang ngạnh nói, vậy chuyện này liền kỳ quái rồi. Rõ ràng mọi người khẩu vị đều không giống nhau, thế nào lại liên tục xoay quanh bà xã của tôi vậy? việc này tối hôm qua vẫn còn chưa xong, lão tử cũng thông cảm cho thân thể anh không được tốt, sáng sớm liền tới họp thay anh, sau đó người em họ tốt của anh, lại bởi vì tôi chăm sóc cho anh, cậu ta trái lại, lại giúp tôi chiếu cố bà xã của mình. Tôi cực kỳ xoắn suýt ha, có phải là do tôi đối xử với anh không tốt hay không? Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Tưởng thiên lỗi bất đắc dĩ, không còn lời nào để nói, thật không biết nên làm thế nào mới tốt đây. Trang Hạo Nhiên lại ra vẻ tức giận, nhìn về phía tưởng thiên lối cười gần nói, văn phong cũng đã trưởng thành rồi, năm nay cũng đã 23, lại cứ giống như đứa nhỏ, không phải ăn bánh mì năm xu thì lại cắn kẹo que. Tự cho là cái gì đẹp, giá thấp thì mua, nhưng sao cậu ta lại chẳng hiểu chuyện chút nào vậy, vợ của ông đây dễ dính lấy như vậy sao, cậu ta thực sự cho rằng anh cả dễ nói chuyện, thì anh hai cũng dễ thương lượng hay sao. Tưởng thiên lỗi nghe thấy những lời này, đành nặng nề thở một cái, thay Văn Phong xin lỗi nói, được rồi, chuyện này, đúng là Văn Phong không đúng. Cậu nếu thật thấy nó không thuận mắt, thế thì cấp cho nó cái hộ chiếu. Để nó đi ngao du một chút chẳng phải là được rồi sao? Ở điểm này trái lại, cậu ta lại giống tôi. Hai mắt trang hạo nhiên có chút sắc bén nhìn về phía tưởng thiên lỗi, cười nói tôi giữ hộ chiếu dùng cậu ta, để cậu ta chuyên tâm làm xong cái hạng mục của công trình khách sạn dưới nước. Cậu ta liền mất hứng, học người ta dương đông kích tây, làm trái ý tôi. Nhưng trình độ của cậu ta cũng quá kém đi, mới dùng phương thức này mà đã muốn tôi thỏa hiệp sao? Cậu ta cho rằng cậu ta đẹp trai hơn tôi chắc. Tưởng Thiên Lỗi thật bất đắc dĩ, không biết nên làm cái gì cho phải nữa. Sắc mặt Trang Hạo Nhiên cứng ngắc, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, đôi mắt quật cường cố chấp, nói anh làm anh trai, nên có thời gian để dạy dỗ cậu ta cho tốt. Không có việc gì thì đừng động đến điểm mấu chốt của tôi. Mà bà xã và công việc là hai điểm mấu chốt của tôi cậu ta chạm cũng không tới đâu vì vậy hôm nay cậu ta rơi vào trong tay tôi sau này đừng có nghĩ đến một ngày được nhàn nhã nằm mơ đi tưởng thiên lỗi nghe ra chút manh mối liền phải ngẩng đầu nhìn trang hạo nhiên nói cậu thông cảm cho nó một chút đi dù sao nó cũng còn nhỏ cũng được nuông chiều từ bé từ nhỏ theo tôi cùng cha mẹ lớn lên tự nhiên có chút kiêu ngạo tự mãn cho nên cậu ta chính là do anh quản giáo không tốt trang hạo nhiên trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía tưởng thiên lỗi không khách khí nói, nếu như anh quản cậu ta giống như quản tôi hồi bé, động một chút là bóp chết cậu ta, đẩy cậu ta, khinh miệt cậu ta, nói không chừng cậu ta hiện tại cũng có thể thông minh đẹp trai giống như tôi đấy. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Tưởng thiên lỗi lại, câm nín, thật sự, câm nín. Trang hạo nhiên nhìn thấy bộ dáng bất đắc dĩ, xấu hổ này của anh, hai mắt chợt lóe ý cười đầy xấu xa, dường như cũng có chút không đành lòng, Đổi lại một tư thế khác thoải mái hơn, rồi mới lo lắng nhàn nhàn nói, "Tôi hôm nay lúc họp đã hung hăng chỉnh cậu ta một phen, đem những người nên trừng phạt thì phải trừng phạt, một người cũng không tha. Dù sao có người của tôi, cũng có người của anh. Đây cũng là vì công bằng, nên ngài đây chớ để ý." Tưởng Thiên lỗi làm một bộ dáng kỳ quái, nhìn anh. Trang Hạo Nhiên lại nhìn không được cười rộ lên, nhìn về phía anh, bày ra dáng vẻ tổng giám đốc của một tập đoàn. Tư thái nghiêm nghị phong độ nói, thế nhưng cũng phải nói thật, gần đây bộ phận thiết kế giao ý tưởng cho tôi, tôi nhìn thực sự rất phiền. Tôi không khỏi nhớ lại một việc, lần này xây dựng khách sạn, lấy đáy biển làm chủ đề chính, chúng ta nhất định phải đa nguyên hóa trình hiện hết thảy những gì có thể ở đáy biển thế giới, cho nên lúc nãy tôi vừa ăn cơm, vừa nghĩ tới một ý tưởng. Chính là làm một cửa hàng trưng bày cá mập thật lớn ở dưới đáy biển. Cá mập này nhất định phải được làm bằng thủy tinh, mộng ảo huyễn hoặc, nó thật sự sẽ rất đẹp. Tưởng thiên lỗi lông mày hơi nhăn lại trầm mặc nhìn anh. Trang hạo nhiên nhìn vẻ mặt này tưởng thiên lỗi, chính là giả vờ thần bí cười nói, văn phong không phải là có tài lặn dưới nước sao. Tôi liền giao cái hạng mục này cho cậu ta, để cậu ta cùng các kỹ sư ở dưới nước, mỗi ngày phải đến làm quen với cá mập, mỗi ngày phải ở trong nước hàng tiếng đồng hồ với cá mập, nghiên cứu tập tính của chúng. Sau đó sẽ tìm ra linh cảm, nghĩ ra ý tưởng thiết kế cửa hàng cá mập cùng khu vui chơi dưới nước. Lúc này tưởng thiên lỗi mới có chút chuyển biến, nét mặt thay đổi nhìn về phía anh, thở dài nói cậu có cần phải ác như vậy không? Cứ làm như thế đi, Trang hạo nhiên hình như đã ăn no, trực tiếp tươi cười cầm âu phục đứng lên, nhìn về phía anh nói thẳng, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ phái người giám sát cậu ta, nhất định phải để cho cậu ta làm quen với cá mập ở dưới nước trong vòng 3 tiếng, không có mệnh lệnh của tôi, không cho phép đi lên nếu như lên sớm một phút đồng hồ, tôi liền thu lại hạng mục khách sạn dưới nước của cậu ta, rút lại toàn bộ tiền vốn ở nước ngoài của cậu ta, trả lại hộ chiếu, rồi ném cậu ta về San Francisco Mỹ để cho cha mẹ cậu ta dạy dỗ lại. Tưởng thiên lỗi lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía trang hạo nhiên, nhắc lại ý kiến của mình nói, cá tính của nó và cậu cũng không khác nhau lắm, đều yêu tự do, không muốn bị trói buộc. Vậy bảo cậu ta đấu cùng tôi đi, người nào thắng, liền được ăn một mâm thịt bạch tuộc tươi cậu ta cho rằng tôi là anh chắc, làm gì có chuyện dễ thương lượng như vậy, lần này tôi muốn hảo hảo giáo huấn cậu ta một phen. Trang hạo nhiên vừa mặc lại âu phục, vừa nhìn thẳng vào tưởng thiên lỗi, nói anh hãy nhớ kỹ. Chuyện này, là anh đưa ra chủ ý, cùng tôi một chút quan hệ cũng không có. Nếu như anh không dạy dỗ cậu ta cho tốt, lão tử liền đem chuyện của anh tối qua đã làm với bà xã của tôi tính luôn một thể. Tưởng thiên lỗi thực sự không còn biện pháp nào với anh nữa, đành nói Trang Hạo Nhiên. Chuyện này tôi thay mặt nó giải thích còn không được sao. Anh thay cậu ta ăn cơm đi, Trang Hạo Nhiên một tay bẻ cổ áo, sắc mặt lạnh lẽo nhìn một bàn đồ ăn kia, tức giận, liền chọn lấy một đĩa thức ăn, vẻ mặt ghét bỏ nói anh nhìn đồ ăn đây này. Tốt nhất là ăn hết đồ ăn chỗ này cho tôi, đừng có để lãng phí 2.000 đồng của tôi. Anh nói xong, người cũng đã đi đến cửa. Tưởng thiên lỗi một trận bất đắc dĩ đứng nguyên tại chỗ, nhìn cái người này rời đi, Vẻ mặt muốn nói lại thôi, đành phải thở dài một cái. Tổng giám đốc Đông Anh lúc này, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên hùng hổ đi ra ngoài, vội vã đi vào, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, cẩn thận dò hỏi, "Ngài." "Không sao chứ?" Tưởng Thiên Lỗi trực tiếp làm mặt lạnh, chính anh cũng có chút không vui suốt ruột nói, "Lập tức gọi văn phòng đến đây cho tôi." Thật không làm được cái gì ra hồn cả. Mà lúc này, tại phố Mỹ Thực Đường Khả Hinh cùng Tưởng Văn Phong vẫn như cũ ngồi ở trước của một quán ăn nào đấy, ăn bánh bột mì nóng hổi đang bốc khói nghi ngút, không dễ gì vui vẻ như vậy, ai biết di động lúc này lại vang lên, cô tò mò quay đầu, vừa ăn, vừa nhìn Tưởng Văn Phong. Tưởng Văn Phong cũng có chút kỳ quái, lấy điện thoại di động ra, ấn nút nghe, nghe thấy giọng nói bên kia, sắc mặt của cậu đột biến, do dự một lúc, mới quay đầu nhìn về phía Khả Hinh, có chút khó nói, "Này, tôi đột nhiên có chút việc, muốn đi trước." cô cứ từ từ ăn nhé. a, à, vì sao vậy? đường khả hình tò mò hỏi, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? không biết nữa, tưởng văn phong không nói hai lời, liền móc tiền trả trước, sau đó lập tức xoay người đi ra ngoài. này, đường khả hình kìm lòng không được kêu cậu ta một chút, lại nhìn bóng lưng của cậu ta nhanh chóng biến mất trong đám người, cô không hiểu nháy nháy mắt, rồi mới quay người lại tiếp tục chiến đấu. ai biết lại nghe thấy hai nữ sinh học cao chung bên cạnh, không ngừng lấy di động ra vừa xem ảnh chụp, mặt đỏ hồng gọi, thực sự thực sự rất đẹp trai a. À. Đường Khả Hinh nghe thấy lời này, cười rộ lên, vừa cắn miếng bánh giòn tan, vừa liếc nhìn điện thoại di động bên cạnh, sau đó. Đại não giống như bị người ta gõ phịch một tiếng, cô lập tức bất khả tư nghị, mở to hai mắt nhìn về phía điện thoại di động kia. Ở giữa là ảnh chụp cô cùng Tưởng Văn Phong nắm tay thân mật đi về phía trước, cô nhất thời hít một ngụm khí lạnh, sốt ruột đoạt lấy chiếc điện thoại kia, kéo xuống bên dưới. Cư nhiên là tấm hình tưởng văn phong đút cô ăn miếng cá sống kia. Vẻ mặt cô đầy sự kinh hoàng cùng đau khổ kêu lên, mẹ ơi, phiền vái rồi. Trường 1005 vẫn không bớt lo cho nhà đầu chết tiệt kia được. Sau giờ ngọ, chiếc xe con màu đen chạy nhanh trên đường, thắng gấp trước đại sảnh khách sạn Á Châu. Đường Khả Hinh không nói lời nào, cũng không đợi cặp song sinh mở cửa xe, liền lao ra, vẻ mặt sốt ruột chạy thẳng vào đại sảnh. Trong lòng nghĩ tới Trang Hạo Nhiên rốt cuộc có tức giận với mình hay không, cô mong có thể nhanh chóng giải thích với anh, thế nhưng trên đường đến đây, cô có gọi cho anh, nhưng điện thoại không ai bắt máy, cô thật là vội muốn chết. Trang Hạo Nhiên, nghe điện thoại đi, Trang Hạo Nhiên, anh nghe điện thoại đi mà. Đường Khả Hinh vừa khẩn trương đi vào trong, vừa không ngừng gọi điện thoại cho Hạo Nhiên, thế nhưng điện thoại vẫn không có ai tiếp, cô vội vôi vàng vàng muốn gọi điện thoại cho Tiêu Đồng. Tổng giám đốc tới. Đường khả hình nghe thấy lời này, liền khẩn trương ngẩng đầu, quả nhiên thấy trang hạo nhiên mặc âu phục màu lam, khâm hoa thời thượng trước ngực đỏ rực, anh Tuấn tiêu sái tiến về phía bên này, cước bộ nhanh chóng, đôi mắt lóe ra sự tinh anh, vẻ mặt thật không lấy làm vui vẻ, theo sau là vài thư ký cùng nhân viên cấp cao của Hoàn Cầu, mỗi người đều im lặng, một tiếng cũng không dám nói. Cô nhìn thấy anh như vậy, trong lòng không hiểu sao căng thẳng, nghĩ muốn cất bước đi về phía anh. Trang hạo nhiên lại vừa vặn lúc này nhìn thấy cô, thế nhưng lại coi như không thấy, khuôn mặt bộc lộ một chút nhàn nhạt, nhạt lạnh lùng, tiếp tục cất bước đi về phía trước, ra khỏi đại sảnh khách sạn. Trái tim đường khả hình, có gì đó như vừa bị vỡ ra, cô lập tức mở to hai mắt, khẩn trương xoay người, nhìn về phía bóng lưng của anh. Mà ở trước đại sảnh khách sạn, gió nổi lên thật lớn. Tiêu đồng đi trước một bước, nhanh chóng đi tới bên kia chiếc Rolls Royce màu bạc, tôn kính mở cửa xe, trang hạo nhiên trực tiếp, ngồi vào ghế sau Roll Roy, sắc mặt ngưng trọng lại trầm mặc cởi bớt nút áo âu phục, ngẩng đầu lên nhìn về con đường phía trước. Thờ ơ. Tiêu Đồng đứng ở ngoài cửa xe, nhìn anh ngồi trong xe, kia một bộ dáng không chút biểu tình, cũng cảm thấy có chút không kìm chế được, trầm mặc quay đầu nhìn về phía đường Khả Hinh bên kia. Đường Khả Hinh một trận khẩn trương nhìn qua bên này, tay nắm chặt di động màu trắng, đôi mắt chăm chú nhìn nửa khuôn mặt nghiêng nghiêng mơ hồ trong xe của anh, biết anh hôm nay hẳn là rất thương tâm khổ sở nghĩ tới đây cô lập tức liều lĩnh muốn đi về phía trước ai biết cánh tay bị người ta kéo lại lực đạo này hẳn là của tưởng văn phong đi sắc mặt cô biến đổi một bộ nghiến răng nghiến lợi xoay người hỏi ai vậy nhã tuệ làm bộ tức giận lấy di động nhẹ gõ lên đầu của cô mấy cái chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói còn ai vào đây a à? gây ra việc lớn như vậy bất cứ ai cũng không thể tha thứ cho em được đường khả hình lập tức như quả bóng cao su bị xì hơi cúi đầu, nói không nên lời. Nhã tuệ tiếp tục tức giận chừng mắt người này, lần đầu tiên thấy cô nản lòng như vậy, thật không có biện pháp níu chặt lấy cổ áo của cô, nói em đi theo chị. Phòng ăn ngự tôn, một trận gió lớn thổi tới, làm cho chiếc khăn trắng trải bàn bị rối tung, thiếu chút nữa đem kia ly thủy tinh kia lật úp. Trần Mạn Hồng hôm qua bị khiếp sợ, vẫn còn ở trong bệnh viện chăm sóc ông xã nghỉ ngơi, mà hôm nay lại bởi vì tiểu nhu mặc danh kỳ rượu đem cho người ngoài mượn mấy trăm ly thủy tinh, cô ấy một bên tức giận muốn chết, một bên còn đang ôm bệnh trở về nhìn hoàn cảnh thảm hại như vậy, chỉ biết là khiếp sợ quá độ, giọng nói khàn khàn, vẻ mặt thay đổi, cũng không thèm trang điểm đi gặp khách hàng, trên người mặc một chiếc váy ren dài màu trắng, khoác áo ngoài màu xám, ngồi ở chỗ ngồi ngoài trời, sắc mặt tái nhợt ho khan. Bất đắc dĩ nhìn về phía đường khả hinh ngồi đối diện đường khả hình cũng có chút xấu hổ cùng không có ý tứ ngồi ở một bên cúi đầu không dám nói chuyện nhã tuệ tức giận đến nỗi lồng ngực như muốn nổ tung ngồi ở một bên nhìn đường khả hình làm sai chuyện bộ dáng như không còn tí hơi sức nào cô liền chịu không nổi nhịn không được vươn ngón tay dí vào chán cô ấy nhíu mày tức giận đến kêu to chị nói này chị chỉ hận sao cô không phải là do chị sinh như vậy chị có thể cho cô một trận cô có biết là cô ở trong khách sạn này đã có si căng đan cùng vài người rồi hay không hả? Cháu trai thủ tướng Tô Thiếu Gia, Tổng Giám Đốc Tưởng. Tổng Giám Đốc Trang, bây giờ còn thêm cái vị nhị thiếu gia nhà họ tưởng nữa. Vừa vặn lại chơi đủ một bàn mạt trượt a à. Chơi à, cô trước kia không yêu thương thì cũng thôi đi. Cô bây giờ với Tổng Giám Đốc Trang là một cặp, thế nào còn không biết kiểm điểm bản thân như vậy? Đường Khả Hinh lập tức thật ủy khuất mở to hai mắt, nhìn về phía nhã tuệ, vẻ mặt đau khổ nói, em không có A. À. Là tưởng văn phong kéo em đi đây đó đấy chứ. Cho nên mới nói A. À. Nhã tuệ nói đến việc này, cô lại càng tức giận vươn tay, không ngừng chọc chọc vào chán nhà đầu chết tiệt kia nói, từ nhỏ đến lớn, em vẫn không có lấy một cái nhũ danh nào, thật dễ nuôi đấy. Ai cho ăn thì liền đi với người đó. Em nào có, đường khả hình lập tức oan uổng ngẩng đầu, nhìn về phía người chị em tốt, kinh ngạc nói, chị không được nói em như vậy a. À quả không sai mà, em từ nhỏ tới lớn đều chỉ thích ăn. Nhã tuệ thực sự không còn cách nào, thật muốn chết, nói, vừa nhìn thấy ăn, là tâm hồn em cũng đi theo luôn. Em năm nay cũng đã 24 rồi, cùng tổng giám đốc trang vượt qua bao khó khăn mới đi được tới ngày hôm nay, người ta thương em như thế, yêu em như thế, chỉ kém không đặt em vào trong miệng đi đâu cũng mang theo thôi, thế mà em vừa mới quay lại đã nháo ra việc lớn như vậy rồi. Chị vừa mới trở lại phòng làm việc, đã nhìn thấy nhiều người bàn luận về chuyện của em cùng tưởng thiếu gia, mỗi người đều đoán xem em sẽ ở bên ai đấy. Em nói thử xem, một người chị như chị, bây giờ phải làm cái gì a? À? Lại không thể công bố cho thiên hạ biết, em bây giờ đang ở cùng ai, thế nhưng mặt khác lại không muốn người đời trách cứ em. Thật là tức chết đi mà. Lần này thật sự là trùng hợp mà. Đường Khả Hinh thở dài một cái, nhìn về phía Nhã Tuệ, vẻ mặt đau khổ nói. Trần Mạn Hồng lúc này một bên vừa ho, một bên vừa thở dốc nhắc nhở cô, "Tôi nói này, Khả Hinh, chuyện này đúng là cô không đúng. Dù sao cô và tổng giám đốc Trang đã xác nhận quan hệ, lại lộ ra ảnh chụp như vậy, thật không tốt. Tổng giám đốc Trang là người có thân phận hiển hách a, anh ấy cũng có uy tín cùng danh dự. Tôi hôm nay ở bệnh viện có nhìn thấy tạp chí viết bài có liên quan đến anh ấy, thế mới biết được ông ngoại cùng bà ngoại của anh ấy, thế nhưng là đại gia giàu mỏ a, à? thế giới này quý nhất là cái gì? Dầu mỏ đấy." không biết có bao nhiêu thiên kim tiểu thư khát vọng muốn được nhảy cùng anh ấy một điệu, anh ấy lại đối với cô tình hữu độc chung tôi nói thật chứ cô đừng cho là tôi không quan tâm. tôi hôm nay lúc trở lại còn nghe nói, nguyên lai like cái cô mộc tử linh kia cùng với tổng giám đốc nhà chúng ta là có quen biết. đường khả hình sắc mặt đại biến, nhìn về phía trần mạn hồng, khẩn trương nói cái gì? họ biết nhau là ai biết ai? trần mạn hồng bất đắc dĩ nhìn đường khả hình nói, bọn họ biết nhau ở đâu đấy? nghe nói là ở nhật bản thì phải còn có một đoạn duyên phận khó quên đấy lần này tôi hoài nghi người phụ nữ này là đến cướp đàn ông của cô đấy cái gì đường khả hinh lúc này mới biết sốt ruột lập tức nắm chặt lấy cây dao đặt trên bàn đôi mắt trừng trừng lửa giận trực tiếp nghiến răng nghiến lợi nói cướp người đàn ông của tôi xem bộ dáng của em này nhã tuệ lại vươn tay hung hăng gõ đầu của cô một phát á à, á à. Đường khả hình lại một trận đau đớn kêu la, vẻ mặt đau khổ, giơ tay che đầu, nhìn về phía nhã tuệ rậm chân nói, thực sự, thực sự rất đau mà. Khả hình, cô bị đau chỗ nào? Chỗ nào vậy? Tiểu nhu lúc này, nhanh chóng mang ba ly nước trái cây ra đây, đi tới trước mặt đường khả hình, hết sức quan tâm cúi người xuống, nhìn về phía cô hỏi có cần tôi gọi bác Phúc đến xem cho cô không? Trần Mạn Hồng vừa nhìn thấy tiểu nhu, cô lại bị kích thích, cái gái phát đau phẫn hận gọi to, cô còn dám đi ra đây hả? Cô đem mấy trăm ly thủy tinh cho người ta mượn, giờ còn muốn mời tôi uống nước trái cây phải không? Tiểu Nhu lập tức vô cùng oan uổng buông khay, nhìn về phía Trần Mạn Hồng sốt ruột nói, không đúng, không đúng. Ly nước trái cây kia là ly nước khách hàng yêu cầu, tôi vẫn luôn nhìn nhầm chằm ông ấy. Liền thừa dịp lúc ông ấy tính tiền, liền vội vàng trộm một ít mang đến đây cho Khả Hinh. Bởi vì hôm nay tôi nhìn thấy tin tức, Khả Hinh thực sự rất đáng thương A. À ở phố Mỹ thực ăn nhiều đồ ăn vặt như vậy, nhất định là khát rồi. Trần Mạn Hồng vừa nghe thấy lời này, liền lập tức nhíu mày khó chịu ngửa mặt một bộ bộ dáng muốn chết, mạnh tay xoa xoa cái ót đau nhức, thực sự tức giận nói, tôi liền nói cho biết cái nhà đầu chết tiệt kia, bùn nhão quả nhiên không thể chát tường mà. Cô có thể câm miệng được không, việc này còn muốn cho nhiều người biết sao. Cô có muốn bị mất hết mặt mũi không hả? Không uống thì chỉ lãng phí thôi, kia chính là tranh được chuyển từ Mỹ về A nó ít nhất còn được ngồi qua máy bay, tôi ngay cả xe lửa cũng chưa được ngồi qua đâu. Tiểu Nhu vừa nâng ly nước trái cây lên đưa đến trước mặt Đường Khả Hinh, vừa lẩm bẩm gọi. cho nên mới nói loại người như cô ấy, cả đời cũng đừng nghĩ muốn gả ra ngoài a. À. người đàn ông nào nhìn chúng cô hẳn là đầu óc người đó có vấn đề. Trần Mạn Hồng tức giận đến công tâm, chào Phúng nói cút. lập tức ôm hết hoa bách hợp tới đây đổi thành hoa màu xanh cho tôi. Sau đó tưới nước cho hai mẫu đất trồng hoa rồi quay trở về. Thiếu một tấc, tôi đem cô treo ngược phơi nắng, biết chưa? Tiểu Nhu vừa nghe thấy lời này, lập tức thật đáng thương ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Mạn Hồng. Cô còn nói lời nào nữa, đừng mong qua bài sát hạch tới. Trần Mạn Hồng lập tức lấy tay vịn cổ, đau đến la lên. Tôi đi tôi đi mà. Tiểu Nhu vừa nghe xong, liền vội vã xoay người đi ra ngoài, vừa đi vừa nhìn đường Khả Hinh lẩm bẩm gọi, khả hinh. Cô đợi tôi, tôi tưới hoa xong, rồi sẽ quay lại bồi cô nha. Đường khả hinh quay đầu, bất đắc dĩ nhìn cô ấy cười khổ nói, không biết tôi còn mạng chờ cô trở về hay không nữa. Em còn biết điều này ha nhã tuệ lại vươn tay, gõ cho cô phát nữa, kêu to, em lập tức nghĩ biện pháp cho chị, mang tổng giám đốc trang trở về. Nếu như em lại bị đuổi về, sau này chị sẽ không bao giờ thèm để ý đến em nữa thật là không lúc nào bớt bớt lo cho nhà đầu chết tiệt này mà. Em làm sao để dỗ được anh ý đây? Đường khả hình cũng sốt ruột kêu lên, chẳng lẽ lại bắt trước anh ấy trèo cây vào nhà em, em cũng trèo tường vào nhà anh ấy chắc. Audio điện tử võ tấn bền chương 1006, khúc hát dân ca Đại sảnh khách sạn Một chiếc Ferrari màu đen thắng gấp rừng ở trước khách sạn, lãnh mặc hàn hướng gió biển mãnh liệt, mặc quần áo màu đen, nhanh chóng đẩy cửa xe đi ra, quăng cái chìa khóa cho người quản lý mới vào nghề, mới tiếp tục nghiêm mặt đi vào bên trong, vừa đi vừa nghe trợ lý bác cáo tình huống họp của trang hạo nhiên ngày hôm nay, hai mắt của anh không nhịn được thoáng qua nụ cười. Theo hiểu biết của mình về người kia, hiện tại tưởng văn phong đoán chừng không bay trên trời, hoặc là bơi trong nước, không có trên mặt đất này đâu. Không chỉ có như vậy, trợ lý nhanh chóng đi theo anh vào đại sảnh khách sạn, vừa đi vừa cười nói, hãy ngừng lại ba hạng mục của nhị thiếu gia tưởng để cho anh ta cùng chơi với cá mập một đoạn thời gian, hả thả ra. Bên kia sắp đặt thiết kế tổ chức bị ép đình công ba tuần lễ, mọi người cũng kêu khổ cả ngày. Lãnh mặc hàn trên mặt hơi hiện lên một chút nụ cười, hơn nữa nhanh chóng cất bước đi về phía trước, lại thấy cửa thang máy phía trước mở ra, một bóng người quen thuộc bước ra, cô đang mặc đồng phục vụ, rất vất vả ôm bó hoa bách hợp mười mấy cân, mệt mỏi thở gấp mà đi ra thang máy, chuẩn bị đi tới vườn hoa phía sau, dù bó hoa này đã che đi một bên gò má của cô cũng có thể nhìn mắt to linh hoạt của cô anh dừng bước lại hơi thu liếm sắc mặt trầm mặc nhìn cô tiểu nhu không có phát hiện khác thường chỉ là đầu đầy mồ hôi mệt mỏi ôm một bó hoa bách hợp thật to nhẹ nhàng nghiêng ngả đi về phía trước cũng là lúc xoay người trong nháy mắt thấy lãnh mặc hàn đang ở phía trước đang ngưng mặt nhìn mình ánh mắt của cô chừng lớn nhớ tới đêm qua mình gọi điện thoại cho anh anh dám không nhận nhưng bạch bạch chỉ gọi điện thoại cho anh một lần anh liền nhận bạch bạch nói mình không có sức quyến rũ nghĩ tới đây mặt của cô soạt một cái đỏ lên có chút khẩn trương đứng tại chỗ hai chân cọ cọ nhau liền vội vàng hướng lãnh mặc hàn nhanh chóng gật đầu một cái rồi vội vàng ôm hoa bách hợp đi tới vườn hoa phía sau lãnh mặc hàn hơi ngưng mắt nhìn cô gái đang vội càng muốn chạy trốn trước mặt anh liền đi nhanh hai bước đi tới phía sau của cô vươn tay nhẹ nắm cánh tay của cô nhẹ kêu tiểu nhu Tiểu Nhu nhất thời ôm chặt bó hoa bách hợp, chỉ ngây ngốc xoay người, trợn to hai mắt nhìn về phía lãnh mặc Hàn, dừng lại một lát, vẫn là nâng lên nụ cười thật thà, gọi lãnh phó tổng giám đốc lãnh lãnh mặc Hàn nhìn về phía cô đang nở nụ cười, anh cũng không nhịn được mỉm cười, nói em tránh tôi làm cái gì? A, à, Tiểu Nhu nhất thời ngẩn ra, nhìn về phía lãnh mặc Hàn có chút lúng túng, ngu ngốc nói tôi tôi không có ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Lãnh mặc hàn trầm mặc nhìn cô, tay vẫn nắm cánh tay của cô, không có buông ra. Tiểu nhu cũng ngây ngốc ôm bó hốc ngẩng đầu lên, mắt to lấp lánh, có chút dịu dàng nhìn về phía lãnh mặc hàn. Hai người ở đây, lặng lặng nhìn đối phương. Cho đến, bên cạnh có một vị khách đi ngang qua, âm thanh cười đùa có chút lớn. Lúc này tiểu nhu mới có chút thức tỉnh, vội vàng cúi đầu xuống, đôi tay ôm chặt hoa bách hợp mới có ý thức giãy dụa khỏi cánh tay của lãnh mặc hàn lãnh mặc hàn ánh mắt hơi lưu chuyển nhẹ tay buông lòng tay của cô nhìn về phía bộ dáng xấu hổ cùng lúng túng của cô đành phải nhàn nhạt, nhạt cúi đầu cười cười tiểu nhu có một đôi mắt to thật khẩn trương nháy mắt mấy cái mới ngẩng đầu lên nhìn về phía lãnh mặc hàn nói lãnh phó tổng giám đốc lãnh ngài ngài đi thong thả tôi không quấy dày ngài tôi còn phải đem hoa này đưa đến bộ xanh hóa nếu không tôi sẽ bị mắng. Cô nói xong, liền xoay người, ôm bó hoa bách hợp đi tới vườn hoa phía sau, đầu cũng không có quay lại. Lãnh mặc hàn trầm mặc đứng tại chỗ, nhìn về phía bóng dáng ngây ngốc dịu dàng kia, dần dần biến mất ở trước mắt của mình, nhớ tới Mỹ Linh vừa rồi gọi điện thoại nói với mình, tiểu nhu sáng sớm hôm nay 5 giờ liền đến bệnh viện, sách theo nước thuốc mà bác Phúc đã nấu, nhung ước khăn lông khô, trà lau cơ thể cho em gái, vừa trà lau thân thể, vừa nói chuyện với em gái, còn thỉnh thoảng hát vài bài ca giao cho em gái anh nghe. Mỹ Linh kỳ quái nói, tại sao có một cô mốc như vậy ta? Toàn tâm toàn ý trả giá vì anh, cũng không biết cô ấy nghĩ gì. Anh vẫn đứng dừng tại chỗ, nhìn về phía tiểu nhu biến mất ở cuối đường, nhất thời lại cảm thấy trái tim có chút trống rỗng, loại cảm giác này, giống như trong sinh mệnh dù có cố gắng thế nào, cũng không bù được. Mặt trời đầu thu, vẫn nóng bức nhu cũ. Tiểu nhu ôm bỏ hoa bách hợp, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi đưa đến bộ xanh hóa, liền vội vàng nghe theo lời nói đi đến phía sau vườn hoa, mặc áo sơ mi màu trắng, váy ngắn màu đen, tóc mái đen ngang chán, đã có chút lộn rộn nhẹ rủ xuống, ngồi trồm hổm xuống cẩn thận xem xét, tìm vòi phun ở nơi nào, trợn to hai mắt, tìm thật lâu, rốt cuộc bị cô thấy được ở phía dưới mấy cây hoa hồ điệp, cô lập tức vui vẻ cười một tiếng, liền vươn tay, trước tiên dùng tay mở chốt ra, nhưng mặc kệ cô suốt lực mạnh như thế nào, cũng không xoay được ô sao lại chặt như vậy? Tiểu nhu nhất thời chừng lớn, hơi không người, ngồi trồm hổm cẩn thận nhìn chốt mở, vươn tay, cắn chặt môi dưới, liều mạng vặn chốt, vừa vặn vừa kêu a a a, nhưng chốt mở quá chặt giống, cô mệt mỏi, thở dài. Trong bụi cỏ bên kia, có nhân viên đang nhìn trộm bên bộ xanh hóa, nhìn tiểu nhu một mình đứng ở dưới ánh nắng chói trang, dùng hết hơi sức, ra sức vặn chốt mở nước, mọi người đều che miệng lại, cười đến rất đắc ý thật vui vẻ, trong lòng âm thầm gọi kẻ ngốc tiểu nhu không có phát hiện có gì khác thường chỉ là cảm giác mệt mỏi thở gấp lại muốn vươn tay muốn vận chốt mở nước kia một bóng dáng màu đen nhanh chóng áp tới trong nháy mắt ngồi xổm người xuống ôm cả người cô vào trong ngực tiểu nhu nhất thời sướng sờ ngồi xổm ở nơi đó động cũng không dám động lãnh mặc hàn lạnh mặt đứng ở sau lưng của tiểu nhu đưa hai tay ra ôm cô vào trong ngực lại nhìn vào trong bụi hoa nhíu chặt mi tâm nắm chặt lấy chốt mở nước khi dùng lực thì cánh tay cứng cỏi, dán chặt vào cơ thể mềm mại của Tiểu Nhu, phát ra hơi thở nam tính nóng bỏng. Tiểu Nhu vẫn ngơ ngác ngồi xổm ở trong bụi hoa, cảm giác mình dựa vào trong ngực của Lãnh Mặc Hàn, lần đầu tiên cảm giác mình có tâm hồn thiếu nữ, bắt đầu đối với tiếp xúc của một người đàn ông, nổi lên một chút phản ứng, vẫn không thể tin được Lãnh Mặc Hàn tới, trái tim thình thịch nhảy lên, nặng nề thở hổn hển, động cũng không dám động. Sao lại chặt như vậy? Lãnh Mặc Hàn cũng kỳ quái nhíu chặt mi tâm. Nhưng người nhìn về phía trước, lúc này mới phát hiện, chốt mở thì ra đã khóa cứng, anh nhất thời hiểu rồi, liền xoay người, khuôn mặt lạnh lùng, nhìn phía mấy người khốn khiếp đang chạy trốn kia. Tiểu Nhu lúc này, mới dần dần quay mặt sang, trợn to hai mắt, cảm thấy trái tim đè nén thật chặt nhìn Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn cũng chậm chạp quay mặt sang, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngốc ngốc đang dịu dàng nhìn mình, anh lại cau mày trách cứ, em là người ngốc sao? Thật là ngốc vừa rồi suốt lực mạnh như vậy cũng vặn không ra, cũng không biết nhìn xa hơn một chút. Chốt này đã khóa cứng rồi, còn sướng sờ ngây ngốc mà ngồi sổng dưới mặt trời phơi lâu như vậy. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Tiểu Nhu không dám lên tiếng, chỉ là trợn to hai mắt, nhìn về phía lãnh mặc hàn. Lãnh mặc hàn cũng trầm mặc nhìn cô một cái, mới bất đắc dĩ thở dài một hơi, tay hơi nắm cánh tay của cô, để cho cô ngồi xuống một bên, từ trong túi quần của mình móc ra cây dao nhỏ, đưa tay vào trong bụi hoa, ngưng mặt cao mày mà dùng lực cắt, chốt mở kia hoàn toàn bị cắt đứt, tay nhanh chóng đẻ chốt mở, xôn xao một hồi, anh phòng bị, bọt nước trực tiếp từ bụi yêu hoa phun lên. a à, tiểu nhu bị phun cả mặt đầy nước, cô kêu lên, vội vàng ôm thân thể, lui về phía sau mấy bước, càng không ngừng lau nước trên mặt mình, ngây ngốc. Lãnh mặc hàn vẫn ngồi xổm ở đó, quay mặt sang, nhìn về bộ dáng đó của tiểu nhu, không nhịn được dịu dàng cười một tiếng tiểu nhu bởi vì còn đang mặc áo sơ mi trắng vội vàng từ trong túi móc ra khăn tay trắng vừa lau nước trên mặt mình cùng mồ hôi hột vừa nói phó tổng giám đốc lãnh ngài mau tới đây không nên để nước hắt tới xối lên người không có tiếng đáp lại tiểu nhu dùng khăn tay kia lau nước ướt trên áo sơ mi của mình vừa lau vừa nâng lên đầu lại muốn nói lãnh cô liền dừng lại mắt ngơ ngác nhìn vườn hoa to lớn trước mắt khắp nơi đều rơi xuống những giọt nước trắng xóa lãnh mạn, đóa đỏ, xanh, màu tím, hoa hồ điệp, hoa bách hợp, hoa hồng, toàn bộ lấy được nước tưới lên, màu sắc tươi chói mắt như vậy, nhưng người kia đã không thấy, tim cô đập mạnh và loạn nhịp, trong nháy mắt xoay người, nhìn bóng dáng tối tăm của Lãnh Mặc Hàn, chạy tới sân cỏ bên kia, trầm mặc có chút cô đơn, lại kiên nghị được không cần bất cứ ai, bóng dáng cô độc cứng rắn đi phía trước, không quay đầu lại nữa. Tâm, đột nhiên không khỏi có chút siết chặt, có đau một chút. Tiểu Nhu mở to mắt, lặng lặng nhìn chằm chằm vào bóng lưng càng lúc càng xa của anh, đột nhiên lòng chua xót hiện lên nước mắt trong suốt, nhất thời lại có chút ngu ngốc vươn tay, đặt nhẹ tại ngực của mình, nghe trái tim, thình thịch thình thịch thình thịch. Đập đến lợi hại, mạnh mẽ. Có một điệu hát dân gian. Khi mùa còn chưa rút đi áo khoác quý nhất, bạn liền dùng màu xanh rực rỡ đẹp đẽ rơi xuống, tiếc núi viết lên sinh mạng lo lắng không yên, nhưng bạn vẫn không giữ nổi bóng dáng kia. Dù là, ngày mai khắp nơi còn có thể ở cả vùng đất đốt cây đuốc cuối cùng. Gió nhẹ vẫn còn ở đó lặng lẽ nỉ non. Lướt qua một mùi nhung nhớ. Nhưng trái tim đưa đò không được thuần khiết. Đến một bờ bến khác nơi kia trương 1007 tuyệt đối. Hoàng hôn. Nhà trọ màu trắng. Đường khả hình mặc quần áo thể thao trắng. chải tóc hai bím, như học sinh tiểu học vậy. Ngồi ở trước bàn đọc sách căn phòng này. Đối mặt với một đống tư liệu. Tay cô cầm bút máy trợn mắt, nhìn một đống chữ viết của mình, vừa thật giống như có tâm sự nặng nề cắn đầu bút, trong đầu càng không ngừng nghĩ tới ghi chép có liên quan nước Pháp, ngay cả khu địa thế, cùng với cấu tạo và tính chất của đất đai, nhưng mặc kệ thế nào, chính là không coi nổi. Tiếng gõ cửa vang lên. Đường khả hình vẫn phiền não, nghiêm túc nhìn lên đống tài liệu trước mắt. Lúc này thi ngữ, cẩn thận từng ly từng tí bưng hoa trà đã được ngâm tốt, đi vào, nhìn đường khả hình đang ngồi ở nơi đó, vùi đầu mệt mỏi xem tài liệu, liền có chút đau lòng nói, đường tiểu thư, không bằng nghỉ ngơi trước, rồi lại xem. Cô đã nhìn mấy giờ liền rồi. Đường khả hình nhất thời ngẩng đầu lên, giật mình nhìn về phía thi ngữ, kinh ngạc kêu lên, mấy giờ rồi hả? Tôi đã lãng phí mấy giờ rồi hả? Nhưng tôi, tôi... Cô thật khẩn trương ôm lấy cuốn tài liệu còn dày hơn so với sách giáo khoa, nói cư nhiên mới nhìn đã tới một phần ba. Cuộc thi như thế nào nhỉ? Không để ý tới anh nữa. Cô gái này, nói à xong, liền lấy thêm bút máy, bắt đầu nghiêm túc chuyên chú đọc sách. Tiên nhi đang cầm khay, nhất thời có chút tò mò nhìn về phía bộ dáng giống như phiền não. Đường khả hình, liền có chút nghi ngờ hỏi, đường tiểu thư, cô có chuyện gì không? Có phải hay không đói bụng rồi? Lạc lạc liền quay đầu, nhìn về phía tiên nhi, trực tiếp cảm thấy cô ấy ngốc cao mày, nói điều này sao có thể. Đường tiểu thư buổi trưa hôm nay vẫn cùng tưởng nhị thiếu gia ăn một con đường thức ăn ngon, đây là người địa cầu ai cũng biết chuyện, cô làm sao có thể đói bụng. Đường Khả Hinh nghe lời này, bất đắc dĩ cầm quyển sách, ngẩng đầu lên nhìn họ. Thi Như có chút nghiêm mặt xoay người, nhìn về phía họ khiển trách vừa nói, xảy ra chuyện gì? Đường tiểu thư ở nơi đó ăn cơm, cùng ai ở chung một chỗ ăn cơm, ăn đủ no không no quan các cô chuyện gì? Các cô chỉ cần phụ trách cẩn thận hầu hạ là được. Lạc Lạc cùng Tiên Nhi lúc này mới phát hiện im lặng đỏ mặt cúi đầu, không dám lên tiếng đường khả hình không nói cười khổ nhìn về phía họ chắc là bồ tát cảm giác mình có tế bào hài hước không đủ phái hai kẻ dở hơi tới cứu mình cô nặng nề thở dài một cái liền lại cúi đầu không lên tiếng nhìn tài liệu phía trước nhìn một chút không khỏi lại nghĩ tới mình hôm nay cùng tưởng văn phong đi dạo phố thức ăn ngon hình quả thật có chút thân mật đôi mắt của cô lưu truyền suy nghĩ một chút liền trong nháy mắt cầm điện thoại di động bên cạnh lại nhanh chóng bấm điện thoại của trang hạo nhiên nắm thật chặt ngưng mặt khẩn trương nghe tiếng chuông bên kia vẫn dễ nghe mà vang lên, nhưng không người nào nghe được. Lồng ngực của cô phập phòng, không biết nên làm sao làm sao đây mới phải. Người này rốt cuộc tại sao còn không nghe điện thoại, là điếc câm hay đứt tay. Cô cầm điện thoại, cao ọ to thanh nhã đứng lên, thi ngữ, còn có tiên nhi, ba người nhất thời đứng ở nơi đó cũng không lên tiếng. Đường khả hình thở dài, lại cau mày nhìn chòng chọc, chọc màn hình điện thoại tối đen kia, đột nhiên nghĩ tới cái gì, ánh mắt sáng lên, lập tức nữa để điện thoại di động xuống, nhanh chóng bấm một mã số. Phòng hội nghị, Trang Hạo Nhiên cùng tưởng thiên lỗi hai người ngồi ở vị trí tổng giám đốc, cùng nhau nghiêm túc ngẩng đầu, ngưng nhìn về bên trong flat screen TV, công bố dưới nước quán rượu kỳ thứ ba tiến triển, tiêu đồng chờ chúng thư ký. Mọi người cũng bận rộn như vậy ngồi ở thủ nói trước máy vi tính, nhanh chóng hoạt động ngón tay, gõ bàn gõ, ghi chép hội nghị tư liệu, bởi vì Trang Hạo Nhiên từ trước đến giờ họp xong đều có một thói quen, phải xem lại bản đó thôi. màn hình điện thoại di động liền sáng khẽ chấn động. tiêu đồng vừa gõ vừa liếc về phía điện thoại di động trên bàn thấy hiển thị cuộc gọi đến là số của đường khả hình anh đang nghiêm túc ngẩng đầu lên, ngưng nhìn lcd trong trong tư liệu không lên tiếng cô tiếp tục trầm mặc gõ gõ nhưng tay lại lặng lẽ cầm di động lên nhẹ bấm nút nghe hơi dựa người vào tường nhẹ tay ngăn chờ ốm nói nhẹ nhàng alo. sốt cuộc nghe điện thoại trong nháy mắt đường khả hình thật kích động cầm điện thoại di động, ngồi thẳng người, hơi hưng phấn gọi tiêu đồng. Trang hạo nhiên đâu, tôi gọi điện thoại cho em ấy cả ngày, đều không có nghe, vội chết tôi. Tiêu đồng cũng mặt lộ vẻ khó khăn, có chút đắng cười đất cúi đầu, nhỏ giọng nói anh ấy đang đi họp. Hôm nay là khách sạn biển rất quan trọng cho hội nghị. Đường khả hình khẩn trương kêu lên, còn đang họp. Vâng, tiêu đồng nữa nhỏ giọng nói, nhưng, Đường khả hình nhất thời lòng có điểm sợ, không nhịn được trái tim có chút níu chặt nói, coi như đi họp, cũng có giữa trận lúc nghỉ ngơi chứ. Tôi chờ cha xong cam canh ngửi như vậy thông điện thoại, phát nhiều tin nhắn, anh một lần cũng không có trở về với em. Cô thông cảm nhát, tiêu đồng nghe lời này, cũng biết hai người bọn họ ca đang nháo kỳ cục, nhưng lại không tiện nói gì, liền chỉ phải lại có chút khẩn trương dưới đất thấp giải thích rõ nói, hôm nay thật rất bận. Đường khả hình biết đó là lấy cớ, cô liền tức giận nện xuống điện thoại di động, liền nghiêm mặt, ngồi tại chỗ, thở gấp lồng ngực phập phòng còn hơi thở, chừng mà nghĩ người này thật nhỏ mọn, ngay cả một cơ hội giải thích cũng không cho người khác. Cô lần nữa nặng nề thở một hơi, theo bản năng đem điện thoại di động nhét vào tài liệu trong sách, làm gì lam, coi như tôi chưa nói gì đi. Lấy hai bím tóc của cô ấy, tuyệt đối tuyệt đối sẽ không gọi điện thoại cùng gửi nhắn tin cho anh. Mặt trời nhanh chóng xuống núi, đến gần mùa thu, cho nên trời tối thật tốt nhanh, không bao lâu, trăng sáng cũng đã sắp tim gan run sợ thăng lên rồi. Đường khả hình mượn một chút ánh chiều quang lúc này, cầm điện thoại di động trên bàn lên, lúc này mới bị dọa đến sắc mặt có chút trắng bệch, đổ mồ hôi hột, thật sự không thể tin được mà nghĩ có, có, nhất định là đang bận rộn. Từ giữa trưa đi đến buổi tối, điện thoại di động không khỏi theo như sáng wifi lên tin tức giải trí băng tần, cư nhiên thấy khách sạn Á Châu tối nay có một minh tinh đêm từ thiện bữa tiệc, khó trách nhã tuệ chưa có trở về hai mắt của cô trừng lớn, không khỏi nhớ lại trang hạo nhiên mặc âu phục phong lưu biến thái, kéo vạt áo hoa, đứng ở trong sàn nhảy, cùng những nữ minh tinh kia tự nhiên đẹp trai nhẹ nhàng tung bay, trái tim của cô liền giống bị ngũ tạng lục phủ vặn chặt, cô chỉ cầm bút máy, càng nắm càng chặt, càng nắm càng chặt, cuối cùng suýt chút nữa thì vặn gãy rồi. Không được, đường khả hình hai tròng mắt liền sáng lên, trừng mắt về phía phía trước, lại trong mắt hơi híp nói tuyệt đối. Không thể để chuyện này xảy ra. Tiên Nhi cùng lạc lạc chặn ở cửa, sợ đến trợn to trong mắt, nhìn về phía đường Khả Hinh la hoảng lên, đường Tiểu Thư, cô muốn làm gì? Đường Khả Hinh đang mặc quần áo thể thao màu trắng, quần đùi màu đen, chải tóc thắt bím hai bên, đội cái nón, trong mắt hơi híp, nhìn về phía họ nói các cô phải giúp tôi. Giúp tôi từ nơi này đi ra ngoài, lão sư phái người ở bên ngoài giữ mấy chạm gác, tôi nhất định phải đi gặp Trang Hạo Nhiên, nhìn anh một cái lập tức trở về xác định anh đang trong bữa tiệc thật tốt, lập tức trở về. Lông mày của tiên nhi cùng lạc lạc đã thành chữ bát ba, liền nhảy lên, bị dọa đến trái tim cũng bị vặn gãy rồi, con người trừng lớn, kêu lên, giúp cô đi ra ngoài. Đúng, đường khả Hinh liền ngưng mặt hí mắt gật đầu. Tiên nhi cùng lạc lạc nhất thời chân mềm nhún, giống như một người Nhật Bản quỳ xuồn, bị doai đến nước mắt nước mũi tẻm lem khóc toáng lên, nghẹn ngào nói, đường tiểu thư, cô bỏ qua cho chúng ta đi. Ngày hôm qua cô gặp chuyện không may, vẫn chưa tới 24 giờ, chúng ta còn muốn lưu hai cái mạng về nhà gặp ba mẹ. Không được đi ra ngoài, ngàn vạn lần không được đi ra ngoài, cô gặp chuyện không may, chúng tôi thật sự không sống nổi. Đường khả Hinh ngây thơ đơn thuần nói, không có việc gì. Tiên nhi cùng lạc lạc vừa nghe lời nói ngây thơ như cún này, lại rút khăn tay ra, sợ tới mức nước nở nghẹn ngào mà khóc. Trường 1008, người một nhà tương thân tương ái. Không được, cô tuyệt đối không thể đi ra ngoài. Tiên Nhi cùng lạp lạp vẫn sống chết chặn trước cửa phòng, ngẩng đầu nhìn về phía đường khả hình, nước nức nở nở tiếp tục khóc nói, đường tiểu thư, cô phải suy nghĩ cho mạng nhỏ của chúng tôi nữa. Đường khả hình bất đắc dĩ đứng ở cửa phòng, trầm mặc nhìn Tiên Nhi cùng lạp lạp đang quỷ gối, sợ đến mức run run rẩy rẩy. cô lập tức thở dài một cái, vẫn không buông tha đi tới trước mặt các cô, ngồi xổm xuống mở to đôi mắt, làm bộ cường điệu hóa, vô cùng đáng thương chắp hai tay lại, chân thành nói, hai vị tiểu thư. Tôi biết các cô một lòng vì tôi, hy vọng cơ thể tôi có thể khỏe mạnh, an toàn tốt nhất. Nhưng mà các cô có biết không, nếu tôi mà không đi nhìn anh ấy một cái thôi, tôi sẽ chết. Đừng nhắc tới từ chết hay không chết, tiên nhi thân thể căng ra, lại cầm khăn tay lên lau nước mắt, bị dọa sợ muốn chết nói. Vậy không nói, đường khả hình lại bộc lộ vẻ thống khổ, nhìn các cô nói các cô mau giúp tôi. Để tôi ra ngoài một lát, tối đa vài giờ, nhìn xong rồi lập tức sẽ quay lại, tôi liền có thể an tâm học bài rồi. Các cô mau giúp tôi đi, có được không? Không được, lạp lạp lại nghẹn ngào lắc đầu. Đường khả hình cao mày, nhìn dáng vẻ này của bọn họ, trực tiếp bất mãn kêu lên, phim thần tượng không phải diễn như vậy đâu. Các cô hẳn là nên giúp tôi mới đúng. Phim thần tượng đều là gạt người, tiên nhi vẫn sáng suốt khóc nói. Đường khả hình thở mạnh một cái, ngồi xổm xuống, nói không nên lời lạp lạp cùng tiên nhi tiếp tục khóc nói, đường tiểu thư, cô không ở trong tưởng ra, cô có thể không biết, trong nhà lão gia và thiếu gia kỳ thực đều rất dễ nói chuyện, nhưng mà phu nhân nghiêm nghị, là nhân vật quan trọng. Hôm qua cô cũng không nghe được lời phu nhân mắng chúng tôi, sợ đến mức chúng tôi cùng với chị thi ngữ cả đêm hôm qua, mí mắt cũng không dám chấp một cái. Nếu như cô hôm nay ra ngoài, chúng tôi thực sự sống không nổi đâu. Đường khả Hinh bất đắc dĩ ngồi xổm tại chỗ, nghe bọn họ nói vậy, mặt đột nhiên bộc lộ một chút đau thương, nhớ tới trong khoảng thời gian này chịu khổ sở, lại thở hổn hển một hơi, hai tròng mắt bỗng phiếm hồng. Lạp lạp cùng tiên nhi dùng khăn tay lau nước mắt, ngẩng đầu đánh chống ngực nhìn cô. Ôi, đường khả hình thở dài một hơi, cười khổ, hai tròng mắt đẫm lệ, yếu ớt nói, tôi cũng biết gây khó xử cho các cô, tôi không ra ngoài nữa. Tôi kích động như vậy, bất quá cũng chỉ là muốn gặp anh ấy một lần thôi. Cùng một chỗ với anh ấy lâu như vậy, thật lòng vui vẻ yêu nhau, cũng không có bao nhiêu ngày, đoạn thời gian ở vườn nho kia, là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời tôi, khi đó tôi không phải đường khả hình, anh ấy cũng không phải trang hạo nhiên. Chỉ một lòng càng lúc càng gần nhau hơn, lúc nào cũng đều nhớ, một mình tôi chạy bộ trên con đường nhỏ đầy bùn đất, anh ấy ngồi xe đạp, nở nụ cười hệt như ánh mặt trời, đi theo phía sau tôi, hỏi tôi rằng, vị tiểu thư này, cô muốn đi nơi nào? Lạp lạp cùng tiên nhi nhất thời ngơ ngẩn, nhìn về phía cô. Đường khả hình hai mắt đấm lệ, nhìn về phía hai người bọn họ, thật lòng nói các cô có biết không? Từ sau khi tôi cùng anh ấy bên nhau, mỗi một ngày đều phải đem khoảng thời gian cùng anh ấy vui vẻ kia, gom góp lại suy ngẫm mới ngủ được. Cảm kích người đàn ông này, vẫn luôn không bỏ rơi tôi, vẫn luôn bên tôi. Đau lòng người đàn ông này, vẫn luôn cô đơn và tịch mịch như vậy. Tôi làm người yêu của anh ấy, tôi cũng không dám muốn mọi thứ của anh ấy, bởi vì anh ấy là thuộc về rất nhiều rất nhiều người nhưng tôi tôi vẫn đang nghĩ tại một buổi tối như vậy đã trải qua một đêm đầy mạo hiểm như hôm qua ra gặp anh ấy một lần chính là muốn gặp một lần cô nói xong liền hai tay che mặt nức nức nở nở khóc lên dốc lòng mà khóc lạp lạp cùng tiên nhi lập tức trợn tròn mắt nhìn đường khả hình khóc đến mức đau lòng như vậy tôi tối hôm qua còn nằm mơ lại nhớ tới lúc mình rơi xuống biển tôi và anh ấy cách một cánh cửa sổ xe hai bên nhìn nhau khi đó, tôi hận không thể cùng anh ấy chết cùng chết. Hu hu hức hức, đường khả hình hai tay che mặt, lại nước nước nở nở khóc lên, nước mắt thậm chí từ giữa kẽ tay chảy ra, đây là một năng lực chuyên môn theo thói quen của cô. Lạp lạp cùng tiên nhi nước mắt vừa thu lại, vội vã có chút khẩn trương vươn tay, nhẹ lau nước mắt cho cô, nhìn cô khóc như một đứa bé, đành phải đồng tình thầm thì nói, được rồi, được rồi, đừng khóc nữa. Lạp lạp, tiên nhi, đường khả hình ngẩng đầu, rơi lệ nhìn về phía các cô vừa khóc vừa nói, các cô đều là chị em tốt của tôi. Tương lai chúng ta nhất định cùng một chỗ, các cô cũng không có cơ hội quay lại về tưởng ra. Sau khi tôi gả cho Trang Hạo Nhiên, các cô liền theo tôi đi đến Trang gia, chúng ta nhất định phải tương thân tương ái, vĩnh viễn cùng một chỗ. Cô nói xong, liền bổ nhào tới, đem hai người bọn họ ôm cùng một chỗ, kích động vạn phần khóc lên. Lạp lạp cùng tiên nhi lúc này, bị ôm đến mức mơ hồ, hai mắt mở ra thật to, nghĩ nghĩ, liền đành phải gật gật đầu. Thời gian trôi qua một phút, thi ngữ bưng trà sâm thượng đẳng mà Diệp Mạn Nghi vừa cho người đưa tới, chuẩn bị đưa lên lầu cho đường khả hình uống, ai ngờ người vừa đi đến cầu thang, chỉ nghe phịch một tiếng đóng cửa, cô giật mình đứng trước cầu thang, ngẩng đầu nhìn thấy tiên nhi cùng lạp lạp thoáng cái đứng trước cửa phòng, nuốt nơi cổ họng, nhìn về phía chính mình, cô trực tiếp kỳ quái bưng trà sâm, đi qua nói các cô, thần thần bí bí ở đây làm cái gì? Ách, tiên nhi nhất thời có chút khẩn trương nhìn về phía thi ngữ, nói, đừng tiểu thư nói, bởi vì cô ấy muốn chuyên tâm đọc sách, cảm thấy chúng tôi quá ồn ào, liền đem chúng ta. Đuổi ra ngoài, nói không cần đi vào hầu hạ. Thi ngữ dừng tại chỗ, nhìn bọn họ, nghĩ nghĩ, mới nói, thật vậy sao? Ừ, tiên nhi cùng lạp lạp trực tiếp nhanh chóng gật đầu. Thi ngữ bưng tách trà sâm, cúi đầu suy nghĩ một chút. Chị Thi Ngữ, chị nghỉ ngơi trước đi, chúng tôi ở đây hầu hạ là được rồi." Tiên Nhi cùng Lạp Lạp thần sắc có chút hoang mang cười nói, "Ngay tại cửa, không ngủ được." Thi Ngữ nghe lời này, liền bất đắc dĩ ngẩng đầu, nhìn bọn họ cười nói, xác định là không được ngủ a. À. Lại không nghe lời, "Phu nhân trách tội, tôi sẽ không quản các cô." "Biết rồi, hai người vội vã cười rộ lên nói." Thi Ngữ cũng chỉ buồn cười, nghĩ để cho Đường Khả hình yên tĩnh một lát cũng tốt có lẽ đọc sách xong, đã muốn nghỉ ngơi sớm một chút, cô khẽ thở dài, liền bưng trà sâm xoay người, chậm rãi đi xuống lầu dưới, tiên nhi cùng lạp lạp lập tức nhìn qua, thấy thi ngữ xuống lầu, các cô tức khắc kiếng chân cả nhắc đi tới phía sau giá sách nơi sảnh phòng khách, thấp giọng gọi, đường tiểu thư, có thể đi ra. Đường khả hình núp bên trong giá đồ cổ của sảnh phòng khách, đội mũ trắng, mở to mắt thò đầu ra, liếc mắt nhìn các cô, thấp giọng nói cô ấy đã xuống chưa? Rồi tiên nhi cùng lạp lạp vội vội vàng vàng gật đầu. Được, làm tốt lắm, đường khả hình không nói hai lời, liền tức khắc chui ra, kiếng chân đi cả nhắc tới cửa sổ bên phòng khách, vị trí này đối diện tường sau của biệt thự, vừa vặn phía dưới chính con đường nhỏ của tiểu khu, cô lập tức vô cùng hưng phấn xoay người, lạp lạp cùng tiên nhi vốn được huấn luyện nghiêm chỉnh cầm một dây thường to màu trắng lên, lập tức vừa khẩn trương lại nhanh chóng cầm một đầu khác lên, trực tiếp cột vào hông đường khả hình, cắn răng ở bên hông cô, thắt một nút thắt, liều mạng kéo chặt. Mau mau mau, đường khả hình không nói hai lời liền tự mình đưa đến một cái ghế, đặt bên cửa sổ, cũng sợ chết, nhỏ giọng mà khẩn trương căn dặn, đợi một lát lúc tôi dọc theo vòi nước bỏ xuống, các cô nhất định phải kéo chặt a. À. Ừ, tiên nhi cùng lạp lạp nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy gật đầu. Quả nhiên là chị em tốt của tôi, đường khả hình vừa nói xong, cũng đã đứng trên ghế, cơ thể đưa ra ngoài cửa sổ, liếc mắt nhìn vòi nước ở ngay bên cạnh, cô liền dứt khoát nín thở, Lòng mồ hôi trên chán, chân vừa bước tới bên cạnh cửa sổ, liền nhờ lạp lạp cùng tiên nhi kéo chặt dây thừng, đưa tay nắm chắc vòi nước kia để cho thân thể từng chút từng chút đi xuống, vừa trượt vừa có chút khẩn trương gọi các cô nắm chắc a, à, buông tay tôi sẽ không sống nổi. Lạp lạp cùng tiên nhi hai người liều mạng cắn răng kéo chặt sợi dây thừng so với bánh quay trèo còn thô hơn, kéo đến mức lòng bàn tay phát đau, đầu đầy mồ hôi nhưng vẫn trung thành và tận tâm nín thở, vừa từng chút thả dây thừng nói yên tâm đi chúng tôi chết cũng sẽ không buông tay. Đường khả hình vừa cầm sợi dây thừng kia, vừa từng chút đạp vòi nước, để cho thân thể đi xuống, dây thừng kia quấn thật chặt quanh eo mình, chặt đến mức cô thở không nổi. Trong phòng, này, lạp lạp cùng tiên nhi cảm giác dây thừng càng lúc càng nặng, bàn tay đau đến mức đỏ hồng lên, nhưng vẫn không dám lớn tiếng kêu gào, đành phải liều chết cắn răng, từng chút thả dây thừng, mồ hôi nóng điên cuồng tuôn ra, ướt đẫm áo sơ mi. Các cô đang làm gì? phía sau một giọng nói truyền đến. Lạp lạp cùng tiên nhi hoảng sợ đến mức lập tức nhẹ buông tay, dây thừng kia vù một tiếng như rắn rơi thẳng ra ngoài cửa sổ, đường khả hinh cả người rơi xuống, bịch một tiếng, hệt như con chim lớn ngã nhào trên gốc cây anh đào, cô A lên một tiếng, nằm ngửa trên cỏ dơ cao người, ngẩng đầu lên, mặt nhăn nhó đưa tay giữ eo mình, kêu lên, đau chết tôi rồi. Thi ngữ đứng trước mặt lạp lạp cùng tiên nhi, nhìn về phía vẻ mặt kỳ quái của bọn họ, liền không tự chủ nghiêm túc nói, rốt cuộc sao vậy? Lạp lạp cùng tiên nhi trợn tròn mắt, nhìn vẻ mặt này của thi ngữ, nghĩ nghĩ, liền trực tiếp khẩn trương nói, tôi, tôi, chúng tôi muốn, chung, trung thu sắp tới, cảm thấy mặt trăng thật tròn, liền, liền, đi ra bên cạnh cửa sổ ngắm nhìn một chút, chúng tôi nhớ cha mẹ. Thi ngữ nghe lời này, sắc mặt hơi thu lại, cùng các cô cất bước đi tới bên cạnh cửa sổ. Lạp lạp cùng tiên nhi sợ đến sắc mặt trắng bệch, trong lòng cũng sợ hãi muốn chết, đi theo phía sau cô, hướng bên cửa sổ, cùng nhau cam chịu số phận đáng thương nhìn xuống, sau khi thấy những gốc anh đào bên tường kia, dưới ánh trăng sáng ngời, cành lá rậm rạp khẽ đong đưa, rung rinh lay động, đầy tĩnh lặng mà hết sức lãng mạn. Các cô đột nhiên biến sắc, ánh mắt sáng ngời, nghĩ đường tiểu thư đâu. chương 1009, trốn đi. Một chiếc taxi, dưới bầu trời thành phố phóng như bay. Tiểu Vi cùng Tiểu Hà ngồi sau xe, bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn về phía người ở giữa. Đường khả hình ngồi ở giữa, lộ vẻ xinh đẹp đáng yêu, động lòng người, mở to mắt nhìn về phía đoạn đường trước kính xe taxi, thỉnh thoảng trái nhìn một chút, phải nhìn một chút, liền lại chứng chạc đàng hoàng, ho khan vài tiếng, tức khắc trầm mặc. Tôi nói, tiểu vi rốt cuộc nhịn không được nhìn đường khả hình, nhíu mày, nặng thở dài một hơi, lại bất đắc dĩ lên tiếng, đường tiểu thư. Cô muốn đi đâu, có thể nói thẳng với chúng tôi, cần gì phải nhảy cửa số chứ. Chúng tôi lúc đó cảm thấy có chút khác thường, đại tiểu thư cô đã từ đâu ngã xuống rồi. Lỡ như có chuyện gì thì làm sao, tôi thiếu ra bởi vì chuyện này, thiếu chút nữa còn chưa đem ra chúng tôi lột ra. Đường khả hình nghe lời này, tức khắc mặt bộc lộ vẻ lấy lòng, nheo nheo mắt nhìn về phía cô cười rộ lên nói, tôi nói. Giả như tôi sớm thương lượng với các cô, các cô sẽ đồng ý sao? Thầy đã cử vài người trong phòng giám sát tôi thật tốt, phát hiện tôi ra khỏi cửa nhất định sẽ đem tôi lột ra thế nhưng tôi đêm nay nhất định phải đi khách sạn á châu một chuyến cặp song sinh lập tức không lên tiếng biết cô hôm nay chuyện ở phố ẩm thực bị khơi ra có chút lớn đường khả hình đội mũ chụp đáng yêu trái phải nhìn vẻ mặt này của cặp song sinh đôi mắt to trực tiếp sáng ngời nói các cô cũng biết chuyện này đúng không xác thực tôi gây ra là có chút quá mức thế nhưng tôi tôi không biết sẽ bị chụp lé ni Tiểu Hà quay mặt sang nhìn về phía đường Khả Hinh, bất đắc dĩ bật cười nói: Thẹn chốt không phải cô có bị chụp lén hay không, mấu chốt là cô có làm như vậy hay không thôi. Chuyện này chúng tôi theo cô đến đó, mắt rõ ràng nhìn qua, cảm thấy sự tình thực sự rất nhỏ, thế nhưng chụp ra đưa lên internet xác thực ảnh hưởng không tốt. Tôi lúc đêm qua còn nghe Trang Phu nhân và Tưởng Phu nhân đang nói chuyện tương lai của cô và tổng giám đốc Trang, hai người bọn họ đều là những người có uy tín danh dự cô và nhị thiếu ra họ tưởng truyền ra xì căng đan đó khiến cho mặt mũi bọn họ treo lên chỗ nào nữa a à? ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép đường khả hình nét mặt có phần trầm mặc đường tiểu thư tiểu hà lại nhịn không được muốn nhỏ giọng thuyết giáo được rồi đường khả hình xác thực biết mình làm sai liền tức khắc một tay khoác cánh tay bọn họ vẻ mặt khôn ngoan chuộc tội nhìn taxi đã lái tới con đường bờ biển dẫn đến khách sạn á châu vài chữ cái lớn mạ vàng của trận thi đấu rượu lớn ở trong bầu trời đêm huy hoàng lóe sáng cô tức khắc nói tôi hiện tại không phải là đến chuộc tội sao tới gặp anh ấy các cô không biết anh ấy đã một ngày không nhận điện thoại của tôi trong lòng tôi vô cùng buồn bực tiểu vi cùng tiểu hà nghe lời này liền đành phải nhìn về phía cô bất đắc dĩ cười nói trong lòng cô vô cùng buồn bực vạn nhất cô đến khách sạn á châu bị thầy cô phát hiện thì làm sao hai ngày trước ai vẫn còn thiếu nợ roi ra a à? Sẽ không đâu, lúc này, ông ấy có thể đã ngủ sớm rồi. Đường Khả Hinh cười rộ lên nói. Taxi, lập tức cũng đã chạy đến trước đại sảnh khách sạn, đêm nay, bởi vì là tiệc từ thiện ngôi sao, cho nên phòng tiệc số 12 ở tầng lầu chính, đang dùng hình thức một nửa là sân khấu, một nửa là tiệc dùng cơm để cử hành buổi đấu giá từ thiện này. Nghe nói có tân tấn ảnh đế, ảnh hậu hiện nay cùng nhau tham gia, vốn dĩ truyền thông báo chí liên tục viết về hạ tuyết ảnh hậu tam giới, sẽ tham dự tiệc từ thiện tối nay, Thế nhưng chỉ nghe phong phanh, vẫn không thấy được người. Chỉ riêng cảnh tượng náo nhiệt tương bừng này, lại cũng chưa nhìn thấy lực lượng vệ sĩ hung mạnh của Hàn gia, vậy là ảnh hậu vẫn chưa đến. Nhân viên lễ tân đứng trước quầy, nhìn thấy có taxi dừng trước đại sảnh khách sạn, liền lập tức buông bút máy trong tay, hướng bên này chạy tới, nhìn thấy đi xuống taxi là một vị khách nữ, tuổi chừng 23-24, mặc áo thể thao màu trắng, quần đùi đen, đội nón, tóc thắt hai bím, mang một đôi giày đế bằng màu trắng hết sức tùy ý đứng bên cạnh cửa xe cùng đợi người bên trong xe trả tiền taxi anh ta hơi giật mình một chút liền đi qua xin lỗi tươi cười nói tiểu thư rất xin lỗi khách sạn chúng tôi để tránh ảnh hưởng đến các vị khách mời khác cho nên có quy định quần áo không chỉnh tề vốn không anh ta sừng sốt đường khả hình xoay người ngọt ngào đáng yêu động lòng người nhân nhìn về phía đồng nghiệp mỉm cười nhân viên lễ tân nam trước quầy mở to mắt thấy là đường khả hình anh ta ôi trời kêu lên một tiếng, nhịn không được bật cười nói, thì ra là tưởng nhị phu nhân a. Hoan nghênh đại giá Quang Lâm a. Phốc. Đường Khả Hinh mặt đỏ bừng, sắc mặt lộ vẻ hung ác, cố ý nhìn đồng nghiệp, nói, đừng như vậy. Lúc nào cũng lấy tôi ra trêu đùa. Cô hôm nay đúng là thanh danh đại chấn nha. Tất cả đồng nghiệp chúng tôi đều đang nói chuyện của cô đấy. Trình Tân Lượng và Đường Khả Hinh hết sức quen thuộc, liền cố ý nhìn cô cười nói. Thôi đi. Đường Khả Hinh đứng tại chỗ, nhìn cặp song sinh đã ra khỏi taxi, liền liếc mắt nhìn khắp nơi quanh đại sảnh đang qua lại vô số khách trong ngoài nước, còn có phóng viên tiệc từ thiện, thập phần náo nhiệt, hai mắt cô nóng lên, liền thật cẩn thận dựa sát vào trình tân lược, thần thần bí bí hỏi, anh nói cho tôi biết, tiệc từ thiện ngôi sao đêm nay, hai vị tổng giám đốc của chúng ta cũng tham dự có phải không? Trình Tân Lượng hơi do dự suy nghĩ một hồi, mới nhìn đường Khả Hinh, gật đầu cười nói, đúng vậy. Tổng giám đốc Tưởng và Tổng giám đốc Trang cũng có tham dự, trong đó còn có buổi bán đấu giá, hình như Tổng giám đốc Tưởng hiến tặng cái tàu thuốc bằng bạch ngọc, Tổng giám đốc Trang hình như chặn giấy bằng gỗ mun, thậm chí còn có một vòng, nghe nói tân tấn ảnh hậu còn hiến tặng một ca khúc, Tổng giám đốc Trang tự mình diễn tấu cho cô ấy, màn diễn xuất này có thể quyên góp được 100 ngàn. Các ngôi sao đều vô cùng mong đợi Tổng giám đốc Trang chúng ta. Nghe nói khả năng đánh đàn dương cầm của Tổng giám đốc Trang vô cùng xuất sắc những nữ đồng nghiệp trước sân khấu chúng ta, mỗi người đều thừa dịp tan ca chạy vào xem. Cái gì, đường khả hình vừa nghe lời này, trái tim căng thẳng, trong mắt đều muốn rớt ra, nhìn về phía trình tân lượng khẩn trương kêu lên, khiêu vũ chưa đủ, còn đánh đàn cho phụ nữ khác sao. Đúng vậy, trình tân lượng trực tiếp gật đầu. Tham gia tiệc tối cũng có thời gian, cùng người khác khiêu vũ cũng có thời gian, đánh đàn dương cầm cũng có thời gian, vậy mà không có thời gian nhận điện thoại của tôi. Đường khả Hinh nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt như muốn cho người kia một chiêu dáng long thập bát trường, căm hận nói trang hạo nhiên. Anh được lắm. Cặp song sinh nghe lời này, nhìn về phía đường khả Hinh đang hung ác tức giật, liền tức khắc đi tới, nhìn cô nói, việc này cũng chưa chắc, có thể tổng giám đốc trang cũng vì xã giao thôi. Quên đi, tiền anh ta nhiều như vậy, sẽ vì một trăm ngàn mua nghệ thuật sao? Nhất định là nữ minh tinh kia xinh đẹp như tiên trên trời. Đường Khả Hinh lại tức giận phồng mang trợn mắt, nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói. "Đường tiểu thư cô cũng rất đẹp." Tiểu Hà cũng nhìn cô cười nói. "Đừng an ủi tôi, Trừ Tuyết Nhi nói tôi đẹp ra, ai tôi cũng không muốn tin. Tôi thật muốn nhìn xem, hôm nay anh ta đàn ca khúc lãng mạn nào." Đường Khả Hinh trên mặt như vùi một đống thuốc nổ, tức giận ngửa mặt, nhìn về phía đoàn người vô cùng náo nhiệt kia, trực tiếp nắm chặt nắm đấm muốn xông vào trong. "Này này, Trình Tân Lượng thoáng cái đưa tay cản đường Khả Hinh, nhìn cô bật cười nói, đường đại tiểu thư, cô cho dù muốn vào trong khách sạn, cũng phải đổi y phục, nếu không, cô mặc như vậy, tôi thực sự không có cách nào cho cô đi vào được a. À? Đường Khả Hinh lập tức ngẩn ra, nhìn về phía Trình Tân Lượng, lúc vừa muốn giải thích, lại trợn tròn mắt nhìn thấy phía trước lái tới một chiếc xe con Audi 996 màu đen dài, mắt cô bỗng sáng ngời, trong nháy mắt tựa như kiến bỏ trên chảo nóng, trai trái phải phải nhìn, cũng không kịp thông báo tiểu vi cùng tiểu hà một tiếng, liền cả người như tên sông vào trong một gốc cây nhiệt đới bên cạnh đại sảnh khách sạn, liều chết ôm cái bình hoa kia, không bao giờ chịu đi ra. Đường tiểu thư, tiểu hà đang kỳ quái muốn cất bước đi vào, lúc gọi cô. Tiểu vi trong nháy mắt nắm chặt tay chị mình, mặt lộ vẻ phiền toái khốn khổ, nhìn về phía trước. Chiếc Audi màu đen dừng lại, Vitus mặc âu phục đen, vẫn luôn như trước đây, mái tóc vàng óng được trải lên, gương mặt cứng lại, lạnh lùng đi xuống xe, nhìn thấy Tiểu Vi cùng Tiểu Hà hai người đang đứng trước đại sảnh khách sạn, mắt ông nheo lại, vô thức trái phải nhìn mọi thứ xung quanh, mới cất bước đi qua, lấy ngữ khí nghiêm túc chất vấn của bậc trưởng lão, có chút hiềm nghi thong thả hỏi, chuyện gì xảy ra đây? Lúc này, các cô sao lại xuất hiện ở đây? Tiểu Vi cùng Tiểu Hà lập tức có chút nói không nên lời, nhìn về phía Vitus, ánh mắt trái phải lóe lên, trái tim hệt như bị lấp kín, không tự chủ đáp, à, các cô còn chưa kịp đáp xong, cũng rất nhanh đã nhìn thấy một chiếc Land Rover màu đen lái tới, chậm rãi dừng trước cửa khách sạn, sau đó quả nhiên là Tô Thủy Kỳ, mặc sơ mi màu lam cổ trắng, quần thường cùng màu, mang đậm phong cách anh, thời thượng mê người, nhưng anh vừa đẩy cửa xe đi ra, vừa nghi hoặc bộc lộ vẻ bất mãn nhìn về phía cặp song sinh này, hỏi các cô tại sao lại ở chỗ này. Bình thường không phải vẫn phụ trách bảo vệ bên cạnh khả hình sao. Ách, Tiểu Vi cùng Tiểu Hà lập tức cảm giác trái tim mình bị vỡ nát, vừa nhìn Tô Thủy Kỳ, vừa nhìn Vitus, các cô thở hổn hển, liền nhịn không được thật khốn khổ cười rộ lên, nói, Ách, là, là như vậy, tôi, tôi, thần tượng của tôi là tân tấn ảnh đế tối nay, anh ấy. Anh ấy quay bộ phim thái cực kia, sắc thực diễn rất tốt, rất thật, cho nên, tôi, tôi liền nói với đường Tiểu Thư, qua đây xem một chút. Ách, đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, tiểu hà nghe thấy em gái nói như vậy cô liền tức khắc gật đầu cười rộ lên nói đúng 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 chúng tôi quá thích anh ấy sau khi đường tiểu thư biết liền nói tối nay sẽ ngủ sớm liền cho chúng tôi nghỉ hai tiếng đồng hồ qua đây xem sao lại như vậy các cô là cần vệ của cô ấy rời khỏi hai tiếng đồng hồ nói như vậy được sao sắc mặt tô thụy kỳ cứng lại nhìn về phía bọn họ trực tiếp cứng rắn nghiêm túc nói tiểu hà cùng tiểu vi lập tức không dám lên tiếng đứng tại chỗ cúi đầu, tô thủy kỳ lặng im nghiêm túc nhìn các cô một lúc lâu, cuối cùng hai tròng mắt chợt lóe, trên mặt vẫn bộc lộ vài phần hòa hoãn thông cảm, nói: bởi vì có đỗ uy và khương vĩ, các cô thực sự phớt lờ chuyện chưa tới bước cuối cùng cũng chưa thể thả lỏng, biết không? đi theo tôi. a à, tiểu hà cùng tiểu vi trong nháy mắt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, tô thủy kỳ vừa đi vào trong, vừa xoay người, còn bộc lộ một chút thương yêu, nói: đi thôi không phải là thích ảnh đế sao tôi hôm nay vừa vặn cùng đại tiểu thư qua đây các cô theo tôi đi đổi trang phục sau đó mang hai cô vào hội trường a à, tiểu hà cùng tiểu vi lại lần nữa hoảng loạn la lên a à, cái gì mà a à, đi thôi tô thủy kỳ trực tiếp đem chìa khóa chiếc land rover của mình ném cho nhân viên lễ tân trước quầy liền tự mình cùng vitus đi vào trong ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép tiểu hà cùng tiểu vi đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Tô Thủy Kỳ đang dần ra xa, liền có chút nhịn không được lại quay đầu, liếc nhìn đường khả hình sau cái cây kia, cô đang ôm lấy gốc cây, hướng về phía mình nhiệt tình phất tay, muốn các cô đi trước. Hai người đứng một hồi, đành phải khó xử theo sát Tô Thủy Kỳ đi về phía trước. Đường khả hình len lén ló đầu ra, liếc mắt nhìn cặp song sinh đang càng lúc càng đi xa, cô lại cẩn thận nhìn quanh, ai ngờ mông mình bị người nào đó đá cho một gước, cô ôi lên một tiếng, quay đầu, Trợn mắt nhìn người phía trước mặt, khan khàn nói, "Ai vậy a?" À? Chương 1010, Không diễn xuất. Một người phụ nữ có vóc người cao gầy, mặc bộ đồng phục màu đen, gương mặt xinh đẹp nhưng tỏ ra kiêu ngạo, ôm vai híp mắt nhìn về phía Đường Khả Hinh, nghiêm nghị nói, "Cô ở đây làm gì?" Đường Khả Hinh há hốc mồm ngồi xổm xuống bên cạnh chậu cây cảnh, nhìn về phía nữ quản lý này, cảm thấy cô ấy có chút xa lạ, hình như cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua. Chu Lệ Tình mới tốt nghiệp học viện quản lý khách sạn West từ Anh Quốc, thực tập tại khách sạn Hoàn Á ở Anh nửa năm, hôm nay mới được điều về nước nhận chức phó quản lý bộ phận yến tiệc, chỉ thấy cô ấy vừa mới về nước một ngày, thái độ liền trở nên kiêu ngạo, quan sát Đường Khả Hinh từ trên xuống dưới một lượt, lại bày ra vẻ mặt ghét bỏ nhìn về phía cô nghiêm nghị nói: "Cô ở nơi này làm cái gì?" A, à, Đường Khả Hinh lập tức ôm lấy chậu cây cảnh, chớp mắt, nhìn về phía cô gái xa lạ này, trên mặt không biết nên hiện lên biểu tình gì. Tôi hỏi cô ở nơi này làm cái gì? Chu Lệ Tình trực tiếp nghiêm mặt nhìn về phía đường Khả Hinh, hơi cao giọng nói, buổi đấu giá sắp bắt đầu. Đây là cây tùng 100 năm, cô sống cảm thấy mệt mỏi lắm phải không? Bám vào nó có thể nghỉ ngơi đến sáng ngày mai. Cây tùng trăm năm, đường Khả Hinh lúc này mới buông lỏng ánh mắt, hơi dịch cơ thể ra một chút, không hiểu ngẩng đầu mới phát hiện đây quả thật là cây tùng 100 năm cao tới 1 mét, những lá kim màu xanh lá cây được cắt tỉa gọn gàng, nhất là chậu cảnh kia, bởi vì theo Vitus lâu nên tự nhiên có thể nhìn ra đây là chậu cảnh cổ, bề mặt là hình ảnh quý phi say rượu, đúng là tính chất khác nhau so với tự nhiên. Ánh mắt của cô sáng ngời, ngây ngốc nhìn chậu cây cảnh này cười rộ lên nói, qua thật là đẹp, nếu như sư phụ tôi mà nhìn thấy. Còn dỗi hơi đứng ở đây làm gì, lập tức mang đến phòng yến hội trên tầng 12 cho tôi. Chu lệ tình đá một phát vào mông cô, tức giận mặt lạnh nói. À, Đường khả Hinh đau đến nỗi lại ngồi xổm xuống bên cạnh chậu cảnh, vừa ôm lấy nó, ủy khuất vừa định làm sáng tỏ thân phận của mình, lại lập tức sửng sốt, phấn khởi ngẩng đầu nhìn về phía chậu cây tùng trước mặt, cành lá tươi tốt, mọi người cơ hồ sẽ không thể nhìn rõ mặt cô, mà quan trọng nhất là cây tùng này được đưa tới phòng yến hội trên tầng 12. Không phải mình có thể tiến vào phòng yến hội sao, thậm chí còn không bị phát hiện. Trong lúc nhất thời ánh mắt của cô sáng ngời, cười đến vui vẻ. Này! cô còn ở đây làm cái gì? Chu lệ tình nâng tay, nhìn thời gian đã sắp bắt đầu, lo lắng mắng chửi người. Đừng mắng, đừng mắng, tôi, tôi vừa rồi chỉ nghỉ ngơi một chút, bây giờ tôi lập tức đưa qua. Đường khả hình nói xong, lập tức cảm thấy khó chịu khó cắn chặt răng ngồi sổ người xuống, ôm lấy chậu cây tùng trăm năm này, rất sợ hãi làm hỏng cây tùng, nhưng vẫn cố sống chết ôm lấy nó, cắn chặt răng từng bước một đi đến thang máy. Vừa vặn nhìn thấy có mấy vị khách đi ra, cô lập tức ôm chậu cây tùng này, cả người đổ mồ hôi đi vào, cô vừa mới vào chưa kịp bỏ chậu cây tùng xuống, nghĩ muốn ấn tầng 12 thì thấy hai nhân viên mặc đồng phục màu đen mỉm cười đi tới, nhấn xuống tầng 12, rất sôi nổi thảo luận, cô biết không? Đêm nay tổng giám đốc trang của chúng ta thật sự vì ảnh hậu mà nhảy một bài. Hơn nữa nghe nói còn nhảy cùng nhau thêm một bài. Đường khả hình cắn răng ôm chặt chậu tùng kia, mắt híp lại, tức giận đến tái cả mặt. Trời ạ, à, thật vậy hả? Một nhân viên nữ khác nghe thấy lời này, cảm giác trái tim đập loạn xạ, hai tay nắm chặt nhìn về phía đồng nghiệp của mình, cười đến ngọt ngào, hưng phấn nói, đến lúc đó nhất định sẽ rất lãng mạn. Tổng giám đốc trang của chúng ta so với tổng giám đốc tưởng lại rộng rãi, đẹp trai hơn. Nhất là lúc cười rộ lên, trái tim tôi liền đấp thình thịch, có đôi khi tôi nằm mơ đều nghĩ đến có thể ở cùng một chỗ với người đàn ông như vậy, tôi nguyện chỉ sống một ngày là đủ rồi. Đường khả hình ôm chậu cây tùng kia nặng muốn chết, Chật một tiếng, trốn bên trong thang máy, buồn chán cười trừ, trong lòng suy nghĩ ai lại đi yêu thích cái loại đàn ông này. Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy, có lần anh ấy đi qua người tôi, thấy chén đĩa quá nhiều, anh ấy còn kêu người tới giúp đỡ tôi, cô không biết, một tháng liền tôi ôm cái đĩa kia cũng không nỡ rửa. Có một đồng nghiệp nữ nói xong, gương mặt đỏ hồng, nhìn thấy đã tới tầng 12, lập tức hai nữ nhân viên kia vừa nói chuyện vừa xấu hổ đi ra ngoài, một mình đường khả hình thức giận ôm chậu cây cảnh kia, Nghe mấy cô gái này nói chuyện về Trang Hạo Nhiên, cô hận không thể ôm chậu cây cảnh trên tay đập nát, người đàn ông đáng chết. Trang Hạo Nhiên đáng chết, anh dám không nghe điện thoại, anh dám không nhận điện thoại của em. Sau đêm nay anh sẽ phải hối hận, sau đêm nay em sẽ ném di động của mình đi, bẻ sim điện thoại, cắt đứt liên lạc. Đường Khả Hinh thở dốc ôm chậu cây cảnh kia đi ra khỏi thang máy, lập tức nhìn thấy sảnh yến tiệc, ngay bên trái phòng triển lãm, cánh cửa kim loại chỉ khép hờ. Bên trong truyền đến âm thanh một nam một nữ chủ trì, đứng trên sân khấu hoan nghênh các vị khách quý. Phía bên dưới sân khấu là vô số ngôi sao cùng các thiên kim tiểu thư, các quý công tử, tất cả đều mặc dạ phục, ngồi xung quanh những chiếc bàn, trên bàn là các loại rượu cùng điểm tâm phong phú, nhưng vẫn nhìn về phía người chủ trì trên sân khấu mà nhiệt liệt vỗ tay. Vô số phóng viên đứng trong hội trường dưới ánh đèn thủy tinh màu xanh, cầm máy ảnh kỹ thuật số mau chóng ghi lại những thời khắc này. Mệt chết tôi. Đường khả hình cắn chặt răng, ôm chậu cây tùng trăm năm kia từng bước khó khăn đi vào trong phòng yến hội, vừa đi vừa nghiến răng nghiến lợi nghĩ, trang hạo nhiên. Tại sao em đến đây nhìn anh một chút còn để bị coi thường? Em còn cho rằng anh sống không tốt, em gái nhà anh, em thề, từ nay về sau anh có cùng con ruồi ở cùng một chỗ em cũng không quản anh. Kia có phải là ảnh hậu đó không? Có một nhân viên bỗng lên tiếng, bởi vì trong trường hợp đang làm việc không thể tùy tiện bàn luận về thân phận của khách, cũng không được phép quấy giày khách. Thật vậy hả, có người hưng phấn kêu lên. Đường khả hình vừa ôm chậu cây tùng, mệt đến đổ đầy mồ hôi nghiến răng nghiến lợi đi lên cầu thang, còn muốn chạy đến phòng yến hội rộng đến nghìn mét vuông. Vừa nghe lời này, ánh mắt của cô sáng ngời, lập tức quay mặt sang nhìn thấy hai nhân viên đang chỉ về một hướng, là phía cửa sổ sát đất của tầng 12. Ở đó có một người phụ nữ đang đứng, cao khoảng 1m70, trên người mặc chiếc váy dài màu đen vô cùng gợi cảm, bên eo thắt chiếc thắt lưng màu xanh lam đính kim cương nhìn rất mê người, mái tóc xoăn được vén qua một bên, cứ như vậy xinh đẹp động lòng người, giống như nhìn thấy phong cảnh tuyệt vời, chìm đắm trong đó. Riêng hình ảnh này có thể trong nháy mắt hạ gục bao nhiêu phụ nữ. Đường khả hình nhìn cô ấy, chiều cao cùng bóng lưng mê người, lập tức cảm giác được mình đang ôm cả thùng giấm, không chút che giấu sự hâm mộ lẫn đố kỵ, cắn chặt môi nhìn về phía bóng lưng kia, liền nhớ tới trang hạo nhiên, người đàn ông có gu thẩm mỹ chết tiệt này nhìn thấy phụ nữ gợi cảm này liệu có thể chống đỡ được trái tim càng lúc càng co lại đường khả hinh ôm chặt chậu cây cảnh kia mở to mắt nhìn bóng lưng người phụ nữ được gọi là ảnh hậu kia vốn là muốn xoay người đi vào phòng yến hội thế nhưng cô thật sự không thể nhịn được nữa không suy nghĩ nhiều liền xoay người đi về hướng người phụ nữ kia liều mạng đi tới hận không thể dùng đinh đem cô đóng lên tường vừa đi vừa thở dốc Tay ôm chậu cây cảnh đi về hướng người phụ nữ kia, cố ý như trở tay không kịp gọi, "Ô kìa, ô kìa, sắp ngã rồi, cẩn thận." Cô nói xong, cả người liền ôm cây tùng không nói hai lời lập tức đổ về phía người phụ nữ kia. Hạ Tuyết lập tức xoay người, giật mình lùi về sau một bước, nhìn chậu cây cảnh đổ xuống bên cạnh mình, lại không hiểu gì ngẩng đầu lên nhìn về phía cô gái xinh đẹp ngọt ngào trước mặt, nói không nên lời. Đường Khả Hinh thở dốc, hai tay vịn lên trên chậu cây cảnh bên cạnh cửa sổ sát đất không ngừng xoa nắn, hoàn toàn đem người phụ nữ bên cạnh coi như không thấy. Hạ Tuyết bình tĩnh, đôi mắt đẹp sáng lên, phong thái vô cùng ung dung khiến người ta hít thở không thông nhìn về phía cô gái này, cảm giác được chậu cây cảnh vừa rồi là cô ấy cố ý đổ vào chân mình. Đường Khả Hinh một bên lau mồ hôi, một bên quay đầu lại giống như lúc này mới nhìn thấy Hạ Tuyết, thở dốc chỉ về hướng cô ấy, kinh ngạc cười rộ lên nói cô. "Cô, cô chính là ảnh hậu đúng không?" Hạ Tuyết chậm rãi xoay người, nâng cánh tay trắng như tuyết, ôm vai mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh, một đôi mắt đẹp vô cùng nhẫn nại quan sát cô từ đầu đến cuối. Đường Khả Hinh mở to mắt, nhìn Hạ Tuyết, không khách khí đánh giá, nhìn cái gì mà nhìn, cô cho là cô cao thì rất giỏi à. Nhìn cô lẩm bẩm đánh giá xong, cũng mỉm cười đến ngọt ngào đáng yêu, nhìn Hạ Tuyết nói cô chính là ảnh hậu. Đúng không? Trong lòng cô còn không xác nhận, cô có biết bao nhiêu hy vọng là không phải. Hạ tuyết nghe đường khả hình vừa đáng yêu vừa hỏi như vậy, liền không nhịn được mỉm cười, quyến rũ động lòng người gật đầu, đáp đúng. Wow, tôi thật vui vẻ nha. Trái tim đường khả hình lạnh đi hơn một nửa, hai tay nâng lên vui vẻ tươi cười, cảm động muốn khóc nhìn về phía hạ tuyết, mỹ nữ làm cho người khác hút thở không thông, thật sự mình không thể so sánh với người ta được, ngay cả như mặt cũng không thể với tới được. Trong lòng cô nức nở muốn khóc, lại tiếp tục kích động kêu lên, cô thật sự là ảnh hậu, tôi rất thích cô năm nay xem cô diễn xuất thật sự rất hay, tôi xem vừa khóc vừa cười, cảm xúc lộn xộn, tôi vẫn mong được gặp mặt cô, hôm nay rốt cuộc cũng gặp được cô, tôi thật sự thực sự rất kích động, tôi rất thích cô, ảnh hậu. Hạ Tuyết vừa nghe lời này, lông mày nhíu lại, nghĩ đến mình năm nay không có tham gia diễn xuất. Audio điện tử võ tấn bền chương 1011, dao động Ảnh hậu Hôm nay cô cũng tới tham dự buổi đấu giá từ thiện này sao? Đường Khả Hinh nhìn về phía Hạ Tuyết, hai tay nâng lên, ánh mắt chợt lóe, vui vẻ hỏi. Hạ Tuyết im lặng mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh, do so dự một hồi mới gật đầu. Đường Khả Hinh vừa nghe lời này, liền biểu hiện ra vẻ mặt sùng bái, kích động nhìn về phía Hạ Tuyết, cười đến ngọt ngào, nói: "Ảnh hậu cô thật là tốt bụng. Không chỉ đẹp người, diễn xuất giỏi mà còn tốt bụng nữa. Cô tới tham gia buổi đấu giá từ thiện tối nay của khách sạn chúng tôi, tôi rất vui vì được gặp cô." tôi còn nghe nói cô và tổng giám đốc trang của chúng tôi đêm nay còn biểu diễn cùng nhau, đúng không? Hạ tuyết hơi giật mình, hai tròng mắt lưu chuyển một chút, lộ ra mấy phần nghi ngờ nhìn cô. Đường khả hình tiến lên, hai tròng mắt sáng ngời, nhìn về phía cô ấy, khi thế ngất trời cười nói, cô có phải cảm thấy kỳ quái hay không? Những nhân viên làm công việc này như chúng tôi làm sao có thể biết? Kỳ thực toàn bộ mọi người đều biết. Mỗi người chúng tôi đều hưng phấn có thể nhìn thấy màn biểu diễn của cô cùng tổng giám đốc của chúng tôi. Nhưng bởi vì cô là thần tượng của tôi, tôi nhất định phải nói cho cô biết. Trên mặt Hạ Tuyết hiện lên mấy phần tươi cười, có chút kỳ quái nhìn về phía cô gái trước mặt. Đường Khả Hinh lập tức đến gần, giống như vô cùng thân quen, nhẹ nhàng đưa tay che miệng, thần bí nhỏ giọng nói, tôi lén lút nói cho cô biết. Thật ra tổng giám đốc trang của hoàn cầu chúng tôi là một BT. Sao BT? Biến thái. Ánh mắt Hà Tuyết sáng ngời, quả thật có chút giật mình cúi đầu, nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh chớp mắt, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Hà Tuyết, cô lập tức lại giả bộ chính nghĩa, tiến lên nhìn về phía Hà Tuyết, tiếp tục thần bí nhỏ giọng nói, "Cô biết không, anh ấy thật ra rất thích những người phụ nữ lớn tuổi hơn mình. Nhất là phụ nữ càng lớn tuổi càng tốt, tốt nhất là khoảng 450 tuổi, anh ấy càng nhiệt tình. Nhưng bởi vì che mắt mọi người liền cố ý đùa giỡn rất nhiều cô gái trẻ tuổi." bao nhiêu cô gái đẹp đều bị người đàn ông này làm cho thương tâm. Lần trước còn có một cô gái trẻ cùng anh ta đính ước cả đời, thế nhưng xoay người một cái xanh ta đã quên luôn cô gái kia. Thiệt thòi hơn nữa là anh ta còn làm cho bụng cô ấy lớn lên. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép, Hạ Tuyết nghe được sửng sốt nhìn về phía đường Khả Hinh, có chút không dám tin lời của cô. Tôi nói đều là sự thật, mỗi nhân viên của khách sạn chúng tôi đều biết chuyện này đường khả hinh lại ghé sát vào người hạ tuyết kích động nói ảnh hậu nếu như không phải bởi vì tôi rất hâm mộ cô tio cũng sẽ không nói cho cô biết việc này anh ta không chỉ thích phụ nữ anh ta còn thích đàn ông anh ta và bốn vị phó tổng giám đốc đều vô cùng ái muội mà đáng sợ nhất cô có biết là gì không ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép hạ tuyết lại bày ra vẻ mặt không dám tin nhìn về phía đường khả hinh đường khả hinh lập tức kích động ngẩng đầu Nhìn về phía Hạ Tuyết, cả khuôn mặt nhăn lại, giống như bị tổn thương, khổ sở nói tiếp, "Kỳ thực, anh ta và tổng giám đốc tưởng của Hoàn Cầu chúng tôi đã ở cùng nhau từ rất lâu rồi." Hạ Tuyết chớp mắt, rốt cuộc như nghe thấy một tin tức chấn động, khiếp sợ nhìn về phía Đường Khả Hinh. "Cô cũng cảm thấy không thể tin được đúng không?" Đường Khả Hinh trong lúc nhất vô cùng kích động nhìn về phía Hạ Tuyết, thật sự đối với sự thật này vô cùng tiếc nuối cúi đầu, cảm thán thở dài một hơi, cắn nhẹ môi dưới hai mắt dưng dưng nói, cô không biết chuyện này làm cho bao nhân viên nữ của tập đoàn Hoàn Cầu chúng tôi thương tâm thế nào đâu. Nghe nói lúc đó Tổng Giám Đốc tưởng vì Tổng Giám Đốc Trang còn từ bỏ vị hôn thê thanh mai trúc mã của anh ấy. Thậm chí còn từ bỏ người con gái anh ấy yêu thương sâu sắc về sau. Quả thật tình cảm vô cùng sâu đậm. Hạ Tuyết vừa nghe lời này, lập tức vươn ngón tay thon dài nhẹ để vào môi dưới, vô thức muốn dùng chỉ số thông minh của mình để hiểu ra vấn đề. Đường khả hình trong lúc nhất thời ngẩng đầu, nhìn về phía hạ tuyết, vẻ mặt kích động nói, ảnh hậu. Hôm nay tôi nói cho cô biết điều này, là muốn cho cô tỉnh táo, ngàn vạn lần không được tiếp cận tổng giám đốc trang của chúng tôi. Tổng giám đốc tưởng kia thì còn có thể, anh ấy mặc dù thích đàn ông thế nhưng tính tình phong độ nhẹ nhàng, khôi ngô phóng thoáng, đẹp trai tao nhã, đối với phụ nữ luôn chiếu cố, là một người đàn ông tốt hiếm có, thế nhưng ngàn vạn lần đừng đến gần tổng giám đốc trang. Anh ta chính là một người đàn ông đáng sợ, đùa giỡn phụ nữ, sói đội lốt cừu. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Hạ Tuyết trừng lớn đôi mắt, ngày càng sáng nhìn về phía Đường Khả Hinh, hơn nữa đối với lời nói của cô còn như rất khiếp sợ. Đường Khả Hinh cũng ngẩng đầu, có chút kỳ quái nhìn về phía Hạ Tuyết, cảm thấy làm sao từ nãy đến giờ cô ấy vẫn không nói điều gì, cô nhíu mày nghi hoặc, nhịn không nổi ngẩng mặt lên hỏi, "Ảnh hậu, tại sao cô lại không nói gì?" Hạ Tuyết dáng vẻ quái dị nhìn về phía Đường Khả Hinh, trên mặt bộc lộ vẻ thắc mắc đã lâu, cuối cùng nhịn không được cười nói tôi. Tôi có chút thắc mắc." Cô cứ hỏi, Đường Khả Hinh lập tức nóng nảy hô hô tay, vô cùng khí phách, tận tâm nói, "Chỉ cần cô muốn biết điều gì, tôi nhất định sẽ vạch trần hết tội trạng của người đàn ông kia." Hạ Tuyết nhìn về phía cô, rốt cuộc vẻ mặt cũng thả lỏng, nhìn về phía cô mỉm cười nói, "Cô, thực sự, năm nay cô đã xem phim của tôi?" "Đương nhiên" Đường khả hình trực tiếp nóng nảy nhìn về phía hạ tuyết, học những lời nói của mấy cô nhân viên kia nói, tôi vì muốn xem phim của cô, ngày đó đến dạp chiếu phim xếp hàng rất lâu, rốt cuộc mới mua được một vé. Hai tròng mắt hạ tuyết lóe ra, có chút mỉm cười nghĩ, tối nay người biểu diễn cùng tổng giám đốc trang của tập đoàn Hoàn Cầu là nhâm ninh ninh mà không phải mình. Bình thường tôi đều đến dạp chiếu phim xem phim của cô. Hôm nay rốt cuộc nhìn thấy cô ngoài đời, cảm thấy cô thật sự rất đẹp, hai tay đường khả hinh nắm vào nhau nhìn về phía hạ tuyết xinh đẹp đến hít thở không thông thật lòng nói hạ tuyết nghe lời này thực sự không nhịn được mỉm cười vươn tay nhẹ gảy mái tóc dài trên trán suy tư một hồi có chút hiểu ra ý đồ của đường khả hinh quay mặt sang nhìn về phía cô bé này dung mạo tuyệt mỹ nụ cười xinh đẹp sáng lên mềm giọng gật đầu nói tôi biết cảm ơn cô đã nhắc nhở tôi đêm nay tôi nhất định sẽ không lại gần tổng giám đốc trang Đường Khả Hinh lập tức cảm thấy yên tâm cười rộ lên, kích động nhìn hạ Tuyết nói, ảnh hậu, cô thật sự thông minh hơn bất cứ người phụ nữ nào trên thế giới. hạ Tuyết bóng cười, ỉ vào chiều cao yêu thế của chính mình, vươn cắn tay trắng như tuyết nhẹ nhàng vỗ vào vai đường Khả Hinh, dường như chị em tốt, gợi cảm quyến rũ nói cô đã thích tôi như thế, hay để tôi ký tên cho cô nhé. Được được, đường Khả Hinh trong lúc nhất thời kích động cúi xuống bên cạnh nằm hạ Tuyết, người thấy mùi hương tỏa ra từ người cô quay đầu nhìn hoàn cảnh xung quanh, vừa vặn nhìn thấy mấy nhân viên đang bê những tấm poster đi ra ngoài, liền chạy đến mượn chiếc bút của mấy cô nhân viên đó rồi lập tức chạy về, hưng phấn đưa bút cho Hạ Tuyết, nói ảnh hậu. Đây, ký tên lên chán tôi, một tháng tôi sẽ không rửa mặt. Cô học tập một chút nhiệt tình của mấy cô nhân viên, lấy tay hất tóc mái lên, lộ ra vầng chán đẹp. Hạ Tuyết nhẹ nhàng cầm lấy cây bút kia, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía đường khả hình, Giống như chị gái lớn cười rộ lên nói, không nên dùng bút mực làm bẩn mặt mình, khuôn mặt đối với phụ nữ rất quan trọng, nhưng đối với đàn ông thì không sao cả, khinh nguyệt nó, vuốt ve nó, đem khuôn mặt đẹp trai đó vặn vẹo biến thành quả mướp đắng, đều không sao cả. Đúng, Đường Khả Hinh lập tức cảm giác mình và Hạ Tuyết vừa gặp đã vô cùng hợp ý, hài lòng cười nói, cô nói đúng. Vậy, ký trên tay tôi đi. Được, Hạ Tuyết cũng vô cùng sảng khoái nâng tay của Đường Khả Hinh lên. Ký vào lòng bàn tay của cô ba chữ nhiệm ninh ninh đầy tính nghệ thuật. Đường khả hình lập tức nâng bàn tay của mình lên, nhìn ba chữ nhỏ nhắn xinh đẹp trong lòng bàn tay mình, cảm động hài lòng cười nói, wow. Ninh ninh, chữ của cô thật là đẹp. Hạ tuyết lặng lẽ mỉm cười nhìn về phía cô gái trước mặt đang vô cùng vui vẻ, dừng một chút, mới ôn nhu nói, thật không? Tôi vẫn cảm thấy, chữ của tôi không phải là quá đẹp. Không không, rất đẹp. Đường khả hình lập tức thu bàn tay về giống như rất quý trọng đem giấu vào trong túi áo của mình, mới ngẩng đầu nhìn về phía hạ tuyết, rất mưu cầu danh lợi nói tôi là nhân viên phòng truyền thông. Đợi một lát nữa tôi lập tức đi đến phòng truyền thông, bảo họ đưa cho tôi một tấm poster thật lớn, nhất định phải thật long lanh. Tôi sẽ ôm nó vào phòng yến hội, để cho cô thấy được sự hâm mộ của tôi. Hạ tuyết vừa nghe lời này, không kìm lòng được cười rộ lên, nói thật vậy hả? Thật, đường khả hình tức khắc gật đầu, vừa muốn nói gì đó lại cảm giác phía trước có chút náo động, lập tức xoay người nhìn thấy phía trước có đông đảo trợ lý và vệ sĩ đang bảo vệ một người phụ nữ mặc chiếc váy dài lụa tơ tầm cúp ngực, vẻ đẹp không gì sánh nổi, nhất là bím tóc thắt kiểu hàn, thỉnh thoảng nhìn thấy cô cúi đầu mỉm cười, đôi môi đỏ mỏng duyên dáng, vô cùng gợi cảm. Cô, cô ấy là ai? Đường khả hình nhìn người phụ nữ này, được người nhiều bảo vệ tiến vào phòng yến hội như vậy, liền kỳ quái hỏi. Hạ tuyết mỉm cười ngẩng đầu, nhìn nhâm ninh ninh ôn nhu xinh đẹp, muốn đi vào phòng yến hội, liền trực tiếp nói cô ấy cũng là một diễn viên. Hạ tuyết. a à, cô ấy chính là hạ tuyết. Đường khả hình lập tức giật mình vươn tay, chỉ về hướng người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp động lòng người kia, chớp chớp mắt, đó là mẹ của Hy Văn. Cô trong nháy mắt quay đầu, nhìn về phía hạ tuyết mở mắt to, vẻ mặt ghét bỏ khoa trương nói cô ấy là của Hy Văn. Trời à! Nghi tâm hạ tuyết có chút căng thẳng, nhìn về phía đường khả hình tò mò cười nói cô quen biết hy văn. Tôi đương nhiên biết, đường khả hình trực tiếp nhìn về phía hạ tuyết, phát hiện không biết hôm nay mình bị làm sao. Rất hăng hái trò chuyện, cô vô cùng xúc động nhíu nghi tâm, khi thế nói cái nhà đầu chết tiệt kia, trong miệng hình như có cả hàm răng chó, đã từng cãi nhau rồi. Lúc đó tôi vẫn suy nghĩ, rốt cuộc là cha mẹ như thế nào mới sinh ra được con gái như vậy. Một chút lễ phép cũng không có chỉ số thông minh 180 thì rất giỏi sao? Hạ tuyết nghe lời này, cũng gật đầu đồng tình, nhịn cười nói, cái này chắc hoàn toàn là do lỗi của cha cô ấy, cùng mẹ cô ấy một chút quan hệ cũng không có. Cha cô ấy chính là một người đàn ông rất buồn nôn, mỗi ngày đều dạy dỗ con gái, nhìn thấy tiền không được nhặt, nhìn thấy đàn ông không được có tình cảm. Sao có thể như vậy? Đường khả Hinh nhịn không được nhìn về phía hạ tuyết cười rộ lên nói, tôi thấy tiểu gia hỏa kia nhìn xinh đẹp như vậy, đoán rằng sẽ giống y đúc mẹ cô ấy cô xem bộ dáng cô ấy tiến vào phòng yến hội vừa rồi một chút cũng không giống ninh ninh cô ung dung tao nhã cao quý xinh đẹp hạ tuyết à tôi cũng đã xem qua thực sự không được tốt lắm phốc hạ tuyết không nhịn được hơi cúi đầu cười đường khả hình cũng lập tức trầm mặc nhìn về phía hạ tuyết dung mạo xinh đẹp như vậy vóc người mê người như thế vừa cùng cô ấy nói chuyện một lúc liền cảm thấy từ người cô ấy toát ra mị lực trí mạng cho dù cô cũng là phụ nữ, cô lại cảm thấy vừa hâm mộ vừa đố kỵ. Phía trước truyền đến tiếng nói của người đàn ông. Hạ tuyết chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy Hàn Văn Kiệt mặc âu phục màu đen, thay mặt anh trai đến buổi đấu giá từ thiện này, dự đoán không thấy mình nên cảm thấy có chút lo lắng, đang đi lại từ phía thang máy bên kia, chắc không nghĩ đến mình ở cửa sổ sát đất bên này, hai tròng mắt của cô lưu chuyển, liền quay đầu nhìn về phía đường khả hinh. Mỉm cười nói, đúng rồi, vừa rồi tôi và cô nói chuyện phiếm lâu như vậy, cũng cảm ơn cô nói cho tôi biết nhiều chuyện như vậy, thế nhưng cô tên là gì? Tôi tên là Khả Hinh. Đường Khả Hinh, đường Khả Hinh thật vui vẻ cười rộ lên nói. À, hai chồng mắt hạ tuyết lưu chuyển, dường như nhớ ra chuyện gì đó, mới hiểu ra, liền mỉm cười nhìn về phía cô, nói tôi biết. Rất vui được gặp cô, Khả Hinh. Tôi cũng vậy, ninh ninh, đường Khả Hinh lại lại chắp tay. Dáng vẻ lấy lòng cười nhìn về phía Hạ Tuyết. Hạ Tuyết trầm mặc một hồi, liền muốn đi đến chỗ Hàn Văn Kiệt, đành phải mỉm cười nhấc váy thôi, ung dung cất bước về phía trước. Đường Khả Hinh hâm mộ nhìn bóng lưng của Hạ Tuyết, cảm thấy bóng lưng cô ấy thật thần kỳ, cô nặng nề thở dài một hơi, lắc đầu nói, nếu như tôi có thể cao hơn 10 cm nữa thì tốt rồi. Không chừng tôi cũng có thể đóng phim, diễn xuất của tôi tốt như vậy, một kẽ hở cũng không có. Cô nói xong, còn nhẹ nhàng gảy gảy mấy lọn tóc mái, đội mũ lên, tiếp tục ôm lấy chậu cây cảnh, cắn chặt răng kêu lên một tiếng, eo như muốn gãy đôi, sống chết gọi, trang hạo nhiên đáng chết. Em xem lát nữa anh đi vào, sẽ có ai cùng anh biểu diễn. Đáng chết không nghe điện thoại của em, đừng để cho em nhìn thấy anh ở phòng yến hội, em nhất định sẽ không để ý đến anh, sau này tuyệt đối không bao giờ nghe điện thoại của anh. Cô gái này, một bên ôm chậu cây cảnh, một bên lắc trái lắc phải nghiến răng nghiến lợi đi vào phòng yến hội phòng làm việc của tổng giám đốc chỉ có ánh đèn trên bàn sáng lên trang hạo nhiên mặc áo sơ mi trắng quần tây màu đen trầm mặc ngồi trước bàn làm việc nhìn phần văn kiện trước mặt hai tròng mắt nhanh chóng lưu chuyển tính toán khách sạn dưới nước gần đây tiêu hao rất nhiều tiền vốn kế toán cao cấp của tưởng thiên lỗi cung cấp số liệu càng lúc càng rõ ràng gương mặt anh không hiểu sao lại hiện lên chút tươi cười lại nhanh chóng xem lướt qua thông tin Tiếng gõ cửa vang lên. Trang Hạo Nhiên vẫn tiếp tục cúi đầu, chăm chú nhìn vào văn kiện trên bàn, cũng không lên tiếng. Tiêu Đồng bởi vì quá quen thuộc cùng hiểu anh, liền mỉm cười đẩy cửa đi vào phòng làm việc, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nói: "Lão đại, buổi tiệc từ thiện tối nay sắp bắt đầu." Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, tiếp tục xem văn kiện, khuôn mặt nghiêm nghị, hai tròng mắt toát ra mị lực, không có một chút dao động. Chương 1012, xin lỗi. Tiệc tối từ thiện của các minh tinh. Đèn chùm thủy tinh màu xanh khổng lồ treo trên đỉnh cao, cứ thế mỹ lệ xoay tròn làm không gian thêm huyền ảo. Người chủ trì bữa tiệc đứng ở trung tâm khán đài cầm micro, bên cạnh bài trí một khối gỗ tử đàn chân quý được điêu khắc thành một tòa cố cung cỡ nhỏ. Lúc nhân viên lễ tân mỉm cười nhấc lên chiếc màn lụa vàng dòng kia, toát ra một cỗ mùi hương gỗ đàn lập tức tràn ngập khắp hội trường. Vô số siêu sao, hoặc là minh tinh Hollywood, tất cả đều ồn ào náo nhiệt trong bữa tiệc thượng lưu ngồi vào ghế trên màu lam đậm của buổi tiệc. Vừa nói vừa cười bàn về cố cung từ cây tử đàn, có người muốn bán đấu giá nó, có người cảm thấy giá tiền của nó nhất định sẽ rất cao, ai ai cũng mỉm cười lắc đầu. Quả nhiên, người chủ trì báo giá khởi điểm của cố cung tử đàn này là một ngàn vạn, toàn thể hội trường ồ lên, rất nhiều minh tinh đều lắc lắc buông viên bài đấu giá trong tay mình, thì thầm bàn bạc, đường kim ảnh hậu năm nay, ngồi ở hàng ghế thứ nhất trong tiệc rượu, kiều diễm ôn nhu động lòng người, Cô mỉm cười nhìn về phía tạo hình cố cung bằng gỗ tử đàn kia, thật muốn có nó để ở phòng khách của mình, với thiết kế đậm chất trung hoa, nếu như thêm mô hình này nữa, hẳn nhất định sẽ trông rất lộng lẫy xa hoa. Rất nhiều thiên kim, công tử nhốn nháo tỏ vẻ quyết tâm giành được mô hình tử đàn này, Tưởng Thiên Lối cùng Tô Thủy Kỳ đang chờ mấy người Vitus, Lauren, còn lại thì tiến vào tiệc rượu, cũng tại buổi tiệc rượu hàng đầu này, nhao nhao ngẩng đầu mỉm cười, nhìn về phía mô hình cổ cung bằng gỗ tử đàn cũng tỏ vẻ muốn chiếm hữu nó, nhất là tưởng thiên lỗi, anh hơi xoay người, nhìn về phía Tô Thủy Kỳ mỉm cười nói, Tô Thiếu ra, nghe nói Thủ tướng luôn rất thích gỗ tử đàn, ngài có ý muốn lấy khuôn đúc cây tử đàn này. Tô Thủy Kỳ nghe lời này, ngồi trong tiệc rượu, chỉ là khẽ cười nói, tôi còn chưa có tiếp quản sự nghiệp gia tộc, hiện tại chỉ là một bác sĩ, quả thực không có cách nào tiêu sái mua được mô hình đáng giá một ngàn vạn như vậy. Huống chi sau đó không biết giá cả cao tới mức nào, ông nội luôn không thích xa hoa lãng phí, vẫn nên quên nó đi. Tưởng thiên lỗi nghe thấy, chỉ mỉm cười. Vitus cùng Lauren đối với lai lịch của cố công tử đàn này, đặc biệt rất hứng thú, cả hai đều sôi nổi bàn về mô hình này vốn đã trải qua hơn 3 năm điêu khắc mà thành, có thể so với rất nhiều tác phẩm điêu khắc chân quý khác có hơn 300 năm lịch sử, đấu giá tới 1.000 vạn cũng coi như giá cả thích hợp, chỉ là Lauren đối với đồ cổ cũng không phải là quá hứng thú, Vitas mặc dù thầm muốn có nó, nhưng cũng sẽ không dùng một ngàn vạn để mua khối mô hình này. Nhã Tuệ vốn là quản lý phòng yến hội, tay cô cầm bộ đàm, vừa phân phó nhân viên phục vụ và trưởng ban khác, cẩn thận lưu ý những gì khách khứa cần. Nhìn đến chỗ bàn có vị vừa dùng xong hoa quả cùng điểm tâm, cô liền đứng ở phía sau đài phân phó nhân viên đi dọn đồ ăn. Vừa vặn lúc đấy, cô nhìn thấy Lâm Sở nhai cùng Đông Anh ngồi cùng một chỗ trong sân khấu, vô cùng sôi nổi trò chuyện. Đông Anh không biết nghe thấy Lâm Sở Nhai nói những gì, mặt đỏ ửng lộ vẻ mắc cỡ, cúi đầu che miệng cười. Cô cứ như vậy yên tĩnh đứng đó, nắm lấy bộ đàm, nhìn bộ dạng này của Đông Anh, tim bỗng thắt chặt. "Em có muốn không, anh tặng cho em." Lâm Sở Nhai kề sát vào Đông Anh, cố ý đùa cô, cười nói, "Đem nó bày ở nhà, lúc rảnh rỗi chúng ta đi vào ở." Phốc. Đông Anh mắc cỡ tới nỗi mặt đỏ bừng, nhịn không được vươn tay ra, vỗ nhẹ vào vai Sở Nhai. Bộc lộ vài phần đáng yêu cười nói, "Học trưởng, anh luôn đùa như vậy sao? Em thân với anh thì không sao, còn đối với người khác tưởng thật thì làm sao bây giờ?" Anh thật tình như vậy còn không vui sao?" Lâm Sở nhai lại sát vào cô thì thầm, tay cầm lên một phần điểm tâm, đưa cho cô cười nói, "Đến, ăn thôi." Đông Anh Ôn Nhu ngẩng đầu, liếc nhìn Lâm Sở nhai một cái, mới đến gần phần điểm tâm. Đằng sau yến hội náo nhiệt, Trần Mạn Hồng cũng đi qua xem náo nhiệt đứng ở dưới ánh đèn u ám tựa sát vào bên người nhã tuệ cùng nhau nhìn về phía lâm sở nhai cùng đông anh bộ dáng thân thiết nói thẳng tôi nói a à. cô mỗi ngày nói tới chuyện của khả hinh cùng tổng giám đốc trang cô cũng không vì bản thân mình tính toán một chút tôi gần đây thường nghe anh kiệt nói lâm sở nhai oán giận cô mỗi ngày không biết bận rộn chuyện gì lần trước chuyện anh ta bị rơi máy bay trực thăng cũng không thấy cô đi an ủi anh ấy gần đây rất dễ nổi nóng nhã tuệ đứng ở sau yến hội tay vẫn nắm bộ đàm, nhìn về phía lâm sở nhai đầu bên kia, anh mặc âu phục màu sọc đen, một đóa hoa màu tím cài trước vạt áo, đeo kính, một bộ dạng hiên ngang phong độ, kề sát đông anh, chỉ thiếu chút nữa là vươn tay chạm vào chóp mũi của cô đùa giỡn khiến cô cười, nhã tuệ yên lặng nhìn một màn này, mềm giọng nói tôi có cảm giác không chân thực cho lắm. Trần Mạn Hồng không hiểu quay đầu lại, nhìn về phía nhã tuệ hỏi cái gì. Nhã tuệ trầm mặc, nhìn về phía lâm sở nhai, lúc này anh lại đứng lên, cùng một người mẫu xinh đẹp ôm ấp chào hỏi, thập phần thân mật, nhất là anh cười nhìn về phía người nào đó, đối với người nào cũng rất nhiệt tình như vậy. Cô nặng nề thở dài một cái, mới nói tôi cùng một chỗ với anh ấy một thời gian, cảm giác tâm hồn mình như lơ lửng giữa không chung, có một loại cảm giác không muốn hạ xuống. Từ khi tôi phát hiện anh ấy cùng với đông anh có tình cảm, phản ứng đầu tiên của tôi chính là không còn tin tưởng nữa. Trần Mạn Hồng có chút giật mình quay đầu lại, nhìn về phía cô nói này việc này có thể sẽ nghiêm trọng rồi tôi biết là cô đối với chuyện tình cảm đều rất nghiêm túc sẽ đi một mạch cho đến tận cùng loại suy nghĩ này của cô sao có thể cùng anh ấy bên nhau cả đời được lâm sở nhai người không đến nỗi tệ nhưng quá khứ đúng là rất đào hoa tôi có một loại cảm giác anh ta và tô lạc hoành hình như ước hẹn rồi muốn chơi bời cả một đời nhã tuệ nghe lời này trong lòng càng cảm thấy mờ mịt lại thật tình nói, có đôi khi nhìn Khả Hinh và dám đốc trang trải qua nhiều chuyện như vậy, trong lòng tôi cũng rất cảm thán, vẫn hy vọng chính mình có thể cùng người mình yêu đến tế thủy trường lưu, phong nguyệt tĩnh hảo sao. Thế nhưng loại cảm giác này tới quá thuận lợi, tuyệt nhiên không sâu sắc, cho nên trong lòng không ngăn được hoảng sợ, cũng không biết những khi cãi nhau, chúng tôi có thể nhớ lại những chuyện cũ gì để mà tha thứ cho nhau hay không. Sao ý muốn nói tình yêu sẽ trường tồn vĩnh cửu đến nước chảy đá mòn, như gió với trăng, chọn đời chọn kiếp không buông tay. Cô có phải hay không nghĩ quá nhiều rồi? Trần Mạn Hồng nhìn về phía cô nhíu mày nói. Nhã tuệ trầm mặc nhìn lâm sở nhai cùng người mẫu đã chào hỏi xong, anh lại về sát vào đông anh, cười đùa với cô, vừa tự mình cũng uống rượu đỏ rất vui vẻ, hai mắt cô hiện lên một tia ảm đạm, nói có lẽ vậy. Thế nhưng lưu thư ký thật là rất tốt, rất tốt đó. Trần Tuấn Nam cùng thẩm quân dụ trò chuyện liên quan đến gỗ tử đàn, lại không phát hiện mình đã ăn hết quả Hawaii yêu thích. Anh vừa cười vừa không hiểu ngẩng đầu, nhìn thấy Nhã Tuệ đứng ở sau tiệc rượu, anh liền hướng cô búng ngón tay. Nhã Tuệ liền tức khắc tôn kính tươi cười lướt qua giữa tiệc, mỉm cười đi tới trước mặt Trần Tuấn Nam, dịu dàng nói Trần Phó Tổng, ngài có gì phân phó. Lâm sở nhai nghe thấy tiếng cô, trong nháy mắt ngẩng đầu, nhìn về phía Nhã Tuệ, sắc mặt hơi đông lại, thập phần không hiểu cùng có chút giận dỗi nhìn cô, nhớ lại cô thời gian gần đây, mỗi ngày đều tránh né anh, gọi điện thoại cũng không nghe máy, không phải bận cũng là đang nghỉ ngơi, anh đến nhà cô cũng không gặp được cô, không biết sốt cuộc cô muốn làm gì. Trần Tuấn Nam mỉm cười nhìn theo hướng cô dịu giọng nói, lưu quản lý, thất trách à? ha. Hoa quả hết rồi này. Nhã tuệ lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía mâm đựng trái cây để trên mặt bàn chỗ phó tổng, thật sự hết sạch rồi, mặt của cô hơi phiếm hồng, vội vàng giải thích thực sự rất xin lỗi, Trần phó tổng. Là tôi nhất thời sơ suất, Tôi lập tức sai người mang một mâm qua đây. Nhã Tuệ, Tô Lạc Hoành cũng ngồi ở một bên, ngẩng đầu nhìn về phía Nhã Tuệ cười rộ lên nói, tôi muốn bánh ngọt táo xanh. Được, Nhã Tuệ tươi cười nhìn các phó tổng, Tôn Kính hỏi, các phó tổng còn muốn chút gì nữa không? Lâm Sở nhai sắc mặt thập phần không vui nhìn cô. Đông Anh ngồi ở bên cạnh, ngẩng đầu nhìn về phía Nhã Tuệ không lộ rõ sắc mặt, nhìn lại Lâm Sở nhai đang không vui, cô không biết nói gì, đành trầm mặc ngồi yên một bên không lên tiếng. Trần Tuấn Nam nhìn về phía cô, cười nói, kỳ thực muốn đĩa hoa quả, quả thật không cần đích thân lưu quản lý tự mình qua đây, chỉ là thấy cô đứng ở đó trông hơi buồn bực chuyện gì đó nên muốn gọi cô qua đây trò chuyện. Qua đây, qua đây ngồi một chút, những thứ điểm tâm này để cho nhân viên thu xếp là được rồi. Anh nói xong, cũng nhiệt tình đứng lên, nhẹ đỡ cánh tay nhã tuệ, muốn mời cô ngồi xuống. Lâm sở nhai sắc mặt trầm xuống, hít mắt nhìn về phía nhã tuệ. Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở một bàn khác trong tiệc rượu, tựa hồ cảm giác được bầu không khí trầm xuống bất thường, liền hơi quay mặt sang, nhìn về phía Trần Tuấn Nam và mọi người. Nhã Tuệ mắc cỡ tới nỗi mặt đỏ bừng, nhưng vẫn là thập phần tôn kính tạ lễ, sau đó nhẹ nhàng cự tuyệt, cười nói: "Cảm ơn Trần Phó tổng đã mời. Chỉ là tôi hiện đang làm việc, thực sự không tốt nếu ngồi xuống nghỉ ngơi, mời các vị tiếp tục tận hưởng bữa tiệc, tôi lập tức đi thu xếp hoa quả điểm tâm." cô nói xong liền vội vàng xoay người rời đi một bàn tay chợt nắm chặt cổ tay của cô nhã tuệ có chút giật mình quay đầu lại nhìn về phía trần tuấn nam đứng một bên thập phần dịu dàng nhìn mình tay nắm chặt cổ tay của mình mềm giọng nói ngồi đi coi như là tôi mời cô được không lời này vừa nói ra bốn phó tổng ở đây trừ lãnh mặc hàn đang bận rộn có tô lạc hoành tào anh kiệt lâm sở nhai tiêu nại thẩm quân dụ tống lạc trạch đồng thời trầm mặc nhìn một màn này nhất là lâm sở nhai cắn chặt răng ngẩng đầu lộ vẻ mặt nặng nề nhìn nhã tuệ rốt cuộc kìm lòng không được mở miệng nói lưu quản lý trần phó tổng kêu cô ngồi xuống thì cô cứ ngồi xuống đây đi khó có thể được người khác nhiệt tình mời như vậy nhã tuệ nghe lời này lập tức có chút giật mình thương tâm nhìn về phía lâm sở nhai lâm sở nhai cũng cảm thấy lồng ngực như bị đè nặng lại nhẹ nhíu mày nói ngồi đi tô lạc hoành nhất thời trợn tròn mắt Khẩn Trương nhìn về phía Lâm Sở Nhai, chân ở phía dưới đá anh một cái, dùng ánh mắt trách cứ cậu muốn chết à. Lâm Sở Nhai lúc này mới cảm thấy mình vừa lỡ lời, nhưng vẫn là khó chịu nâng rượu đỏ lên, uống một ngụm. Nhã Tuệ nắm chặt bộ đàm, nặng nề nhìn nét mặt và dáng vẻ của Lâm Sở Nhai, cô nhất thời không muốn nói chuyện, chỉ yên lặng nắm bộ đàm, đè nén cơn giận nói với Trần Tuấn Nam, xin lỗi, Trần phó tổng. Tôi còn có chút việc phải xử lý, tôi đi trước xin lỗi. Cô nói hết lời, liền tức khắc nắm bộ đàm cùng tâm trạng đau đớn hướng phía trước mà đi. Cậu còn không đuổi theo, Tô Lạc Hoành ra hiệu cho Lâm Sở Nhai, hối anh nhanh chóng đuổi theo. Đuổi theo làm cái gì? Lão tử không có làm sai chuyện gì, chính cô ấy không nói ra, tôi làm sao biết nguyên nhân tại sao cô ấy lại thay đổi chóng mặt như vậy. Một ngày dỗ dành đến tối cũng đều không được, không để ý tới cô ta nữa, thiên hạ cũng không phải chỉ có cô ấy là phụ nữ. Lâm Sở Nhai tức giận cầm rượu đỏ lên uống, một hơi cạn sạch ly, ai biết được vừa uống một ly xuống bụng, lại cảm thấy người chán nản, liền đứng lên đi ra ngoài. Đông Anh ngẩng đầu, có chút đau lòng nhìn bóng lưng Lâm Sở Nhai vội vàng đi qua, đôi mắt có chút mờ mịt. Phòng yến hội. Nhã Tuệ nắm bộ đàm, hai mắt dương dương nhanh chóng đi ra, cô nhớ tới lời Lâm Sở Nhai vừa rồi, lòng chợt đau thắt lại, cô từng bước đi về phía trước. Nhã Tuệ Lâm Sở nhai nhanh chóng đi ra khỏi cửa lớn phòng yến hội, nhìn Nhã Tuệ vừa đi theo hướng gần cửa sổ sát đất bên kia, anh nhất thời khẩn trương cùng sốt ruột đi qua, thô bạo nắm lấy cổ tay cô, nói: "Em định đi đâu?" Chương 1013, thật sự. Buông tay, em muốn đi làm việc, anh tiếp tục chơi đi. Nhã Tuệ hất tay của anh ra, có chút tức giận cùng thương tâm xoay người, đi về phía trước. "Ai ai ai?" Lâm Sở nhai lại sốt ruột đi lên mấy bước, nắm chặt cổ tay Nhã Tuệ kéo cả người cô đến trước mặt mình, mới chỉnh lại tâm trạng, đau lòng dỗ được rồi, được rồi. Lúc nãy là anh sai, có lẽ là bởi vì đêm nay uống hơi nhiều rượu, có chút xúc động. Thế nhưng trong khoảng thời gian này, em rốt cuộc thế nào? Suốt ngày trốn tránh anh, khiến cho anh không hiểu. Lần trước anh gặp nạn suýt chết, em cũng chỉ qua thăm anh một buổi tối, liền chẳng biết tại sao lại mất tâm. Anh đã làm sai chuyện gì? Nhã tuệ trầm mặc mà đau lòng đứng tại chỗ, nhìn về phía trước, không biết nên nói cái gì lâm sở nhai thập phần khẩn trương xoay người cô lại hai tay nắm chặt bả vai của cô đau lòng nhìn bộ dáng trầm mặc của cô liền có điểm bị sợ vội vội vàng vàng hỏi em rốt cuộc bị làm sao đã xảy ra chuyện gì nhã tuệ đứng một lúc hai mắt nhanh chóng lóe lên rốt cuộc đau lòng nói không có chỉ là em em đột nhiên cảm thấy chúng ta không hợp nhau bởi vì em có chút không tin tưởng anh như thế đối với anh có chút không công bằng thế nhưng em không có cách nào ngăn cản loại cảm giác này phát sinh lâm sở nhai nghe lời này vịt một tiếng vang trái tim rơi xuống nhíu chặt mi tâm không vui nói có ý gì cái gì cái gì gọi là đột nhiên cảm giác chúng ta không hợp nhau anh gần đây có làm sai chuyện gì sao có thân cận với người phụ nữ khác sao không có nhã tuệ nắm bộ đàm cảm giác nội tâm một trận đau đớn đến chính mình cũng không cách nào hiểu cảm giác này Vậy ý nghĩ này của em từ đâu tới?" Lâm Sở Nhai nhìn về phía Nhã Tuệ, mặt ngưng trọng, cao giọng tức giận nói, "Chúng ta ở cùng nhau lâu như vậy, chưa bao giờ cãi nhau, mọi chuyện không phải đang rất tốt đẹp sao? Em lại đột nhiên nói chúng ta không thích hợp, em biết anh đã hao tổn bao nhiêu tâm tư mới theo đuổi được em. Từng giây từng khắc đều nghĩ về em, còn muốn chúng ta kết hôn với nhau. Bây giờ tự nhiên em lại nói ta không hợp nhau." Nói, nói xong tâm can đều bị tổn thương. Nhã Tuệ lập tức có chút khẩn trương ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Sở Nhai, vừa muốn nói. Lâm Sở Nhai đã sắc mặt lạnh băng, không hề lý trí cười lạnh, nói: "Anh biết tâm tư của em." Bởi vì Trần Phó tổng cực kỳ ưu tú, hơn nữa chưa bao giờ nếm mùi phụ nữ, không giống anh và Lạc Hoành, được mệnh danh là hoa hoa công tử trong các quán rượu, ngay cả lão đại cũng không quá tin anh, em càng không cần phải nói. Nhất định là vì đồ hiếm lạ, chơi đùa được một khoảng thời gian lại nhớ tới lão tử trước đây và nữ nhân ở cùng nhau em không chịu được đúng không nhã tuệ trong lúc nhất thời đỏ mặt xấu hổ nhìn về phía lâm sở nhai quả thật bị đoán đúng một chút tâm sự nhưng vẫn khẩn trương giải thích anh nói trần phó tổng là có ý gì em không có suy nghĩ về phương diện kia em không có suy nghĩ về phương diện kia hướng lâm sở nhai nhất thời có chút khôi hài nhìn về phía nhã tuệ trên mặt run rẩy vì phẫn nộ nắm chặt nắm tay sinh khí nói em không có suy nghĩ về phương diện kia thực ra là có phải không tự dưng nói hai ta không hợp cũng không biết lời này nói ra có làm tổn thương người không trong bữa tiệc lần trước anh liền biết em và hắn có gì đó không ổn em xem ánh mắt hắn nhìn em đi hiện tại được phó tổng thích đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội trèo cơ đâu ha thực sự càng nói càng quá mức nhã tuệ sắc mặt đột nhiên biến tức giận nhìn về phía lâm sở nhai thương tâm nói, anh nói đạo lý được không? Rõ ràng là anh và Đông Anh ở đó không biết có bao nhiêu thân mật, vừa nói vừa cười. Chính anh làm chuyện như vậy, ngược lại chuyển qua đây trách và oan uổng em. Từ nhỏ đến lớn, em cùng với khả Hinh tan học đến trường đều đi một con đường, nhưng là bên kia bị nước mưa ngăn, cũng không biết va vào người, anh hoài nghi em. Anh và Đông Anh có thể có chuyện gì? Lâm sở nhai cũng tức giận nhìn về phía nhã tuệ, lại nâng cao thanh âm, bực tức nói, cô ấy là học muội trước đây của anh, anh sẽ không coi cô ấy như một người phụ nữ, chỉ là một em gái. Chọc cô ấy chơi mà thôi, và khả hình như nhau. Anh có bao nhiêu em gái, em còn không biết sao. Nhã tuệ thương tâm khổ sở ngẩng đầu, nhìn về phía lâm sở nhai, thẳng thắn nói, từ khi bắt đầu quen anh, cạnh anh vẫn có rất nhiều người phụ nữ khác nhau, trẻ nhất 18 tuổi, lớn tuổi cũng chỉ quá 20. Coi như là anh thích em và muốn cùng một chỗ với em, anh cũng không bao giờ bỏ được tính đào hoa của mình. Lâm Sở Nhai lập tức một trận thương tâm trầm mặt nhìn về phía Nhã Tuệ. Nhã Tuệ trong lúc nhất thời nhìn về phía Lâm Sở Nhai, tâm cũng tê dần, hai mắt cô lóe ra, cảm giác kiềm chế rất khó chịu, biết là không nên nói, nhưng lời đã nói cũng không thể rút lại được nữa, cô nhắm mắt lại. Lâm Sở Nhai cắn chặt răng căn, trầm mặt nhìn về phía Nhã Tuệ, lạnh lùng nói, xem ra anh ở trong mắt em là người như vậy. Dù cho anh và em ở bên nhau, hình tượng ấy cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Quá khứ của anh xác thực là như vậy, không có thể cho em cảm giác an toàn. Có lẽ một người lớn lên từ bé ở nước ngoài như anh, cho dù có một điểm nhiệt tình, ở trong thế giới của em cũng là không cho phép. Bởi vì em là như vậy thuần khiết. Nhã Tuệ Tâm bị người đánh một chùy nghiêm trọng, hai mắt rưng rưng, nói không nên lời. Lâm Sở nhai cười khổ nghĩ vấn đề này, có chút đau lòng nói, đúng vậy anh hiện tại cũng có điểm hối hận, lúc đó thế nào lại xúc động, hoen ố thân thể em, như vậy sự thuần khiết của em, liền không thể hoàn chỉnh để ở bên người đàn ông khác. Nhã tuệ lập tức ngẩng đầu, một trận khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng được nhìn về phía anh, nói anh nói cái gì. Chẳng lẽ không đúng sao, lâm sở nhai càng nói càng kiên định, mặt cũng càng lúc càng lạnh nhìn cô, nói anh hiện tại thực sự hối hận. Một người thuần khiết như vậy, anh không nên động vào, làm sao anh có thể bù đắp lại cho em đây? Tiền là không thể nào, anh làm thế nào trả lại em? Làm sao để em hoàn chỉnh lại, để anh có thể thoải mái mà buông tay? Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép, Nhã Tuệ thở gấp toàn thân đau đớn, khổ sở nhìn về phía Lâm Sở Nhai, đau lòng nói, anh đúng là hối hận. Anh sợ khi anh thoải mái quay lưng, em sẽ trách anh. Lâm Sở Nhai nắm chặt nắm tay, mặt cứng ngắc kiên định không nói lời nào. Nhã Tuệ rơi lệ, đau lòng nhìn người đàn ông này, nắm chặt bộ đàm, nghẹn ngào nói anh là tên đáng chết. Cho dù muốn chia tay, tại sao muốn nói ra lời thương tâm như vậy? Đã lúc nào em nói em hối hận? Em không hối hận, nhưng anh hối hận. Lâm sở nhai thật tình nhìn về phía nhã tuệ, nắm chặt nắm tay, nghiêm túc nói anh hối hận vì đã vấy bẩn em. Phía trước một loạt tiếng bước chân, sốt ruột truyền đến. Tô Lạc Hoành cùng Tào Anh Kiệt, còn có Trần Mạn Hồng cùng nhau sốt ruột đi ra, đồng thời kêu hai người bọn họ, nói các người làm gì. Ẩm ý cái gì a à? Hai người. Lúc này, đồng anh cũng có chút lo lắng đi ra, nhìn về phía lâm sở nhai cùng nhã tuệ đang rằng co ở đại sảnh. Cô có dự cảm, bọn họ cãi nhau có thể là bởi vì mình, liền vội vã nghĩ đi lên phía trước giải thích. Lâm sở nhai lại tức khắc tức giận nắm chặt tay đồng anh, đau lòng nói với nhã tuệ, từ nay về sau, em đi đường em, anh tiếp tục quá khứ muôn màu muôn vẻ của anh. Nợ ngươi, kiếp sau mong rằng có cơ hội trả, chúc em và Trần Phó Tổng tự giải quyết cho tốt. Anh nói cho hết lời, liền mặt lạnh như băng nắm tay Đông Anh, bước nhanh đến quán ba trên lầu. Nhã tệ nhất thời đau lòng kịch liệt quay đầu, rơi lệ nhìn về phía Lâm Sở Nhai. Lâm Sở Nhai, cậu điên à, quay lại ngay cho lão tử. Tô Lạc Hoành vội vã sốt ruột đi lên phía trước, muốn kéo Lâm Sở Nhai. Buông tay, Lâm Sở Nhai tức giận hất tay Tô Lạc Hoành, lại kéo Đông Anh nhanh chóng đi về phía trước. Cậu dám đi, sau này chúng ta không còn là anh em nữa." Tô Lạc Hoành gấp đến độ đứng ở đó, nhắm ngay vào tình cảm anh em, vội vàng gọi Tổ Tông a. Muốn uống rượu giải sầu, cũng không cần kéo người phụ nữ kia theo a. Thật muốn không bao giờ quay đầu được phải không?" Lâm Sở Nhai tức khắc nắm chặt Đông Anh tay, dừng lại. Đông Anh cũng nhất thời khẩn trương, chống ngực đánh bang bang xoay tay thoát ra nhìn về phía lâm sở nhai sốt ruột nói, học trưởng. Đừng như vậy, có việc từ từ nói, có lẽ là cô ấy hiểu lầm. Anh nên giải thích một chút. Nhã tuệ nắm chặt bộ đàm, rơi lệ nhìn về phía lâm sở nhai. Lâm sở nhai nắm chặt đông anh cổ tay, hai chồng mắt hiện lên vẻ đau lòng, lại tự hỏi lời nhã tuệ nói vừa rồi, anh cười khổ nói tôi giải thích thế nào. Đó là quá khứ của tôi, cô ấy mắt mở trừng trừng nhìn thấy, cho nên không muốn tin tôi. Tôi giải thích thế nào, cũng không thể trở về quá khứ ngày xưa. Huống chi tôi cũng không muốn trở lại. Cứ như vậy đi, bồi học trưởng đi uống rượu, đêm nay bồi tôi cho tốt. Anh nói cho hết lời, lại kéo đông anh đi nhanh về phía trước. Lâm sở nhai, tô lạc hoành trong lúc nhất thời tức giận lại gọi hắn. Nhã tuệ nhìn bóng lưng anh càng lúc càng xa, cũng không muốn nói chuyện, chậm chạp lau đi nước mắt trên mặt, xoay người muốn vào phòng hội nghị. Trần Mạn Hồng cũng vội vội vàng vàng nắm chặt tay cô, Bất đắc dĩ nói, tôi nói. Giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nổi điên làm gì a? À? Cùng người khác bỏ đi không phải đại biểu cho việc cậu ấy vẫn còn yêu cô sao? Cô thì không thể cứ động chút lại cãi nhau ha, à? hai người thật vất vả đi đến bây giờ. Nhã tuệ vô lực đứng tại chỗ, nắm bộ đàm, tiểu tụy nhưng cũng thật tình nói, đây là chuyện của anh ấy cũng là vấn đề của chính tôi. Tô Lạc Hoành, Tào Anh Kiệt, Trần Mạn Hồng cùng nhau nhìn cô. Nhã tuệ nội tâm thẳng thắn, mang theo vài phần khổ sở cùng đau đớn, yếu ớt nói tôi thật sự, đã không tin tưởng anh ấy. chương 1014, rời đi. Phòng Tổng thống. Cả không gian tràn ngập âm thanh tiếng nước truyền ra trong phòng tắm, tiếng nước chảy róc rách, hơi nước từ trong phòng tắm nhẹ nhàng bay ra. Trang hạo nhiên đứng ở phía dưới, hứng nước nóng từ trên đỉnh đầu rơi xuống, nhắm mắt lại, mở miệng thở nhẹ, mặc cho bọt nước tạo thành những giọt trật tự dọc theo khuôn mặt kiên định rất xuống, thậm chí tràn qua bờ vai vững chắc nóng hổi từng giọt lướt qua cổ đi xuống bắp thịt màu đồng hết sức quyến rũ và gợi cảm hiển nhiên có thể thấy được ngọn lửa màu vàng trong tim đang bùng cháy ngay lập tức tiếng chuông cửa lanh lảnh vang lên trang hạo nhiên không nghe thấy chỉ đứng dưới vòi sen để nước ấm chảy qua khuôn mặt mình dường như đang chìm trong suy nghĩ của bản thân đường cong cơ bắp gợi cảm ngay tại lồng ngực rắn chắc vô cùng bắt mắt tiếng chuông cửa lại vang lên Lúc này Trang Hạo Nhiên mới quay mặt nhìn màn hình điều khiển không thấm nước phía trước, trong đó hiện lên bóng dáng của một người phụ nữ, anh hơi nhíu mày, để mặc nước nóng rào rào chảy xuống, vươn tay còn ướt ra, nhẹ điều khiển cảnh quay của video trên màn hình bị hơi nước làm mờ, mới nhìn thấy rõ người đứng giữa màn hình. Anh cau mày, tay ấn xuống công tắc máy nước nóng, kéo cái khăn lông trắng, lau qua tóc ướt, suy nghĩ đã có chuyện gì xảy ra rồi. Thời gian trôi qua từng phút một, Trang Hạo Nhiên mặc một thân áo sơ mi đen, quần tây cùng màu, bẻ cổ áo màu xám ra ngoài, để lộ đường cong cơ bắp gợi cảm. Mái tóc vẫn còn nhỏ nước, anh đi ra khỏi phòng thay đồ, cầm lấy điều khiển từ xa bên cạnh giường. Động tác lưu loát mở cửa lớn dưới lầu, mới nhanh chóng đi xuống. Tiêu đồng lo lắng đi tới, nhìn Trang Hạo Nhiên sốt ruột nói, lão đại, không tốt rồi. Lâm sở nhai cùng với nhã tuệ cãi nhau rồi. Trang Hạo Nhiên sửng sốt đứng trong phòng khách, ngẩng đầu chừng mắt nhìn tiêu đồng hỏi, quay trở về như thế nào. Chúng tôi cũng không biết, chỉ là thời điểm đuổi theo tới đã nhìn thấy và nhã tuệ chia tay ẩm ý, thậm chí lâm sở nhai còn đem đông anh lôi đi để cho cô ấy đêm nay bồi anh ta uống rượu. Tiêu đồng hết sức buồn phiền nhìn về phía trang hạo nhiên, trực tiếp nói, hình như lần này thực sự là ẩm ý lớn. Trang hạo nhiên híp mắt, suy nghĩ về chuyện này. Làm thế nào đây, tiêu đồng lại sốt ruột nhìn trang hạo nhiên, Trang Hạo Nhiên biểu tình lạnh nhạt, khom lưng cầm lấy âu phục màu đen bên cạnh mặc vào, vừa thở dài chỉnh sửa áo vest của mình, lại vừa nói, đầu tiên đem chuyện bữa tiệc từ thiện đêm nay xử lý xong xuôi. Hai người cãi nhau, hiện tại vẫn đang còn nổi nóng, cái gì cũng không nghe. Nhưng mà Lâm Sở Nhai cũng thật là, cãi nhau không nên kéo phụ nữ đi theo, các người sao không ngăn cản cậu ta? Tiêu Đồng nhanh chóng đi đến phía sau Trang Hạo Nhiên, vươn tay sửa cổ áo cho anh mới oan uổng nói, chúng tôi tại sao lại không ngăn cản anh ấy. Tô Lạc Hoành đã chỉ vào mũi anh ta và mắng, nhưng anh ta tức giận liền kéo Đông Anh đi về phía trước. Đông Anh muốn buông tay mà Lâm Sở Nhai không đồng ý. Cô nói xong một hơi, không người cầm cái hộp nhung màu đen trên bàn trà lên mở ra, đó là một cái hoa tơ tầm cài áo màu đen trắng, phi chủ lưu khí phách tia chấp đồ án, tiêu đồng cẩn thận cầm nó lên, đứng trước mặt trang hạo nhiên, thận trọng đem hoa cài lên áo cho anh, rồi mới nói, anh cần phải nghĩ biện pháp khuyên nhủ Lâm Sở Nhai, anh ấy cùng với những người khác bất hòa, nhất thời tức giận nên không làm việc, một khi anh ấy không làm việc, tôi lại phải tiếp nhận toàn bộ công việc của anh ấy. Trang Hạo Nhiên nghe xong những lời này, nhịn không được mỉm cười nhìn về phía Tiêu Đồng, thuận tiện đưa tay gõ vào đầu cô, cuối cùng, cô vẫn chỉ biết quan tâm đến bản thân mình thôi. Tôi nào có, lúc này Tiêu Đồng bất đắc dĩ ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên vừa vươn tay chỉnh sửa lại hoa cài trên vạt áo của anh, vừa sốt ruột thúc giục, đi nhanh lên, bữa tiệc đã bắt đầu được một đoạn thời gian rồi. Ừ, Trang Hạo Nhiên đáp lời, theo thói quen cầm lấy điện thoại trên bàn trà, thấy thông báo gần 130 cuộc gọi nhớ, anh nhìn chăm chú một hồi, mới nhanh chóng cất vào túi rồi đi ra ngoài. Tại bữa tiệc, cuộc đấu giá đang bước vào giai đoạn náo nhiệt nhất, vừa rồi công tử Lý Gia, trong buổi từ thiện dùng 600.000 mua được mẫu cây tử đàn Bắc Kinh, Mọi người nhiệt liệt vỗ tay, nhưng đều biết anh ta mua được mẫu này là muốn người đẹp vui vẻ. Mặc dù Ninh Ninh đang ngồi trong tiệc rượu, đồng dạng mà nói, cũng do không thể làm gì khác hơn đành cười một cái, nhớ lại lát sau chính là mình biểu diễn nên có chút lo lắng, đây là lần đầu tiên cô hát tại tiệc rượu. Sau hội trường, Đường Khả Hinh đầu đầy mồ hôi, mệt đến mức hai tay run lên. Cô bí mật đội nón đứng dậy, cắn chặt răng di chuyển về phía bồn cảnh bên bàn kia bước từng bước từ sau bàn đi đến càng đi trong lòng càng hận trang hạo nhiên suy nghĩ tại sao bản thân mình lại ngốc như vậy tự nhiên chạy đến nơi đây chỉ để nhìn anh một cái cô cho rằng anh khổ sở đau lòng ai ngờ anh lại có nhiều nữ minh tinh xinh đẹp như thế làm bạn quan trọng nhất là ngay cả bóng dáng của anh cô cũng không thấy tôi tìm cô lâu như vậy thì ra cô ở trong này Suli nhanh chóng từ phía sau hội trường náo nhiệt ôm vai mặt lạnh đi tới nhìn đường khả hinh mệt đến mức thở hổn hển Bộ dáng thiếu chút nữa muốn ngồi trên bàn, cô ta liền tức giận nói cô còn không mau cho tôi đem bàn đẩy đi nơi khác. Lập tức liền đến bàn bán đấu giá thế kỷ này, nghe nói Vitas Tiên Sinh rất vừa ý bồn cảnh này. Đường khả hình mệt đến mức tựa vào bồn cảnh kia ngồi, đầu đầy mồ hôi, cô một bên lau mồ hôi một bên có phần giận dữ khác thường. Vitas Tiên Sinh yêu thích bồn cảnh này. Đúng vậy, mà cái đó thì có liên quan gì đến cô? Suli chừng mắt, nhìn dáng vẻ của đường khả hình. Từ trên xuống dưới không có một chỗ nào vừa mắt, một lần nữa nhanh chóng sai khiến, mau di chuyển tới đó. A, à, Đường Khả Hinh mệt mỏi thở mạnh, đành phải ngồi xổm xuống bên cạnh bồn cảnh, cô cắn răng khó khăn đẩy bồn cảnh bên kia, vừa đi vừa nghiến răng nghiến lợi tức giận nói Trang Hạo Nhiên chết tiệt. Khung cảnh bữa tiệc tạm thời tối đi, người chủ trì bắt đầu cầm micro, đứng ở chính giữa sân khấu, thanh âm nhiệt tình và phấn khích mời Trang Hạo Nhiên, nhà từ thiện lớn nhất tối nay vào bàn. Đường Khả Hinh đứng sau hội trường, vừa nghe giọng nói này, đôi mắt cô sáng lên, cũng không trông coi bồn cảnh, lập tức đi đến rìa phía sau hội trường bên cạnh, nhìn ra bên ngoài xem xét. Một chàng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Cửa lớn đại sánh tiệc rượu lập tức mở ra, trong nháy mắt ba ánh đèn mãnh liệt tập trung tại lối vào, Trang Hạo Nhiên mặc âu phục màu đen, đeo hoa cải áo đen trắng, cổ áo sơ mi mở rộng, vừa dương lên nụ cười quen thuộc của mình, một bộ dáng phong độ, tao nhã mê người cùng với chị gái nhanh chóng đi vào bữa tiệc. Mọi người nhiệt tình vỗ tay, dưới ánh đèn flash có phần xấu hổ, cùng với người tổ chức từ thiện bắt tay, trên môi nở nụ cười, hy vọng bữa tiệc tối nay có thể tiến hành thuận lợi dưới bầu không khí vui vẻ. Sau đó là một hồi bắt tay nhiệt liệt, nhiều phóng viên nhanh tay chụp ảnh, đứng ở đó một chút, sau đó mới tách ra trở lại vị trí của mỗi người trong bữa tiệc. Đường khả hình trốn ở sau hội trường, cuối cùng nhìn thấy Trang Hạo Nhiên vẫn thời thượng mê người như thường ngày vậy, đang tươi cười bắt tay với người khác. Thậm chí lúc đó xoay người ngồi bên cạnh tưởng thiên lỗi, gỡ nút âu phục, tác phong nhanh nhẹn, hăng hái, cô thật sự tức giận đến choáng váng đầu, nghiến răng nghiến lợi suy nghĩ, cái tên đáng chết này, cư nhiên còn có thời gian về nhà tắm rửa, thay quần áo, trở nên đẹp trai như vậy, thế nhưng không có thời gian nhận điện thoại của mình. Thiệt thòi cho mình, tự nhiên lại lãng phí thời gian đến nhìn anh. Cô nói xong, vẻ mặt hung ác oán hận rút điện thoại ra, mở nắp phía sau, run rẩy tháo pin, đẩy sim điện thoại, hoàn toàn đem sim kia tháo ra, mới nghiến răng nói, chị đây chính là muốn đấu với anh xem, ai so với ai tàn nhẫn hơn. Chị lập tức rời đi, không quản anh cùng với mấy nữ diễn viên kia ca hát khiêu vũ. Chết tiệt, cô vừa nói xong những lời này, trong nháy mắt liền đá một phát vào bồn cảnh kia, vẻ mặt tức giận xoay người, muốn đi ra ngoài. Tiếp theo, đêm nay chúng tôi có mời nữ diễn viên hàng đầu hạt tuyết cảm ơn cô tối nay trong lịch trình bận rộn của mình vẫn dành thời gian tới tham gia bữa tiệc từ thiện của chúng tôi người chủ trì nói xong lại cầm micro trong tay hào hứng kêu lên đường khả hinh vừa tức giận đội nón vào vừa cất điện thoại màu trắng vào trong túi đang chuẩn bị đi ra ngoài lại không hiểu sao cảm thấy ánh đèn toàn hội trường đồng loạt tập trung tại lối vào bữa tiệc nàng mở to mắt chăm chú nhìn trong nháy mắt cửa lớn đại sảnh tiệc rượu mở ra một người phụ nữ mặc váy dài màu đen phía trước đeo thắt lưng vô cùng gợi cảm động lòng người, mái tóc xoan dài đến eo, đứng ở lối vào, khẽ mở bờ môi nóng bỏng, hướng về mọi người nở nụ cười bên trong mang phong thái nữ vương. Thời điểm đi tới lập tức hấp dẫn ánh nhìn của tất cả khách quý trong hội trường, hương vị đặc biệt như vậy, giống như một loại mê hoặc lòng người, khiến người khác cũng không rời được ánh mắt. Từng tiếng vỗ tay mạnh mẽ vang lên. Hạ tuyết nhẹ vén váy lên đi vào trong, vừa nhìn mọi người hỏi thăm, Cô là nữ diễn viên Trung Quốc duy nhất đã từng nhận được giải thưởng của lớn thế giới, không chỉ vậy cô còn là một trong năm nữ diễn viên hàng đầu thế giới và là phu nhân Hàn của tập đoàn tài chính Hàn Thị, cô còn là tình yêu chân thành của tổng thống Pháp Daniel khi còn sống. Hàng vạn người đều yêu thích cô, Hà Tuyết mang trên mình ánh hào quang không thể thay thế được, tiến về phía trước. Cô đi dọc đến chỗ mình, tất cả minh tinh, toàn bộ nhan sắc bị lu mờ, bao gồm cả nữ diễn viên mới vừa bước vào. Trong mắt đường khả hình sắp rơi ra ngoài, tay cầm lấy cái giá thủy tinh phía sau hội trường, nhìn hạ tuyết xinh đẹp động lòng người dẫn đầu đi đến ghế của mình. Bản thân cô không có nghe nhầm, vừa rồi người chủ trì là kêu cô ấy hạ tuyết. Mà Hàn Văn Kiệt, tam công tử Hàn gia rất sĩ diện đứng lên, đỡ chị dâu của anh ta đi về chỗ đã được sắp xếp phía trước. Tưởng thiên lỗi và trang hạo nhiên vô cùng tôn kính địa đứng lên, đi qua phía cô ấy. Tư thái này, quả thật chỉ có hạ tuyết mới có tư cách hưởng thụ vinh hạnh đặc biệt. Liều chết nắm lấy khung sắt. Khuôn mặt đường khả hình thật khó coi, nhìn bóng dáng hạ tuyết tiêu hồn cùng dung nhan tuyệt mỹ được muôn người yêu thích, toàn thân lấp lánh ánh hào quang, lòng của cô nguội lạnh, vỡ nát từng mảnh, nhớ tới vừa rồi mình và cô ta ở bên ngoài giả vờ làm phen cuồng, cô thật sự hận chính mình không thể là một con muỗi để người ta đập phát cho chết. Mất mặt quá, nhất thời cô giống như một ổ kiến lửa, trên trán đều là mồ hôi, càng không ngừng hồi tưởng lại bản thân mình vừa rồi có nói cái gì không thể hay không mắt liếc phải trái mới nghĩ đến vừa rồi tự nhiên mình lại mắng hy văn nha đầu chết tiệt kia lòng cô lạnh đi khuôn mặt đau khổ nhăn lại xấu hổ tới tận mang tai đang nghĩ đến biện pháp chạy lấy người cô đi đâu đó hả chu lệ thiến lập tức bắt lấy mũ trắng của đường khả hình đem cô kéo trở về tức giận kêu lên lập tức đem bồn cảnh di chuyển tốt cho tôi tất cả mọi người ai cũng vội vàng cô rõ ràng còn muốn lười biếng Ai, đừng kéo đừng kéo. Quần áo đường khả hình bị người ta lôi kéo từ phía sau, cô vội vã, khuôn mặt khổ sở cầu xin tha thứ, tôi đi là được. Cô đừng kéo nữa, tôi đi ngay bây giờ. Còn dám lười biếng làm, tôi sẽ tiếp tục vặn lỗ tai của cô. Khuôn mặt Julie bất mãn không vui, biểu tình lạnh nhạt, khoanh tay, nhìn đường khả hình. Đường khả hình lo lắng đổ mồ hôi lạnh, nhanh chóng liều chết đẩy bồn cảnh di chuyển về phía trước, sau khi làm xong, cô lập tức rời đi bên ngoài bữa tiệc tưởng thiên lỗi và trang hạo nhiên vô cùng phong độ đồng thời đứng lên tao nhã cài lại nút âu phục nở nụ cười cùng hướng sang phía hạ tuyết hạ tuyết được hàn văn kiệt diều cười với tưởng thiên lỗi và trang hạo nhiên cô ngửa khuôn mặt xinh đẹp động lòng người lên nhìn hai người đàn ông phong độ phía trước ngay tức khắc trong đầu nhớ tới vừa rồi đường khả hinh và mình cùng nói về hai người bọn họ cô không chịu được phù một tiếng cúi đầu bật cười ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt tim đập hơi mạnh và loạn nhịp, nhìn người phụ nữ trước mặt. Chương 1015, dựa vào cái gì? Hàn phu nhân, ngài, Trang Hạo Nhiên sửng sốt nhìn Hạ Tuyết, cô vẫn đứng tại chỗ, hơi che miệng nhịn không được cười rộ lên thân thể hơi run run, anh nhất thời nói không nên lời, đầu tiên là quay đầu, liếc mắt nhìn Tưởng Thiên Lỗi một cái, Tưởng Thiên Lỗi cũng thập phần nghi ngờ nhìn về phía Hạ Tuyết đang thực sự không nhịn được cười kia, mình cũng đành bộc lộ một chút xấu hổ tươi cười, nhìn cô, khách sáo nói, "Hàn phu nhân, gặp được chuyện gì thú vị, cùng chúng tôi chia sẻ một chút đi." Hàn Văn Kiệt cũng nhịn không được quay đầu, mỉm cười nhìn chị dâu, hỏi, "Sao vậy? Có chuyện gì vui đáng cười sao?" Hạ Tuyết đứng một bên, vẫn nhịn không được cười rộ lên, hơi ngẩng đầu lại nhìn hướng Trang Hạo Nhiên cùng Tưởng Thiên Lỗi phong độ nhẹ nhàng hoàn mỹ đẹp trai như vậy đứng ở một bên cô lại phì một tiếng nhịn không được cúi đầu cười rộ lên vừa hơi che miệng mỉm cười vừa có chút xin lỗi nói xin lỗi tôi đột nhiên nhớ lại một số chuyện cho nên cảm thấy có chút buồn cười xin lỗi trang hạo nhiên cùng tưởng thiên lỗi hai người liếc mắt nhìn nhau cũng chỉ đành mỉm cười tôn kính tránh người mời hạ tuyết an vị cảm ơn hạ tuyết lịch sự nói lời cảm ơn liền đem tay vòng qua cánh tay hàn văn kiệt dưới ánh nhìn khó hiểu của anh nở nụ cười sáng lạn, đi về phía bên kia tiệc rượu. MC lúc này, tay cầm microphone, tươi cười đi giữa sân khấu, hết sức nồng nhiệt nói. Tiếp theo, sau tiết mục ca múa, tối nay chúng tôi muốn triển lãm một chậu cây tùng trăm năm đón khách do Chủ tịch Giang Tô Lưu hiến tặng. Bồn cảnh này cao chừng một mét, trồng trên núi Hoàng Sơn, từng ở trên đỉnh núi hấp thụ linh khí của trời đất, đã được cắt tỉa bởi bậc thầy làm vườn lý tu, dù xét theo ý nghĩa, thần vận, các phương diện khác, đều đạt tới tiêu chuẩn nghệ thuật siêu phàm tiếc, xin mời bồn cảnh trăm năm của chúng ta. Một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Vitus tối nay cũng cảm thấy tâm tình vui vẻ, bởi vì ông đã mong chờ bồn cây cảnh trăm năm này từ rất lâu, lần trước bị khả hinh, cái học trò bướng bỉnh kia đem bồn cảnh tùng 12 tháng của mình đổ bể, liền không còn nhắc tới hứng thú quan tâm đến chuyện bồn cảnh nữa, đêm nay chiến lãm bồn cảnh trăm năm này, lại kích thích hứng thú của ông một cách sâu sắc. Lauren luôn luôn biết ông yêu thích, cũng dựa sát vào người ông nhìn ông mỉm cười nói, xem ra đêm nay bồn cảnh trăm năm này, Vitus tiên sinh ngài nhất định phải có được a. À? Vitus cũng hơi tươi cười, ngẩng đầu lên, nhìn về phía giữa sân khấu đã bắt đầu biểu diễn ca múa, thập phần chờ mong triển lãm bồn cảnh tùng ninh khách trăm năm sau đó, trong lòng còn nghĩ, sau khi lấy được trong buổi bán đấu giá, nhất định không thể bị khả hình thấy. Tuyệt đối không thể. Cửa lớn phòng tiệc mở ra. Nhã tuệ tay cầm bộ đàm, nhanh chóng đi vào phòng tiệc, vừa đi vào trong, vừa căn dặn bốn nhân viên phía sau, đang khiêng một cái dương gỗ lớn đóng chặt đi tới. Cô thỉnh thoảng khẩn trương quay đầu lại, nhìn về phía mấy người nhân viên kia nói các anh cẩn thận một chút. Bồn cảnh trăm năm này, giá lên đến 500 vạn. Chỉ riêng giá chậu cổ kia, đã hơn 100 vạn rồi đấy. Chúng tôi biết rồi, mấy nhân viên lại thật cẩn thận khiêng cái dương lớn kia, nóng đến mức thở dốc đi vào trong. Lúc này, Chu Lệ Tình nhất thời có chút kinh ngạc, trong lúc đám người đang ồn ào náo nhiệt nhanh chóng đi tới nhìn về phía nhã tuệ kỳ quái hỏi lưu quản lý cái này là nhã tuệ mỉm cười ngừng đầu nhìn chu lệ tình nói đây là bồn cảnh trăm năm chủ tịch lưu hiến tặng đấy a à, chu lệ tình trong lúc nhất thời nhớ tới vừa rồi lưu nhã tuệ gọi mình xuống đại sảnh dưới lầu đi chờ nhận bồn cảnh cô cho rằng cái bồn cảnh nha đầu chết tiệt kia ôm mới chính là nhã tuệ nhìn dáng vẻ này của cô liền khó hiểu hỏi cô sao vậy có phải hậu trường đã xảy ra chuyện gì hay không? Chu Lệ Tình lập tức mặt gấp đến độ đỏ bừng, lúng túng nhớ tới chính mình vừa rồi ở đại sảnh, nghĩ nhầm bồn cảnh kia, mà nha đầu chết tiệt kia cũng không nhắc nhở chính mình, cứ như vậy sách chậu cây đáng chết kia lên đây, cô liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, cái nha đầu chết tiệt kia sách chỉ là thứ đồ chơi bỏ đi, sao có thể là bồn cảnh trăm năm được. Cô nhất thời có chút tức giận khẩn trương cầm chặt bộ đàm, cắn môi dưới. Nhã Tuệ hơi lộ vẻ nghi ngờ nhìn về phía Chu Lệ Tình, nhíu mày, có chút dự cảm không tốt nói, "Lệ Tình, cô nói cho ta biết, có phải đã xảy ra chuyện gì không?" Ách, Chu Lệ Tình nhất thời bật cười ngẩng đầu, nhìn Nhã Tuệ khẩn trương nói, "Không có việc gì, không có việc gì. Chỉ là đột nhiên cảm thấy, bồn cảnh trăm năm này được đóng gói rất đẹp." Nhã Tuệ nghe lời nói ngớ ngẩn này, liền cũng nhịn không được nữa cười rộ lên nói, "Đây chính là thứ 500 vạn a." À. Gia đình bình thường mấy đời cũng đều không đủ tiền, nên mới đóng gói đơn giản như vậy, lát nữa nghệ nhân làm vườn sẽ đích thân qua đây, giám định rồi mới có thể bán đấu giá. A, à, Chu Lệ Tình mắt liếc nhìn về phía dương lớn kia, nhất thời khổ sở tươi cười. Nhã Tuệ nhìn nhân viên khiêng cái dương lớn đi về phía trước sân khấu, cô liền xoay người, ôn nhu mỉm cười nhìn về phía Chu Lệ Tình, nói: "Lệ Tình, phiền cô theo tới hậu trường, nhìn nhân viên mở dương lớn ra, đừng để việc không may xảy ra." dụng một cái lá, chúng ta đều nguy, tôi còn có việc bận rộn. Ách, được, Chu Lệ Tình vội vàng cười đáp lại. Hậu trường, MC đang cùng đạo diễn đối đáp, sau đó cả nhóm nhân viên làm việc bên phía chủ ban từ thiện đã nhanh chóng kiểm kê thủ tục giấy tờ của những vật bán đấu giá, nói chuyện nhau nhau ẩm ý, đường khả hinh hai tay liều chết kéo bồn cảnh, trăm năm, cao hơn một mét kia, từng chút từng chút đưa vật phẩm dựa sát vào sân khấu, cô vừa kéo vừa khó hiểu nóng đến mức đầu đầy mồ hôi ngẩng đầu, Nhìn mọi người đang bận rộn, cư nhiên không người nào để ý đến mình, cô nhất thời mệt đến mức thở dốc, liền trực tiếp ngồi xổm xuống bên cạnh bồn cảnh kia. Mệt mỏi thở dài. Phía sau, bốn nhân viên nhanh chóng đem cái dương lớn đặt phía sau đường khả hình, lặng lẽ không tiếng động đem cái dương kia mở ra, lại dùng sức chuyển bồn cảnh hấp thụ tinh hoa đất trời, tùng nghênh khách kia, thật là thần vận của bậc thầy trí tuệ nhìn xa trông rộng, cành lá mở rộng, đều lộ ra một cố cường liệt tiên khí bốn nhân viên theo chỉ thị, đem tùng nghênh khách chuyển ra sau, liền nhấc chiếc dương gỗ trống trơn đi tìm chu lệ tình ký tên. Đường khả hình thở dài, vừa lau mồ hôi xoay người, mắt không khỏi quét tới một bồn cảnh xanh xanh phía sau kia, bất luận là ý nghĩa hay thần vận đều thập phần thập phần đặc sắc, nhất là cánh tay nghênh khách mở rộng kia. Chính là tác phẩm nghệ thuật A, cô bé này, tức khắc mở to mắt, trên mặt lộ vẻ kích động, yêu thương như vậy, cảm động như vậy xoay người, ngồi xổm trước mặt bồn cảnh nghênh khách này, không cách nào kiềm chế nội tâm cuộn trào, thật cẩn thận vươn tay nhẹ chạm vào chiếc lá nhọn kia, lắc đầu, cảm động nói, bồn cảnh tùng nghênh khách này thật là đẹp. Vì sao? Cô nói xong, liền giật mình sững sờ xoay người, nhìn chỗ cảnh tùng nghênh khách mà tự mình khổ khổ sở sở mang lên đến đây, và bồn cảnh mà hiện tại mình đờn nác thấy, thật là khác quá xa. Sao nhìn thế nào lại thấy xấu, lại còn đem ra bán đấu giá? Dựa vào cái gì a? À? Người này quên mất lúc vừa rồi chính mình khổ khổ sở sở ôm chậu cảnh này bò lên đây, đối với nó ca công tụng đức một phen, hiện tại liền là vẻ mặt ghét bỏ, trong đầu cô còn đang tính toán mưu ma trước quỷ, nghĩ cách đem chậu tùng nghinh khách này đem đi, đưa cho thầy làm lễ vật. Dù sao nó có thể chỉ là vật trang trí. Tùng nghinh khách đã mở ra chưa? Lệ tình, sao cô còn ở đây? Nhã tuệ nghĩ buổi đấu giá hôm nay, rất nhiều vật phẩm, cô đã có kinh nghiệm nên biết hậu trường sẽ rất bận rộn dù sao vẫn cảm thấy Chu Lệ Tình kinh nghiệm chưa đủ, liền có chút không yên lòng muốn đi vào. Đúng lúc này, nhìn thấy Chu Lệ Tình đang đứng một bên, vừa tôn kính trả lời vấn đề của một khách mời nào đó xong, cô liền khó hiểu cất cao giọng hỏi. Đường Khả Hinh trợn mắt, tức khắc nghe ra giọng nói của Nhã Tuệ, cô lập tức bày ra vẻ mặt khổ sở, nhớ tới buổi trưa hôm nay còn bị cô đánh mắng không ít, nếu để cho cô ấy phát hiện mình ở đây, nhất định sẽ đem ra mình lột ra, nghĩ tới đây, cô không nói hai lời, Liền đem bồn cảnh trăm năm của chủ tịch lưu trị giá 500 vạn kia ôm lấy, che thân thể mình lại, thở hồn hền, muốn từ phía sau sân khấu nhân cơ hội chui ra đi. Dù sao đắc tội với hạt tuyết, mình cũng không tiện ở lại. Chu lệ tình đứng trước sân khấu, nhìn về phía nhã tuệ, mặt cô hơi đỏ lên nói, má. Má thượng đã vào, vừa rồi có một khách mời, đột nhiên có chuyện tìm tôi. Cho nên... Nhã tuệ tức khác nhìn về phía Chu Lệ Tình có chút sốt ruột nói, mặc kệ khách cô có vấn đề gì, cô có thể nhờ những đồng nghiệp khác giải quyết giúp. Hiện tại quan trọng nhất chính là chậu cây tùng nghênh khách kia. Nghệ nhân làm vườn đã tới, muốn giám định ngay lập tức. Vâng, vâng, Chu Lệ Tình ngẩng đầu, quả nhiên thấy một nghệ nhân làm vườn tuổi chừng 70, mặc trang phục vàng nhà kiểu Trung Quốc, dưới sự dẫn đường của hai nhân viên, đang nhanh chóng đi về phía bên này, cô lập tức đi qua, dẫn nghệ nhận làm vườn đi ra sau sân khấu, nhã tuệ không yên lòng, cũng cầm bộ đàm đi vào theo. Đường khả hình sống chết ôm bồn cảnh, mệt đến mức đầu đầy mồ hôi đi ra ngoài. Xin mời, nhã tuệ tự mình dẫn nghệ nhân làm vườn, mỉm cười đi tới trước mặt bồn cảnh kia, nhìn về phía nghệ nhân làm vườn nói, đây là bồn cảnh mà chủ địch lưu đêm nay muốn triển lãm. Mời ngài giám định. Nghệ nhân làm vườn mỉm cười đi tới bồn cảnh trước mặt, tư thái hết sức kích động, đi về phía trước vừa nhìn bồn cảnh cao hơn một mét, loại cây phổ thông được cấy ghép kia, sắc mặt ông bỗng cứng lại, trong nháy mắt có chút bị sỉ nhục bực tức nói cái này còn cần dám định sao. Tổ chim trên cây tùng nghênh khách thông thường nhà chúng ta, so với bụi cây không đáng hai ngàn đồng này còn quý hơn. a à, nhã tuệ tức khắc giật mình, quay đầu nhìn về phía chu lệ tình giận dữ hỏi chuyện gì xảy ra vậy. Chu lệ tình lúc này mới nhận ra này bồn cảnh này chính là vừa rồi đường khả hinh mang tới, cô lập tức khẩn trương ngẩng đầu, nhìn thấy cái nhà đầu chết tiệt kia đang ôm bồn cảnh tình nghinh khách, mệt mỏi thở dốc, đồng đưa lúc lắc đi về phía trước, còn chưa kịp ppm cây lên cao, run như cầy sấy mà đi, lắc lên lắc xuống, cô lập tức cầm bộ đàm lên, nhắm ngay cái bóng lưng nhà đầu đáng chết kia kêu to, nhà đầu chết tiệt kia, đứng lại cho tôi. Nhã tuệ cũng vào lúc này, ngẩng đầu nhìn về phía trước, liếc mắt một cái liền nhận ra là bóng lưng của đường khả hình. Cô cũng lập tức giật mình gọi, khả hình. Đường Khả Hinh mắt thấy chuẩn bị bước qua hậu trường ôm bụi cây đáng chết này rời khỏi, nghe thấy Nhã Tuệ gọi mình, tìm lòng không được vừa đi vừa xoay người, nhìn thấy Nhã Tuệ đang lo lắng đi tới, cô bỗng quính lên, chân không cẩn thận bước hụt loạn trọng một phen, cả người a à một tiếng, ôm bồn cảnh kia ngã lăn ra sân khấu, phịch một tiếng, bồn hoa vỡ vụn, cả người cô còn nhào vào thân cây tùng kia, cách cách mấy tiếng, hình người của cây tùng toàn bộ gãy vụn, ngã trên thảm đỏ. Toàn trường nghe thấy tiếng vỡ nát này tức khắc giật mình, kìm lòng không được ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Nhã tuệ cùng Chu Lệ Tình cũng chen đến trước sân khấu, nhìn một màn này, đều bị dọa sợ. Tưởng Thiên Lỗi, Trang Hảo Nhiên, Tô Thủy Kỳ, Hạ Tuyết tất cả đều khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn đường khả hinh giữa sân khấu, tức khắc sửng sốt nói không nên lời. Vitus lúc này, trong mắt hiếp lại, bởi vì quá sốt ruột chậu cảnh kia, nhìn không rõ người trước mặt, tay lấy mắt kính bên cạnh đe lên, gương mặt cứng lại, Nhìn về phía trước, quả nhiên mắt trợn tròn nhìn thấy học trò đang sống chết đè lên trên gốc cây tùng kia, tay chân đón khách dài đều bị đè gãy, cô lại giật mình trợn tròn đôi mắt như hạt trâu. Nhìn về phía trước, trái tim ông đột nhiên một trận đau đớn, nhất thời tay ấn chặt lồng ngực, nghiến răng nghiến lợi gọi, "Khả Hinh." Đường Khả Hinh cũng tức khắc nằm trên thân cây tùng, nhìn về phía thầy, vẻ mặt đau khổ, sợ đến cúi đầu nức nở thôi rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền